Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 691, Lịch Kiếp Hoàn Dương. Ngay tại màu đen lão hổ vừa mới chôn vùi, liễu chính nhẹ nhàng thở vào một cái thời điểm, ẩm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng chấn động. Một mực hai mắt khép hờ văn thiên bọn người, đồng loạt mở to hai mắt nhìn, riêng phần mình hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Nhìn cái này tư thế, tựa hồ có một cái đại gia hỏa muốn xuất hiện. Tự khai bắt đầu đến nay, liền thần sắc chấn định tiêu phàm cũng song nghi có chút một dương nâng tay khẽ vẫy đánh tan màu đen lão hổ roi lôi điện xoay tròn lấy cấp tốc bay trở về tiêu phàm khẽ vươn tay đem roi lôi điện nắm ở trong tay cái này thần binh lại nhẹ nhàng chấn động không chịu yên tĩnh một vết nứt bỗng nhiên tại liếu chính dưới chân nổi lên lấy cứng rắn lót gạch xanh liền mật thất sàn nhà vỡ ra một cái khe lớn kéo kẹt kéo kẹt âm thanh âm vang lên cái khe kia còn tại nhanh chóng thêm rộng trở nên thâm bất khả chắc Liễu chính hừ lạnh một tiếng, ống tay áo một dương, một thanh màu vàng ngọc như ý bắn ra, đón gió lớn lên, khoảnh khắc liền biến thành hai trượng chi cự, ánh sáng màu vàng lóng lánh, mặc kệ 3721, hướng về cái khe kia liền mãnh kích xuống dưới. Lấy liễu chính tu vi, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, đạo này bỗng nhiên xuất hiện khe hở, kỳ thật chỉ là một loại ảo giác, bao quát vừa rồi kia một tiếng ầm ầm nổ vang cùng toàn bộ đại địa rung động, đều là ảo giác. Nhưng mà tạo thành những này ảo giác đồ vật, cũng không đơn giản. Liễu chính không chút do so dự, tiên hạ thủ vi cường. Cái này ngọc như ý, là hắn quen thuộc thúc đẩy một kiện pháp khí tốt nhất, từng tại Hồng Sơn chấn dưới mặt đất trợ quỷ, bị quỷ vương khô lâu phá hủy qua một kiện, liễu chính trở lại Mao Sơn, lập tức lại luyện chế lại một lần một viên đồng dạng pháp khí, bởi vì liễu chính tự thân tu vi tăng tiến vào, cái này ngọc như ý uy năng cũng tăng lớn thêm không ít. Mặc kệ cái này khe hở là quái vật gì huyễn hóa mà ra, trước hung hăng cho nó lập tức lại nói. Hoác suy một con đen như mực quỷ chảo, bỗng nhiên từ nước trong khe rũi ra, một phát bắt được Ngọc Như Ý. Audio điện tử võ tấn bền Ngọc Như Ý lập tức giống nhận một loại nào đó kinh hãi, hoàng quang đại phóng, liều mạng dẫy ruộng, chỉ muốn muốn từ quỷ chảo bên trong tránh ra. Liễu chính sắc mặt bá mà trở nên tái nhợt, ánh mắt sợ hãi bên trong mang theo nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, vậy mà không phân rõ cái này quỷ trảo đến cùng là chân thật tồn tại hay là một loại ảo giác. Nếu như muốn nói là ảo giác lời nói, vì cái gì Ngọc Như Ý bị cái này quỷ trảo sau khi nắm được, vô luận như thế nào dẫy ruộng, đều không làm nên chuyện gì. Nếu là thực thể, cái này quỷ trảo lại là từ đâu đến? Liễu chính có thể khẳng định, lòng đất khe hở tuyệt đối là một loại nào đó ảo giác. Vì cái gì từ trong ảo giác xuất hiện quỷ trảo sẽ có giam cầm pháp khí bản sự. liền ở thời điểm này, tiêu phàm xuất thủ, tay một dương, ba cái phù lục bắn ra, tại không trung hóa thành ba đạo đỏ tươi hỗn độn đồ, hướng về quỷ chảo vào đầu bao phủ xuống. Cái này ba đạo hỗn độn đồ bên trên, mang theo kinh người linh khí, xa không phải bình thường phù lục có thể so sánh. Trong nháy mắt, hỗn độn đồ liền đem quỷ chảo bao phủ tại hạ, hồng quang đại phóng, quỷ chảo vỡ vụn mà ra, không có giam cầm ngọc như ý lập tức như được đại xá, hướng về liễu chính bay nhanh mà đi. Liễu chính ngay cả vội vươn tay bắt lấy, lấy thần niệm chi lực quét qua, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến hóa. Hắn kiện pháp khí này, rõ ràng đã linh khí bị hao tổn. Cần phải thật tốt luyện chế một phen, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu chân nhân, liễu chính có chút thương tiếc thu hồi như ý, vừa mới mở miệng gọi một tiếng, lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Một trận kịch liệt vô so run rẩy từ dưới mặt đất chuyển đến, rõ ràng vô so, lần này, càng thêm không giống như là ảo giác. Ngay sau đó, một cái xa so vừa rồi càng thêm cự lớn mặt quỷ, chậm rãi từ lòng đất thoát ra, đầu tiên là một con giữ tợn mắt dọc, sau đó là hai mắt. Cái mũi, miệng, đầy đủ mọi thứ, khoảng chừng cao ba trượng thấp. Đầu đội trời trần nhà, cầm thì chống đỡ chạm đất tấm. Liễu chính kìm lòng không đặng hướng lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Mặc dù hắn cho tới bây giờ, như trước vẫn là không phân biệt được chương này mặt quỷ đến cùng chân thực tồn tại hay là một loại ảo giác, lại từ trong đó thật sự cảm thụ đến một cỗ cuồng bạo thiên địa lực lượng loại lực lượng này cường đại hoàn toàn không phải hắn có khả năng ngăn cản được tại cái này cái mặt quỷ xuất hiện trong nháy mắt ngũ hành âm dương trưởng xuân trận bên trong đỗ lâm minh nhục thân trên trán điểm màu lục bỗng nhiên quang mang bắn ra bốn phía một cổ lực lượng cường đại phát ra nguyên vốn đã có gần một nửa tiếng vào nhục thân bên trong màu đen vòi rồng lại một chút xíu bị ép ra ngoài tại không bên trong một cái lượn vòng biến thành hơn một xích cao tuyên minh chân quân linh thân Giờ phút này linh thân gắt gao tiếp cận tây phương bạch hổ phương vị, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc, hừ lạnh một tiếng, nói trời cơ chi lực. Tổ sư, đây là quái vật gì? Liễu chính không chịu được hỏi. Tuyên minh tổ sư lạnh lùng nói, đây không phải quái vật, đây là trời cơ chi lực huyễn hóa thành hình. Mượn xác hoàn hồn, cũng là nghịch thiên hành sự. Trời cơ chi lực quyết không cho phép, quan trọng trước mắt, liền xuất hiện quấy rối Nói cách khác, đây là thiên kiếp, xem như thế đi. Liễu chính không khỏi đại hoặc, kêu lên, thế nhưng là, tổ sư, đốt sư đệ là cam tâm tình nguyện kính dâng mình nhục thân cùng tổ sư hợp thể, vì cái gì sẽ còn dẫn động thiên kiếp chi lực. Đó là bởi vì lão phu nguyên nhân, tuyên minh chân quân đơn giản đáp một câu, nhưng không có làm nhiều giải thích, hết sức chăm chú tiếp cận tấm kia mặt quỷ, như lâm đại địch. Tiêu phàm chậm rãi nói, tuyên minh tiền bối cảnh giới quá cao, vô luận đoạt xá hay là mượn xác hoàn hồn, đều là nghịch thiên hành sự, cần phải có thay cước chi vật bình thường đến nói, đoạt xá về sau, tu sĩ tu vi đều sẽ giảm nhiều, cần trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể trở lại lúc đầu cảnh giới, có ít người khả năng cả một đời đều không thể quay về. Đây chính là lấy tự thân đạo hạnh lai lịch cướp, mượn xác hoàn hồn, mặc dù đỗ chân nhân là tự nguyện kính dân, cũng vẫn là cần phải ứng kiếp mới được. Tuyên Minh Trần Quân hừ lạnh một tiếng, nói nếu như không phải là bởi vì đoạt xá có nhiều như vậy tệ nạn, tu chân giới đã sớm loạn thành một bầy hỏng bét. Tu vi tương đối cao người, tự giác tư chất không tốt, nhìn thấy tư chất tốt vãn bối, lập tức liền thi triển đoạt xá, không phải lập tức liền sẽ chiếm lợi lớn, đại đạo có hy vọng a. À. Nếu thật là như vậy, tu chân giới trừ chúng ta những này ngàn năm lão quỷ, cái khác vãn bối một cái đều đừng muốn sống sót. Liễu Chính bừng tỉnh đại ngộ, đã thiên đạo cân đối, đoạt xá loại này huyết tinh bá đạo hành vi, liền khẳng định sẽ có cực lớn hạn chế. Kia, tổ sư, làm sao bây giờ? Lập tức liễu chính lại lo lắng mắt nhìn kia mặt quỷ trầm giọng hỏi cũng không biết nguyên nhân gì cái này mặt quỷ từ khi bốc lên sau khi đi ra liền múc tại đó không nhúc nhích ba con mắt đều đóng chặt lại không có bất kỳ cái gì dị động bất quá bằng trực giác liễu chính cảm thấy cái này mặt quỷ là tại hội tụ lực lượng làm sao bây giờ đương nhiên chỉ có thể để ta tới ứng kiếp đánh cược một lần vận khí đi tuyên minh chân quân hung hăng nói tuyên minh tiền bối không cần thiết cứng như vậy liều cái thiên kiếp này chi lực, từ vãn bối đến ứng đối. Tiền bối một mực cùng đỗ chân nhân hợp thể, cái khác không cần phải lo lắng. Tiêu phàm không chậm không nhanh nói, ngữ khí 10 điểm kiên định. Tuyên minh chân quân không khỏi đại hỷ, lập tức hỏi, tiêu tiểu hữu thật có nắm chắc đối phó được cái thiên kiếp này chi lực. Tiêu phàm mỉm cười, nói, 10 thành nắm chắc không dám nói, sáu bảy phân luôn luôn có. Đã tự mình nhúng tay chuyện này còn muốn từ tay người ta bên trong học được định thân phù cùng chân nguyên phù loại này nghịch thiên đồ vật, tổng cũng phải đem sự tình làm được thật xinh đẹp mới được. Đây là tiêu phàm nhất quán tôn chỉ, đơn tuần chỉ chiếm tiện nghi không trả giá, có bội tiêu chân nhân phong cách hành sự. Lần này, tuyên minh chân quân quả nhiên là mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn trên không tiêu phàm một chút, vừa cười vừa nói tốt tốt. Tiểu hữu quả nhiên không hổ là vô cực môn đương đại trưởng giáo, cái này đảm đương nhưng không tầm thường vô cực môn ý tưởng chi tinh, có một không hai thiên hạ, tuyên minh chân quân năm đó cùng vô cực môn mấy vị cùng giai tu sĩ đều 10 điểm giao hảo, đối bọn hắn ứng kiếp chi thuật, tán thưởng không thôi. Mặc dù nói, thời gian qua đi ngàn năm, vô cực môn bác đại tinh thâm tướng thuật chưa hẳn đều có thể truyền thừa xuống, nhưng tiêu phàm nếu như thế nói, tuyên minh chân quân tự nhiên tin được. Người trẻ tuổi này, không giống như là loại kia người ăn nói lung tung. Tuyên minh chân quân cũng là tính cách ngay thẳng người, lập tức không trần chờ nữa, thân thể nhoáng một cái, lại hóa thành một cỗ màu đen vòi rồng, lần nữa hướng trên bệ đá đỗ lâm minh nhục thân vào tới. Đúng lúc này, mặt quỷ hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt, tinh quang lấp lẽ, nguyên vốn đã an yên tĩnh thiên địa nguyên khí, bỗng nhiên lăn lộn tuôn ra động, phát như điên hiện lên mặt quỷ. Mặt quỷ huyết bồn đại khẩu mở ra, không khách khí chút nào trắng trợn thôn vệ lấy thiên địa nguyên khí. Thậm chí ngay cả âm dương ngũ hành trưởng xuân trận hội tụ linh khí, cũng giam cầm không ngừng, có một bộ phân chạy ra, hướng mặt quỷ lớn trong miệng tụ tập mà đi. Nguyên bản tử vật mặt quỷ, lập tức trở nên sinh động như thật, nếu chính bọn người thậm chí có thể tận mắt thấy, mặt quỷ làn da đang trở nên ngập nước, tràn đầy sức sống. Tuyên Minh chân quân hóa thân màu đen vòi rồng, nhưng lại đã có hơn phân nửa tiến vào nhục thân bên trong. Tựa hồ bởi vì mặt quỷ trắng trợn thôn phệ thiên địa nguyên khí nguyên nhân, nhục thân đối vòi rồng kháng cự chi lực, bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều làm cạn xẹp mặt quỷ trở nên huyết nhục tràn đầy thời điểm, quỷ trên mặt viên thứ ba mắt dọc, bỗng nhiên mở ra, một đạo óng ánh ướt át xanh biếc cột sáng, như thiểm điện hướng ngũ hành âm dương trưởng xuân trận kích bắn đi, mục tiêu chính là tuyên minh chân quân hóa là màu đen vòi rồng linh thân. Vừa cảm thụ đến đạo này xanh biếc cột sáng bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, liễu chính lập tức sắc mặt thảm biến, tựa hồ bị cỗ lực lượng này ép tới ngay cả khí đều không kịp thở. Cảm giác bên trên, cỗ lực lượng này tuyệt không phải sức người có thể chống đỡ cản. Tật, tiêu phàm một tiếng gào to, tay trái một dương, một đạo màu đỏ sậm hồng mang, đón xanh biếc cột sáng thẳng bắn xuyên qua, nháy mắt liền cùng xanh biếc cột sáng đụng vào nhau, trong chốc lát hào quang tỏa sáng, hồng quang lục mang hỏa lẫn, một cỗ hủy diệt khí tức, bỗng nhiên phóng xuất ra. Liễu chính cùng người quá sợ hãi, từng cái tế lên pháp khí, che ở trước người, thân thể tung bay, phi tốc lui về phía sau. Oanh, hồng quang lục mang giao chiến, trong khoảnh khắc liền có kết quả, một tiếng vang giòn, ám ánh sáng màu đỏ tại xanh biếc trong cột sáng, nứt thành hai đoạn, đảo mắt liền biến thành cho bụi, liễu chính bọn người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm cái bóng mơ hồ, tựa hồ là một cái gỗ đảo điêu khắc tiểu nhân. Gỗ đảo tiểu nhân vừa hủy diệt, xanh biếc cột sáng cũng như khí lực hao hết, phi tốc ảm đạm, rất nhanh liền biến mất ở vô hình. Đi, tiêu phàm lại là một tiếng quát chói tai, tay phải roi lôi điện bay lên, không trở ngại chút nào đánh trúng tấm kia mặt quỷ kim quang lóng lánh lôi hồ bên trong mặt quỷ vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành từng tia từng sợi hắc vụ tiêu tán ở không trung cùng lúc đó tuyên minh chân quân linh thân biến thành vòi rồng cũng từ đỗ lâm minh ấn đường chỗ toàn bộ chui tiến vào thịt trong thân thể a à, hô to một tiếng trên bệ đá nhục thân bỗng nhiên ngồi dậy hai mắt mở ra linh quang trầm tĩnh thành công liễu chính đầu tiên là khẽ giật mình lập tức bật thốt lên kinh hô mặt mũi tràn đầy đại hỉ như điên thần sắc. chương 692, Chế Phù Thanh hư quan trong mật thất, một chương kim sắc phù lục, tại không trung xoay chậm chậm, phù lục phía trên, các loại linh văn không ngừng lấp lánh, tản ra kinh người linh khí. Tiêu phàm không chấp mắt nhìn chăm chú lên chương này kim sắc phù lục, khắp khuôn mặt là vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Đây chính là định thân phù, tiêu phàm miệng bên trong tự lẩm bẩm. hiện tại, cách tuyên minh chân quân mượn xác hoàn hồn đã qua một tháng tiêu phàm văn thiên cùng đàm hiên, cũng còn lưu tại Mao Sơn. Vừa mới trở lại nhân gian tuyên minh chân quân, linh hồn chi lực rất là rất yếu, trong mỗi ngày có phần lớn thời gian dùng cho đả tọa điều tức. Theo Liễu Chính nói, Đỗ Lâm Minh Minh giải trước đó, cũng có chút cơ trung kỳ tu vi tiêu chuẩn. Bất quá, tuyên minh chân quân vừa mới phụ thể thời điểm, tiêu phàm thấy rõ ràng, tối đa cũng chính là luyện khí kỳ 5-6 tầng dáng vẻ. Đương nhiên, cái này đã phi thường không tầm thường. So ra mà nói, Đoạt xá so mượn xác hoàn hồn về sau tu vi, muốn cao một chút, nhưng đoạt xá về sau Thọ Nguyên tổn thất, lại hoàn toàn không phải mượn xác hoàn hồn chỗ có thể sánh được. Mượn xác hoàn hồn chỉ cần có thay cướp chi vật, tránh thoát thiên kiếp chi lực trừng phạt, Thọ Nguyên bên trên liền lấy mới thân thể làm chủ. Đỗ Lâm Minh binh giải trước đó, còn chỉ có hơn 40 tuổi. Nếu Tuyên Minh Trần Quân có thể lần nữa tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, liền mang ý nghĩa còn có hơn ngàn năm Thọ Nguyên có thể dùng. Bất quá tuyên minh chân quân là cái rất thủ tín nặc người, đã tọa điều thức chi dư, kiên trì mỗi ngày đều rút ra khoảng một canh giờ, cho tiêu phàm văn thiên liễu chính bọn người giảng giải định thân phù cùng chân nguyên phù phương pháp chế luyện. Trừ cái đó ra, còn vì những vãn bối này đệ tử, uốn nắn rất nhiều chế phù chi thuật cùng trên việc tu luyện sai lầm. Cái này một tháng thời gian, tất cả mọi người tính được là thu hoạch rất nhiều. Một vị nguyên anh kỳ tu sĩ kiên nhẫn giảng giải, cũng không phải ai cũng có cơ hội nghe được. Dạng này gặp gỡ, thực tế là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất là Văn Thiên, được ích lợi không nhỏ, đã cùng tiêu phàm thương lược, dự định vừa rời đi Mao Sơn, liền về chỉ thủy xem đi bế quan, chuẩn bị sung kích thiên nhân tướng đệ nhất trọng cảnh giới, tranh thủ một lần ngưng kết kim đan thành công. Đối đây, tiêu phàm tự nhiên 10 điểm đồng ý, sư huynh đệ hai người đều có kim đan kỳ cảnh giới, vô cực môn thực lực, lại muốn tăng trưởng không ít. Vì thế, tiêu phàm chuyên môn vì Văn Thiên luyện chế một lò đan dược, đối với chúc cơ kỳ tu sĩ tăng tiến vào pháp lực tăng lên cảnh giới có không tệ hiệu quả đan dược này đan phương lại không phải đến từ nam cực y kinh mà là tuyên minh chân quân truyền thụ cho bọn hắn nam cực y kinh phía trên ghi lại đan phương phương thuốc nhiều vô cùng có thể nói là hãn như yên hải bất quá làm một bản sách thuốc nam cực y kinh bên trên tuyệt đại bộ phân đan phương phương thuốc nó chủ yếu tác dụng đều là trị bệnh cứu người cố bản bồi nguyên dựa theo này luyện chế ra đến đan dược để mà tăng tiến vào pháp lực còn có hiệu quả nhất định. Nếu như dùng đến để thăng cảnh giới, hiệu quả liền so chuyên môn đan phương muốn kém quá nhiều. Bây giờ tại tuyên minh chân quân nơi này, một lần tính thu hoạch được mấy chương đan phương, từ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ tu sĩ tăng bồi dưỡng vì, tăng lên cảnh giới đều có rất không tệ hiệu quả, tự nhiên để tiêu phàm rất là mừng rỡ. Đương nhiên, tuyên minh chân quân cung cấp cái này mấy chương đan phương, chủ yếu vẫn là cho Mao Sơn đệ tử sử dụng, dù sao hắn là Mao Sơn tiền bối tổ sư, không phải vô cực môn tiền bối tổ sư, truyền thụ đan phương, tất nhiên là đối tăng cường Mao Sơn đệ tử tu vi hiệu quả tốt nhất. Coi như thế, đối tiêu phàm mà nói, cũng đã là không thắng niềm vui. Bất quá hắn vì văn thiên luyện chế đan dược, cố ý cắt giảm dược lực, vừa đến chúc cơ kỳ tu sĩ cùng kim đan kỳ tu sĩ đối đan dược dược hiệu yêu cầu khác nhau rất lớn, áp lực quá mạnh, ngược lại có hại vô ích. Thứ hai, Tiêu Phàm cũng không muốn đem mình có rất nhiều ngàn năm linh dược tình huống trước mặt người khác bại lộ. Đây không phải tin hay không qua được ai vấn đề, mà là nhất định chú ý cẩn thận. Tuyên Minh Trần Quân là tiền bối tổ sư, làm người quang minh lỗi lạc, có lẽ không đến mức ngấp nghé hắn linh dược. Nhưng tin tức này một khi lan truyền ra ngoài, coi như phiền phức. Tiêu Phàm cũng không cho rằng mình dưới mắt đã tung hoành toàn bộ trung thổ thế giới toàn không đối thủ. Tuyên Minh Trần Quân cùng Uy Linh thượng nhân tách rời nguyên thần cái kia buổi tối, bỗng nhiên xuất hiện tại thanh hư quan trên không cái kia đông đảo tu sĩ Sarutobi Y Sương, đơn thuần tu vi. Liền càng ở trên hắn, đến trong kim đan kỳ đỉnh phong dáng vẻ. Mà lại những này từ ngủ say bên trong thức tỉnh ngàn năm lão quái vật, tu là còn tại kéo dài tăng trưởng bên trong, thậm chí toát ra một cái nguyên anh kỳ lão yêu quái đến, cũng không phải là không được sự tình. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đối với tiêu phàm đến nói, cái này một tháng thời gian, trừ cho mình cũng luyện chế một lò tăng tiến vào kim đan kỳ tu vi đan dược còn lại tuyệt phần lớn thời gian chính là dùng để chế phù trước mắt chế phù thiết yếu tam đại thần khí hắn đã có đồng dạng đó chính là thiên phù lá thanh quang tê phù bút hiệu quả khẳng định so ra kém chân chính kim phù bút thậm chí tranh lệch rất xa nhưng so sánh với phổ thông phù bút lại là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên miễn cưỡng cũng coi như phải là nửa chi kim phù bút về phần đan thú chi huyết dưới mắt lại là hoàn toàn không có mặt mày, chỉ ở tuyên minh chân quân kia lấy được một cái đan thú danh sách. Cái gọi là đan thú, cũng không phải là chỉ một loại nào đó cố định linh thú, mà là một chút huyết dịch cùng cái khác linh dịch thích hợp vẽ phù lục linh thú tên gọi chung. Tỷ như luyện chế hỏa thuộc tính linh phù, liền muốn lấy hỏa thuộc tính linh thú chi huyết, luyện chế thủy thuộc tính linh phù, muốn đi thủy thuộc tính linh thú huyết dịch. Cũng không nhất định phải đem linh thú giết chết, chỉ cần thu hoạch chút ít huyết dịch hoặc là cái khác linh dịch là đủ vô luận loại kia linh thú ở trung thổ thế giới trước mắt đều bóng dáng khó tìm dù là như thế có thiên phù lá cùng thanh quang tê phù bút đã đầy đủ tiêu phàm vẽ cao dài phù lục sử dụng tương đối mà nói chân nguyên phù so định thân phù dễ dàng vẽ chân nguyên phù uy lực lớn nhỏ trừ chế phù tài liệu khác biệt bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là bắt nguồn từ tại thể nội bồi dưỡng tình huống tại thể nội bồi dưỡng thời gian càng dài hấp thu chân nguyên càng nhiều thả sau khi đi ra Uy lực cũng lại càng lớn. Tự nhiên, chân nguyên phù chỗ hấp thu chân nguyên cũng sẽ có cái cực hạn. Tỷ như thiên phù lá chế tác chân nguyên phù, bởi vì làm tài liệu đặc thù, cuối cùng có thể dung nạp chân nguyên, liền so phổ thông lá bùa có thể dung nạp chân nguyên phải hơn rất nhiều, ít nhất cũng là phổ thông chân nguyên phù 3 lần trở lên. Bất quá cái này chân nguyên phù, lại cũng không là mỗi cái tu sĩ đều nguyện ý bồi dưỡng. Chân nguyên phù bồi dưỡng thời gian dài về sau, cố nhiên uy lực cực lớn là bảo mệnh giết địch sắc bén thủ đoạn, nhưng nó tệ nạn nhưng cũng là rõ ràng. Trong đó lớn nhất tệ nạn ở chỗ, chân nguyên phù không thể khống. Một khi bắt đầu đem loại bùa chú này đưa ở thể nội bồi dưỡng, quá trình này liền không thể kết thúc. Duy nhất kết thúc thủ pháp chính là dùng xong tờ phù lục này, nếu không, nó sẽ một mực không ngừng tự động hấp thu tu sĩ chân nguyên. Mặc kệ tu sĩ ở vào loại nào giai đoạn, chân nguyên phù hấp thu chân nguyên là sẽ không dừng lại trừ phi nó nội bộ hấp thu chân nguyên đã hướng tới trạng thái bão hòa. Bộ này phân chân nguyên một khi bị chân nguyên phù hấp thu, liền ở vào chứa đựng trạng thái, chỉ có thể dùng cho đối địch, không thể lại bị tu sĩ luyện hóa sử dụng. Nói một cách khác, chân nguyên phù bồi dưỡng, tất nhiên sẽ kéo chậm tiến độ tu luyện. Văn Thiên liền không nguyện ý bồi dưỡng chân nguyên phù, dù sao hắn tuổi tác lớn, lập tức tiến giai, kéo dài thọ nguyên mới là việc cấp bách, thể nội mỗi một phân chân nguyên đều hận không thể mạo xưng phân lợi dụng. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất ngưng kết kim đan. Lấy Văn Thiên hiện tại niên kỷ, tại người bình thường bên trong tuyệt đối có thể xưng thọ, nhưng đối với tu sĩ kim đan mà nói, lại cũng chỉ có thể coi là bình thường, thậm chí còn tương đối trẻ tuổi. Coi như muốn bồi dưỡng chân nguyên phù, Văn Thiên cũng cho rằng tối thiểu muốn tại ngưng kết kim đan về sau. Đàm Hiên lại nguyện ý thử một lần, sư huynh muội ba người, trước mắt lấy Đàm Hiên tu là thấp nhất, Đàm Hiên hy vọng có dạng này một cái cường đại đòn sát thủ tại cần gấp nhất trước mắt phát huy tác dụng. Về phần ngưng kết kim đan, Đàm Hiên cho rằng, mình hẳn là còn có tương đối đầy đủ thời gian. Bất quá chân nguyên phù vật này, mỗi người đều phải tự mình động thủ, người khác là không cách nào hỗ trợ. Không thể từ tiêu phàm cho nàng vẽ tốt về sau, lại đưa ở thể nội chậm rãi bồi dưỡng. Từ đầu tới đuôi, đều phải tự mình tự tay hoàn thành. Cùng cái khác tất cả tu sĩ cũng khác nhau, tiêu phàm thể nội, giờ phút này có ba tấm chân nguyên phù. Tiêu chân nhân chi như vậy điên cuồng, hoàn toàn là bởi vì đan điền của hắn khí hải bên trong, có nửa viên không chọn vẹn ngân dược lôi bằng nội đan. Dựa theo kim đan từ lôi bằng trong nội đan hấp thu năng lượng tốc độ, tiêu phàm rất hoài nghi, coi như đợi đến mình ngưng kết nguyên anh thành công, cái này lôi bằng nội đan chỉ sợ cũng xa xa chưa từng luyện hóa hoàn tất. Lôi bằng nội đan tựa như một cái có thể vô hạn tái sinh năng lượng bảo khố, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đã như vậy. Vì cái gì không từ bên trong phân một chút năng lượng ra, để mà bồi dưỡng chân nguyên phù loại uy lực này cực lớn đòn sát thủ đâu? Thậm chí còn có thể dùng cái này chân nguyên phù đến hấp thu hóa giải một bộ phân lôi bằng bạo ngược chi khí đâu? Đương nhiên đây chỉ là tiêu phàm một loại phỏng đoán, có phải là thật hay không có hiệu quả như vậy, vậy coi như không được biết. Nhưng trải qua mười mấy ngày nay quan sát, Tiêu Phàm vận khởi Thiên Nhãn Thần Thông nội thị chi pháp, phát hiện chân nguyên phù chủ yếu hấp thu đúng là lôi bằng nội đan năng lượng. Tại thể nội đồng thời có hai cái năng lượng nguyên tình huống dưới, chân nguyên phù tự động lựa chọn mạnh hơn cái kia năng lượng nguyên. Tướng so chân nguyên phù, định thân phù vẽ coi như khốn khó hơn nhiều. Định thân phù nguyên lý cũng không phức tạp, sử dụng chính là ngũ hành sinh khắc chi lực, chuyển hóa thành ngũ hành cấm chế chi lực. Nhưng đối với vẽ người đối ngũ hành chi lực lĩnh ngộ cùng sử dụng, yêu cầu cực cao. Vì vậy, bình thường đến nói, liền xem như định thân phù hội chế thành, nhằm vào đối tượng bình thường cũng so chế phù người tu vi muốn thấp, mới có hiệu quả. Nói ngắn gọn, định thân phù chính là sử dụng ngũ hành cấm chế chi lực, tạm thời giam cầm đối thủ hành động. Nếu như đối thủ tu vi cao hơn người vô cùng, cái này định thân phù lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Tỷ như chúc cơ kỳ tu sĩ đối nguyên anh kỳ tu sĩ, người bất luận cái gì pháp thuật vừa thi triển ra, liền bị người ta hời hợt phá mất, lại sao có thể có thể cấm chế hành động của đối phương? Bất quá nếu là cùng giai tu sĩ tương đối, đối phương cảnh giới coi như cao hơn ngươi một hai cái cấp bậc, định thân phù hay là có nhất định tỷ lệ phát sinh tác dụng. Nhất là để mà đánh lén thời điểm, đối phương hoàn toàn không có phòng bị, hiệu quả càng tốt. Mặt khác, đối mặt tu vi so với mình thấp đối thủ, không muốn diệt sát mà chỉ là muốn giam giữ lời nói, định thân phù cũng là lợi khí. Tiêu phàm khoảng thời gian này, một mực tại nếm thử, liên tiếp hơn 10 ngày, lãng phí mấy trăm chương thiên phù lá, hao phí đại lượng pháp lực, rốt cục vẽ chế ra như thế một trường hợp cách định thân phù, coi là thật để tiêu phàm mừng rỡ không thôi. Tiêu phàm ngược lại cũng không đáng tiếc khoảng thời gian này lãng phí, chế phù thuật cũng cùng cái khác kỹ xảo đồng dạng, luyện tập số lần càng nhiều, thuần thục trình độ càng cao, vẽ tỷ lệ thành công cũng lại càng lớn. chương 693, Đông Nam Đạo Trường Mấy ngày sau, tiêu phàm vội vàng rời đi thanh hư quan. Cũng không phải chủ nhân hạ lệnh trục khách, mà là bởi vì Tiêu Phàm tiếp vào Uyển Thiên Thiên điện thoại, nói cho hắn, Đông Nam Duyên Hải một chỗ đạo trường, xảy ra vấn đề. Thế là Tiêu Phàm xin miễn liễu chính liên tục giữ lại, bái biệt tuyên minh chân quân, thừa dịp bóng đêm, ngự phong mà lên, cùng Văn Thiên Đàm Hiên cùng một chỗ, hướng về phía Đông Nam hướng bay đi. Tuyên minh chân quân đối Tiêu Phàm 10 điểm khách khí, tự mình đưa ra đình viện, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm biến mất ở trong trời đêm. Trọng tình trọng nghĩa, kẻ này quả nhiên không hổ là vô cực trưởng giáo, rất có năm đó thái hưng chân nhân phong cách hành sự. Tuyên minh chân quân vuốt vuốt đen nhánh sợi dâu, nói, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng. Hơn một tháng quá khứ, tuyên minh chân quân tu vi, hách nhưng đã là luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị bước vào trúc cơ kỳ. Đối với một vị đã từng nguyên anh tu sĩ mà nói, chỉ là luyện khí kỳ tu vi khôi phục, tự nhiên tốc độ cực nhanh. Huống chi đỗ lâm minh bộ thân thể này, năm đó binh giải trước đó, liền đã có trúc cơ trung kỳ tu vi đoán chừng dùng không được thời gian mấy tháng, tuyên minh chân quân liền có thể khôi phục lại trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn, lại sau này, tốc độ khả năng liền muốn chậm một chút. Nhưng thẳng đến kim đan hậu kỳ, trên việc tu luyện cũng sẽ không gặp lại cái gì bình cảnh, lần nữa ngưng kết kim đan, kia là đương nhiên sự tình. Về phần phải chăng có thể một lần nữa ngưng kết nguyên anh, đặt chân nguyên anh tu sĩ cảnh giới, vậy phải xem vận khí. Bất quá muốn đi đến một bước kia, còn rất sớm, dưới mắt tuyên minh chân quân cũng không có chút nào sốt ruột liễu chính phụ họa theo đuôi rất tán thành bất quá ta xem kẻ này tướng mạo tựa hồ kiếp nạn rất nhiều theo lý nguyên vốn phải là phú quý vô cực tướng mệnh làm sao lại xuất hiện biến hóa to lớn như vậy thật đúng là phi thường kỳ quái chốc lát tuyên minh chân quân lời nói xoay chuyển song nghi có chút nhau có chút không hiểu liễu chính vội vàng nói nghe đàm hiên nói đây là bởi vì hắn đã từng vì gia tộc cách làm nghịch thiên cải mệnh lấy thân ứng kiếp lưu lại di chứng có chuyện như vậy lấy thân ứng kiếp cái này hậu sinh thật đúng là dám làm dám chịu a à. dù coi như là tuyên minh chân quân dạng này kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ sau khi nghe cũng không khỏi phải sướng sở ngơ ngác một chút vuốt sợi râu tay bỗng nhiên ở nơi đó trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị phái mao sơn mặc dù là lấy phù lục chi thuật danh chấn tu chân giới nhưng đối mệnh lý tướng thuật nghiên cứu cũng có phần có tâm đắc thiên kiếp chi lực đáng sợ, hoàn toàn không phải người bình thường tưởng tượng ra được. Tiêu phàm vì hắn thi triển hoàn hồn thuật thời điểm, nếu không phải kịp thời ném ra ngoài ứng kiếp chi vật, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể thuận lợi hoàn dương. Bất quá bọn hắn vô cực môn, thiên nhân tướng, danh xưng nhưng tướng thiên hạ vạn vật. Bây giờ tiêu phàm đã đặt chân cảnh giới này, ngày sau lịch kiếp, hẳn là át có niềm tin nhiều. Tuyên minh chân quân nhẹ gật đầu, nói chỉ hy vọng như thế. Đối tiêu phàm, tuyên minh chân quân cảm nhận là thật tốt vô cùng. Chốc lát, Liễu Chính hỏi dò, tổ sư, người cùng ước định của hắn. Cái này ước định, tự nhiên chỉ là cùng đi tiếp thu uy linh thượng nhân bảo vật. Trước mắt uy linh thượng nhân nguyên thần, vẫn tại tụ hồn bát bên trong ẩn thân. Tiêu phàm tùy thân mang theo mà đi, một vị nguyên anh tu sĩ dốc cả một đời góp nhặt thân ra, khẳng định không thể coi thường, liền xem như Liễu Chính dạng này đoan chính người. Cũng có chút ao ước tâm động, tuyên minh chân quân nhìn hắn một cái, mỉm cười nói việc này không vội uy linh lão ma xảo trá vô so đoán chừng không có thành thật như vậy sẽ ngoan ngoãn đem bảo tàng phun ra hay là chờ ta khôi phục tu vi về sau lại xem tình huống mà định ra không nói khôi phục lại nguyên anh kỳ tối thiểu nhất cũng muốn tiến vào kim đan kỳ mới có sức tự vệ không phải chỉ sợ bên trong lão ma ám toán cũng không biết liễu chính giật nảy mình kinh ngạc nói tổ sư đoạt bảo còn có dạng này nguy hiểm to lớn a Uy linh lão mà dưới mắt chuyện này hình còn có thể làm phải cái gì túy? Coi như năm đó lại cao minh, trước mắt cũng chỉ là một giới tàn hồn, lấy tiêu phàm tu vi tăng thêm tuyên minh chân quân kiến thức sẽ còn đừng sợ hắn. Tuyên minh chân quân cười cười nói: hắc hắc, liễu chính, ngươi là không có trải qua chân chính tu chân thế giới, đối tu sĩ cấp cao không có chút nào hiểu rõ, có thể ngưng kết nguyên anh thành công, cái kia không phải kỳ tài kiệt xuất chi sĩ. Vạn bên trong chọn một còn xa xa không đủ để hình dung. Mười ngàn người thấp dài tu sĩ bên trong, đều chưa chắc có một cái có thể tiến dài đến Nguyên Anh Kỳ. Mà người bình thường bên trong, thích hợp tu luyện cũng là trăm giảm vô một nghìn giảm vô một. Chính người hảo hảo tính toán, cái tỷ lệ này đến cùng lớn bao nhiêu. Nói đến đây, tuyên minh Trần quân dừng một chút, mới nói tiếp, dạng này kỳ tài kiệt xuất ra hỏa, còn sống hơn mấy trăm tuổi, người nói, cái kia không phải lão yêu quái. Cái kia một cái không có có chút vốn liếng. Người dám xem thường bọn họ, đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Liễu chính không khỏi ngượng ngùng, không người thụ giáo. Tốt, uy linh lão mà điểm kia thân ra, người cũng không cần nhớ thương. Việc cấp bách là nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Chúng ta phái mau sơn, cũng không thể ngay cả một cái tu sĩ kim đan đều không có, đến lúc đó làm sao tại tu chân giới đặt chân. Về phần linh thạch bảo vật loại hình đồ vật, chỉ cần tu vi đi lên, chẳng lẽ còn sợ không có sao uy linh thượng nhân là sống ngàn năm lão tinh quái ta cũng thế tuyên minh chân quân vuốt dâu cười như không cười nói liễu chính bừng tỉnh đại ngộ liên thanh xưng là uy linh thượng nhân có bảo tàng trước mắt vị này cùng là nguyên anh kỳ lão quái vật tổ sư bản môn chẳng lẽ sẽ là cái nghèo quỷ sao tổ sư nói rất có lý dưới mắt cần nhất cũng không phải là vật ngoài thân mà là nhanh chóng tăng cao tu vi nếu không dù coi như có chân quý dị thường bảo vật không có bản sự kia cũng thủ không được chỉ có thể đưa tới họa sát thân. Trong bầu trời đêm, tiêu phàm sư huynh muội ba người một bên ngự phong phi hành, vừa thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Bởi vì Văn Thiên cùng Đàm Hiên đều vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, phi độn tốc độ không phải quá nhanh, bất quá người bình thường phương tiện giao thông mà nói, đã là ngày đêm khác biệt. Nguyên bản Văn Thiên là dự định về chỉ thủy xem đi bế quan tu luyện, không ngờ lại ra dạng này sự tình, đương nhiên phải cùng tiêu phàm cùng đi xem nhìn. Uyển Thiên Thiên trong điện thoại nâng lên Đông Nam Duyên Hải nơi nào đó đạo trường, nhưng thật ra là xuất từ tiêu phàm một tay an bài. Ban đầu ở Hồng Sơn chấn dưới mặt đất chợ quỷ lấy ra đại lượng đồ cổ, tiêu phàm đều một mạch giao cho Uyển Thiên Thiên yên chi xã, phân phó đường huyên cùng tống hoàn hai người, dùng nhóm này đồ cổ đổi lấy tiền, tại cả nước các nơi danh Sơn Đại Xuyên, kiến tạo vô cực môn Sơn Môn. Đương nhiên, những này cái gọi là Sơn Môn, đều đều là tiêu phàm nghi binh kế sách biết trung thổ thế giới đại loạn đang ở trước mắt, tiêu phàm không có khả năng không làm một chút chuẩn bị. Trước mắt vô cực môn còn chưa đủ mạnh, công nhiên lập từ bản thân sơn môn, có hại vô ích. Dựa theo thanh dương tổ sư thuyết pháp, năm đó ở trung thổ giới, vô cực môn quả thực uy phong, chính là liên minh chính đạo lãnh tụ tông môn, thế lớn vô so. Lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, đắc tội cao dai ma tu yêu tu, đếm không hết. Không gian thông đạo bỗng nhiên sụp đổ, các tu chân tông môn vội vàng rút khỏi trung thổ giới, còn có không ít tu sĩ không kịp đi, lưu lại. Những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, đối mặt với trong vòng một đêm trở nên hoang vu cằn cỗi trung thổ giới, chỉ có thể không thể làm gì khác hơn hao hết thọ nguyên, hóa thành một nắm cát vàng. Mà tạo nghệ cao thâm tu sĩ, thì sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem mình phong ấn, mà đối đãi đông sơn tái khởi. Nói cách khác, những này phong ấn tu sĩ, cùng vô cực môn không cửu không oán cũng liền thôi, nếu thật là có cửu oán, cũng không phải là bình thường lợi hại. Tự nhiên, vô cực môn chủ lực, năm đó cũng đã sớm rút khỏi trung thổ giới, lưu tại nơi này, bất quá là một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi, hơi có chút không hiểu thấu. Nếu thật là một ngày kia, không gian thông đạo nặng mới mở ra, vô cực môn chủ lưu lại lại trở lại trung thổ giới, bọn hắn cái này chi nhánh có phải là sẽ bị chủ lưu thừa nhận, đều vẫn là hai chuyện đây này, tiêu phàm cái này trưởng giáo chân nhân danh hiệu, Vô luận như thế nào đều hẳn là không gánh nổi. Điểm này, Tiêu Phàm cũng là cũng không thèm để ý. Hắn chân chính lo lắng chính là, những cái kia năm đó cùng Vô Cực môn có oán cửu nặng cao giai ma tu yêu tu, thức tỉnh về sau, tìm không thấy năm đó Vô Cực môn, sẽ đem đầy ngập oán khí đều phát tiết tại trên đầu của bọn hắn. Đối với những cái kia giết người như ngế cao giai ma tu cùng yêu tu mà nói, giết chết bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ, thuận tay hủy diệt Vô Cực môn một cái tiểu tiểu chi nhánh căn bản chỉ là một cái nhấc tay thôi, không có trần chờ chút nào do dự. Ai sẽ cùng bọn hắn giảng đạo lý, mấy cái này sơn môn đạo trường, phân tán tại cả nước các nơi. Tiêu phàm phân phó bọn hắn, không cần để ý tiền tài, phải tất yếu làm cho tương đối rất thật, muốn trong mắt người ngoài hình thành một cái tham luyến hồng trần ấn tượng. Chỉ cần những cái kia thức tỉnh cao dai ma tu cùng yêu tu nhận định vô cực môn cái này chi nhánh đã xa đọa thành giả thần giả quỷ thần côn lưu phái, đoán chừng liền sẽ không còn có hứng thú đến tìm phiền toái. đương nhiên, vẹn vẹn dựa vào dạng này một cái bố trí, liền muốn hoàn toàn giấu giếm được những cái kia sống hàng trăm hàng ngàn năm lão yêu quái cũng không phải kia làm sao có thể. bất quá làm một chút chuẩn bị tổng so không làm tốt, tối thiểu nhất có thể đưa đến một cái dự cảnh tác dụng. lần này xảy ra chuyện chính là trước đó không lâu tống hoàn bọn hắn tại đông nam nào đó trên hải đảo dựng lên một sơn môn, làm cho tráng lệ, hương hỏa cực kỳ tràn đầy ngay tại chỗ chính phủ đại lực ủng hộ và tuyên truyền phía dưới, liền đã biến thành có phần có danh tiếng du lịch thắng địa. Bất quá, đây cũng là bởi vì trên hải đảo, nguyên bản liền xây có đạo ra một cái đạo trường, ngay tại chỗ có chút danh tiếng. Tống hoàn bọn hắn cùng đạo quán trụ trì hợp tác, bó lớn nện tiền xuống dưới, tại trong thời gian thật ngắn, liền ngạnh sinh sinh đem một cái đạo quán nhỏ biến thành cung điện kéo dài, quy mô hùng vĩ, khí thế phi phàm đạo gia thánh địa, vô cực sơn cửa từ mao sơn đến cái này đông nam duyên hải hải đảo khoảng cách cũng không xa xôi ba người một đường phi độn một canh giờ không đến đã đến hải đảo trên không ba người đồng loạt dừng lại độn quang lơ lửng tại hải đảo trên không tiêu phàm trong đôi mắt lục mang lập lòe thần niệm chi lực cũng buông ra đến hướng xuống bên cạnh tìm kiếm chỉ thấy dưới chân là một cái cũng không quá lớn hải đảo trên hải đảo cây xanh dâm mát từng mảnh từng mảnh đạo quán cung điện xen vào nhau tinh tế ngồi rơi vào rừng rậm bên trong, đèn sáng lóng lánh. Gió biển từ đến, mang theo một cỗ mùi tanh, Phật thể sinh lạnh. Sư đệ, tình huống như thế nào? Văn Thiên thấp giọng hỏi. Đối với tiêu phàm thiên nhãn thần thông, hắn cùng đàm hiên đều là biết rõ. Tạm thời không có phát hiện dị dạng. Tiêu phàm nói, tay trái ngón cái ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng khẽ động, liền bói một quẻ, song mi lập tức nhau. chương 694, Nguyên Anh tu Sĩ nghi ngờ. Làm sao rồi? Đàm Hiên một mực đang chú ý tiêu phàm sắc mặt, thấy thế lập tức hỏi. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, nói, mặc dù không nhìn thấy cái gì, thần niệm chi lực cũng không cảm giác được dị thường, nhưng quẻ tượng lại ẩn ẩn mang theo hung thần chi ý. Văn Thiên cùng Đàm Hiên đồng loạt nhíu mày. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cái gọi là quẻ tượng tuyệt đối là hư vô mờ mịt sự tình, đa số tu sĩ sẽ không tin tưởng một bộ này. Chỉ cần không nhìn thấy hoặc là thần niệm không cảm giác được dị thường, như vậy chính là an toàn. Nhưng mà đối với thuật pháp truyền thừa tu sĩ đến nói, quẻ tượng chỉ dẫn lại trọng yếu vô so, mảy may cũng không kém hơn tận mắt nhìn thấy và chính tai nghe thấy. Một chút thiên phú dị bẩm người tu chân, đối nguy hiểm có thần bí dự cảm, vô cực môn xem bói cũng có đồng dạng công hiệu. Chỉ là linh nghiệm trình độ như thế nào, liền muốn nhìn xem bói người công lực sâu cạn. Cùng thiên phú dị bẩm thần bí dự cảm tương đối mà nói, thuật bói toán chỗ thiếu sót ở chỗ, nếu như không trước đó lên quẻ, liền sẽ không đạt được quẻ tượng chỉ dẫn. Nói cách khác, người muốn trước hoài nghi nơi nào đó hoặc người nào đó gặp nguy hiểm, mới có thể lên quẻ xem bói. Dưới tình huống bình thường, coi như tạo nghệ lại cao thuật sư, như thế nào lại tùy thời tùy chỗ vô duyên vô cớ lên quẻ. Bất quá thiên phú dị bẩm 10 ngàn có một, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thuật bói toán cũng rất nhiều người đều có thể sửa tập. Lấy tiêu phàm thiên nhân tướng nhị trọng tu vi, hắn lên quẻ đạt được hung sát chi khí, lập tức liền gây nên Văn Thiên cùng Đàm Hiên cao độ coi trọng. Tiêu Phàm lập tức liền có quyết định, nói, sư huynh, sư tỷ, hai vị tạm thời lưu tại nơi này, ta trước đi xuống xem một chút. Nếu có cái gì dị thường, tương hố cũng có cái tiếp ứng. Quẻ tượng bên trong ẩn mang hung thần chi ý, trung quy tương đương mơ hồ. Không có cụ thể chỉ, Tiêu Phàm cũng không có cách nào đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng, nếu quả thật có địch nhân giấu ở phía dưới, tên địch nhân này tu vi nhất định không tại tiêu phàm phía dưới. Vì như thế, mới có thể đem khí tức ẩn liếm phải tốt như vậy. Chẳng những thiên nhãn thần thông không nhìn thấy, thần niệm chi lực không cảm ứng được, ngay cả xem bói đều chỉ có thể được ra cực kỳ mơ hồ quẻ tượng. Dưới loại tình huống này, lưu người tại bên ngoài tiếp ứng, chính là rất tranh thủ sách lược. Văn thiên cùng đàm hiên liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Mắt thấy tiêu phàm dưới chân khẽ động, liền muốn đè xuống độn quang, Văn Thiên bỗng nhiên lại nhắc nhở, sư đệ, vạn nhất là cái kia đông đảo vượn người bay y xương. Người phải cẩn thận hắn ẩn nặc thuật cùng đao pháp, dù sao đây là ngay cả tuyên minh chân quân đều thận trọng kỳ sự vạch ra đến yêu đao tông tuyệt kỹ. Ta sẽ chú ý, tiêu phàm khẽ vuốt cầm, độn quang nhấn một cái, liền hướng phía dưới bên cạnh đạo quán trong cung điện chậm rãi phiêu hạ xuống. Đạo quán bên trong yên tĩnh, tại tiêu phàm thiên nhãn thần thông phía dưới, có thể nhìn ra được, cơ hồ tất cả mọi người tập trung ở tây điện thờ phụ một góc, đồng thời từng cái đều cẩn thận, tránh trong phòng, tuyệt không dám ra ngoài một bước. Cái gọi là tất cả mọi người, kỳ thật cũng chính là 10 cái mà thôi. Đoán chừng đây chính là đạo quán bên trong trước mắt còn để lại đến toàn bộ nhân thủ. Căn cứ huyền thiên thiên tình báo, nơi đây đạo quán trạng vạng tối lọt vào không hiểu tập kích, có ba tên đạo sĩ mất mạng, đều là trong đạo quán người phụ trách. Cái khác đạo sĩ lập tức báo án, bởi vì là tại trên hải đảo, Cảnh sát vẫn chưa trong đêm chạy tới nơi này đến thăm dò hiện trường, trong đạo quan cái khác đạo sĩ. Từng cái run như cầy sấy, tụ tập cùng một chỗ tự vệ. Dọa đến không dám bước ra khỏi cửa phòng một bước, ngược lại là đương nhiên. Còn có một số người, chỉ sợ là dọa đến trong đêm mồi thuyền chạy mất, nếu không, như thế lớn một chỗ đạo trường, nhân viên công tác không đến mức chỉ có như thế mười mấy người. Kia ba bộ chủ trì đạo sĩ thi thể, Tiêu Phàm từ lâu nhìn thấy ngay tại tam thanh bảo điện bên trong, im ắng nằm ở nơi đó, tử trạng cực thảm, hai người bị chém rụng đầu lâu, còn có một người thì bị mở ngực mổ bụng, máu tươi chảy đầy đất, mùi tanh trùng thiên. Tiêu phàm sau nghi chăm chú nhau, hắn không phải giả nhân giả nghĩa người, xuất đạo đến nay, người chết chàng cảnh thấy nhiều. Nhưng cái này ba tên chủ trì đạo sĩ tử trạng thảm hại như vậy, hay là làm cho tiêu phàm trong lòng 10 điểm không thoải mái. Hung thủ chẳng lẽ cùng vô cực môn lại có dạng này thâm cừu đại hận cứ việc dưới mắt đã là dạng sáng lúc phân, bóng đêm dày đặc, tại thiên nhãn thần thông phía dưới, tam thanh bảo điện nội bộ tình hình, tiêu phàm hay là thấy thanh thanh sở sở. Đạo quán này bên trong các đạo sĩ không tranh quyền thế, tự thân hẳn không có trêu chọc cái gì sinh tử cừu ra. Đạo đưa bọn họ bị này tai vạ bất ngờ, vô cùng có khả năng chính là kia cái hư ảo vô cực môn truyền thừa thân phận. Hung thủ tàn nhẫn như vậy, có thể thấy được đối vô cực môn căm hận chi sâu. Tiêu Phàm lần nữa cẩn thận xem xét tam thanh điện, lại lấy thần niệm quét một lần, vẫn như cũ chưa từng phát hiện có những người khác giấu kín trong đó, lúc này mới nhấc tay phất một cái, tam thanh điện nặng nề đại môn chậm chậm mở ra, Tiêu Phàm chậm rãi đi vào. Mùi máu tươi xông vào mũi, Tiêu Phàm song mi nhào càng chặt hơn. Tại cỗ này gây mũi mùi máu tanh bên trong, Tiêu Phàm còn rất bén nhạy bắt được một tia khó mà phát giác mốc mèo khí tức, cùng Văn Thiên đã từng miêu tả cỗ khí tức kia, rất tương tự. Tiêu Phàm cảnh giác, lập tức tăng lên không ít, chưa cùng tiêu phàm lại ngưng thần lục xoát tam thanh điện, khoác suy một tiếng vang nhỏ, trói mắt lóe sáng đao quang, từ tiêu phàm dưới chân bắn ra, tốc độ nhanh chóng, không cùng luân so. Bất quá một đao này, hay là chảm tại không chung. Tại nhìn cân treo sợi tóc nháy mắt, tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, di hình hoán ảnh, vọt đến hai trượng bên ngoài. a à, một tiếng kinh ngạc kinh hô, bỗng nhiên vang lên, tiêu phàm trước kia đứng thẳng địa phương, thêm ra một đạo hắc ảnh, trong tay thật dài võ sĩ đao, lóng lánh rét căm căm hàn mang, hai mắt gắt gao tiếp cận tiêu phàm, tựa hồ có chút không tin tưởng lắm, một đao này vậy mà rơi vào khoảng không. Sarutobi y xương, tiêu phàm cũng chăm chú tiếp cận tên này tu sĩ áo đen, lạnh lùng hỏi, nhấc tay vừa nhấc, bốn cái đen bên trong trong suốt phi đao nổi lên, tả hữu các hai, lơ lửng ở bên cạnh hắn, vận sức chờ phát động. Thần niệm chi lực chỉ là quét qua, tiêu phàm liền đã phát giác, người này tu vi còn trên mình đã đạt tới trong kim đan kỳ đỉnh phong trạng thái, lúc nào cũng có thể bước vào kim đan hậu kỳ. Tăng thêm cái này một thân đông đảo đồ ninja đóng vai cùng kia vô luận như thế nào đều không che giấu được mốc mèo khí tức, tiêu phàm cơ hồ lập tức liền đoán được đối phương thân phận chân thật. Là ta, xem ra ngày đó tại Mao Sơn, người cũng tại, Sarutobi xương đầu óc xoay chuyển cũng rất không chậm, hai tay cầm đao, nhìn qua tiêu phàm, từ tốn nói, trong ánh mắt nhiều hứng thú dáng vẻ đây là hắn tiến vào châu Á về sau, gặp phải cái thứ nhất kim đan kỳ tu sĩ, đồng thời giống như hắn, cũng là trong kim đan kỳ, chỉ bất quá từ khí tức bên trên phán đoán, tựa hồ là mới vừa tiến vào trong kim đan kỳ không bao lâu, chúng liền kỳ cảnh giới đều chưa từng hoàn toàn củng cố. Về phần tại Mao Sơn Thanh Hư Quan trên không cảm giác được hai tên nguyên anh tu sĩ khí tức, lại là không có thấy tận mắt đến. Sarutobi Y Sương cũng không thể hoàn toàn kết luận, kia hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ tình trạng, phải trang hết thảy bình thường. Dù sao dưới mắt cái này trung thổ giới, cùng ngàn năm trước trung thổ giới, hoàn toàn khác biệt. Nói không chừng hai vị kia nguyên anh tu sĩ, cũng là vừa vặn tỉnh dậy, phải chăng có thể phát huy ra nguyên anh kỳ thực lực, nhưng thật không tốt nói. Chỉ là Sarutobi y xương không nguyện ý mạo hiểm thôi, các hạ trên thân mốc mèo khí tức như vậy nặng, hẳn là vừa mới tỉnh dậy. Tiêu phàm đánh giá tên này hủ khí nặng nề đông đảo tu sĩ, lạnh lùng hỏi. Không hề nghi ngờ, người này chính là sát hại trong điện ba tên đạo sĩ thủ phạm, mà lại thủ pháp 10 điểm tàn nhẫn, đối đãi ba tên người phàm tục, không phải chém đầu chính là mổ bụng, huyết tinh dị thường. Có thể thấy được cái này yêu đao tông tu sĩ, tính cách nhất định khát máu phi thường. Đối với dạng này người, tiêu phàm nhất quán không có hảo cảm gì. Sarutobi y xương cảm nhận được tiêu phàm địch ý, cười lạnh nói, người biết, cũng không phải ít. Chẳng lẽ ngươi cũng là vừa vặn từ trong ngủ mê tỉnh lại? Không không, người rất trẻ trung, số tuổi thật sự tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Đây không có khả năng, nháy mắt, cái này đông đảo tu sĩ có chút hỗn loạn, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tiêu phàm số tuổi thật sự, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, đây không phải ăn chú nhan đan nguyên nhân. Những cái kia từng ăn chú nhan đan thuốc, kỳ thực đã mấy trăm tuổi lão ra hỏa, tuyệt đối không thể gạt được Sarutobi y xương thần thức cảm ứng. Cần biết tại tự hành phong ấn trước đó, Vị này đông đảo tu sĩ thực tế tu vi, thế nhưng là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, một chân đã bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới. Cứ việc hiện tại cảnh giới tạm thời chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh tiêu chuẩn, nhưng kia phần kiến thức ánh mắt cùng thần niệm chi lực lại không phải giả. Vì như thế, Sarutobi y xương mới phát giác được khó có thể tin. 30 tuổi trong kim đan kỳ tu vi, cái này sao có thể? Sarutobi y xương cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua có chuyện như vậy đây tuyệt đối không phải thiên tài không thiên tài vấn đề, khẳng định phát sinh vượt qua bản thân nhận biết phạm trù bên ngoài kỳ quái tình hình. Ngân dược lôi bằng nội đan loại sự tình này, Sarutobi y xương tự nhiên là tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, tôn giá chính là Mao Sơn hai vị nguyên anh tiền bối một trong? Sarutobi y xương bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, dưới chân trượt đi, vô thanh vô tức rời khỏi ba bốn trượng bên ngoài, ánh mắt cảnh giác vạn phân, ẩn ẩn mang theo vẻ sợ hãi. Đoạt xá, đây là Sarutobi y sương nghĩ tới có khả năng nhất tình hình. Người trẻ tuổi trước mắt này, nhất định là bị một tên nguyên anh kỳ lão yêu quái đoạt xá, lúc này mới có thể lấy 30 tuổi không đến niên kỳ, có trong kim đan kỳ tu vi. Đồng thời, đoạt xá hắn lão yêu quái, rất có thể hay là một tên nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ. Bởi vì đoạt xá là rất tổn hại tu vi, muốn khôi phục pháp lực, cũng cần cần rất nhiều thời gian phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ liền xem như đoạt xá thành công, cũng rất khó tại khoảng 30 tuổi liền khôi phục lại trong kim đan kỳ cảnh giới. Nếu như là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, liền có khả năng này. Dù sao nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ khác nhau hay là hết sức rõ ràng, như thế lão quái vật, ai không phải có một ít người chỗ không biết bí pháp. Vừa nghĩ tới đối mặt mình, rất có thể là một tên nguyên anh trung kỳ trở lên lão yêu quái, Sarutobi y xương trong lòng liền tràn ngập cảnh giác chi tình tu vi tạm thời chỉ có trong kim đan kỳ, nhưng kinh nghiệm tranh đấu với người, lực lượng thần thức, cùng pháp bảo uy lực, đều không phải phổ thông trong kim đan kỳ tu sĩ có thể chịu được so sánh. Liên tưởng đến vừa rồi tiêu phàm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vận dụng di hình hoán ảnh thần thông, né tránh mình một kích chí mạng, Sarutobi y xương càng thêm kiên định phán đoán của mình. Chương 695, xem đao. Dù là tiêu phàm cơ trí hơn người, trong lúc nhất thời, lại chỗ nào có thể đoán được Sarutobi y xương trong lòng có như thế ý nghĩ cổ quái. Thế nào, tôn giá nhìn tiêu mỗ rất giống nguyên anh kỳ cao nhân A. Tiêu phàm miệng trong mang theo ba phân ý nhạo báng, cổ tay rung lên, một thanh ám trường đao màu đỏ, xuất hiện trong tay, nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. Hắn hơi có vẻ thon gầy dáng người, văn tĩnh ung dung tướng mạo, tăng thêm chuôi này tạo hình kỳ lạ trường đao, hiện lộ rõ ràng một loại khác loại bá khí. Yêu đao tông đã lấy ẩn nặc thuật cùng đao pháp tăng trưởng, tiêu phàm lệch không tin cái này ta. Luận đao pháp, tiêu chân nhân nhưng không tin đông đảo đao thuật thắng qua hoa hạ đao pháp. Về phần ẩn nặc thuật, vừa rồi Sarutobi y xương từ dưới mặt đất xiết ra, rất rõ ràng là thuật độn thổ. Chẳng trách mình lấy thiên nhãn thần thông cùng thần thức điều tra, cũng không thể phát hiện tung tích của hắn. Nhưng mà chỉ nên biết được hắn sử dụng chính là thuật độn thổ, tổng cũng có thể làm được có dấu vết mà lần theo. Sarutobi Sương ánh mắt chỉ là tại Viêm Linh chi nhận bên trên thoảng qua thoáng nhìn, liền không thèm để ý chút nào. Không có kích phát tinh viêm chi lực hỏa diễm đau, chưa tạo hình hơi đặc biệt, cũng vô chỗ đặc biết gì. Người trẻ tuổi kia móc ra dạng này một thanh trường đau đến, là dự định cùng mình tỉ thí một chút đao thuật a. À. Quả thực chính là tự hành muốn chết, coi như hắn thật sự là nguyên anh kỳ lão quái đoạt xá, đơn thuần so tài đao pháp, Sarutobi Sương cũng có tuyệt đối nắm chắc. Trong vòng ba chiêu liền đem đầu của hắn chém xuống tới. Các hạ là vô cực môn vị cao nhân nào chuyển thế? Sarutobi Sương vẫn kiên trì chính mình suy đoán, cẩn thận mà hỏi thăm. Chúng ta vô cực môn cao nhân tiền bối, tôn giá đều rất quen thuộc a. Yêu Đao tông cùng vô cực môn, trước kia sâu bao nhiêu thù hận. Tiêu Phàm nói, ánh mắt tại ba tên Ngộ Hải đạo sĩ trên thân đảo qua. Thần sắc dần dần nghiêm nghị lại, người này chuyên chạy tới nơi này giết chóc mấy tên treo vô cực môn danh nghĩa đạo sĩ lại một mực tại dưới mặt đất mai phục chờ mình sau khi tới đột thi đánh lén phàm mỗi một loại này đều cho thấy Sarutobi Y Sương đối vô cực môn cửu hận trình độ không phải bình thường thấy tiêu phàm thần sắc không giống giả mạo Sarutobi Y xương lại có chút dao động vô luận như thế nào nếu như trước mắt thật sự là một cái sống mấy trăm năm gần ngàn năm lão quái vật ánh mắt không đến mức như thế thanh tịnh nói như vậy các hạ thật không phải nguyên anh kỳ tiền bối đoạt xá. Thỉnh giáo họ gì đại danh? Sarutobi Yương vẫn như cũ song tay nắm chặt võ sĩ đao. Ánh mắt nhấp nháy, toàn bộ tinh thần đề phòng, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, tại hạ vô cực môn Tiêu Phàm. Tôn giá cùng chúng ta vô cực môn gì oán gì thù, tại sao phải ở đây tàn sát vô tội? Vô tội? Sarutobi Yương không khỏi nở nụ cười, chính là chút sâu kiến thôi, những phàm nhân này, nhiều mấy cái thiếu mấy cái có quan hệ gì? xem ra là ta hiểu lầm, các hạ thật không phải nguyên anh kỳ tiền bối đoạt xá. Tại những lão quái vật kia trong mắt, những phàm nhân này tính được cái gì? Nói đến đây, Sarutobi y sương dừng một chút, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt bên trong, toát ra một tia khinh thường mỉa mai chi ý, bất quá. Các hạ ngược lại thật sự là là vô cực môn truyền nhân. Cũng chỉ có các người những này liên minh chính đạo gia hỏa, mới có thể từng cái ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Tiêu phàm lạnh lùng nói, nhân nghĩa đạo đức, không chỉ là dùng để nói. Tôn giá nếu là yêu ma nhất nói, kia liền không có gì để nói nhiều, tiêu mỗ hôm nay vừa vặn lĩnh giáo yêu đao tông đao pháp cùng ẩn nấp chi thuật. Sarutobi y sương liền cười lên, lại quét tiêu phàm trường đao trong tay một chút. Cười lạnh nói, người xuất ra như thế một cây đao đến, liền là muốn cùng ta so tài đao pháp A. À. Tiêu phàm đồng dạng cười lạnh một tiếng, dần dần đem viêm linh chi nhận dơ lên, nói tôn giá nếu là không dám so tài cũng có thể mỗi người dựa vào pháp thuật pháp bảo, quyết một trận thắng thua. Ta không dám, Sarutobi y sương khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười xa xa truyền ra, chấn động đến cả cái hải đảo tựa hồ cũng tại ẩn ẩn run dày. Chính lơ lửng tại phía trên đảo nhỏ Văn Thiên cùng Đàm Hiên, không khỏi biến sắc, tương hỗ lướt nhau một cái, Đàm Hiên tay run một cái, một đầu bàn long nhuyễn tiên nổi lên, roi trên thân linh quang ẩn hiện, đối Văn Thiên nói, sư huynh, Quả nhiên là cái kia đông đảo tu sĩ. Chúng ta muốn hay không xuống dưới chợ một chút sức lực. Văn Thiên mày trắng nhíu chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Sarutobi Y Sương là trong kim đan kỳ đỉnh phong tu vi. Chúng ta cảnh giới cách biệt quá xa, chính diện đối đầu, không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Không bằng ngay ở chỗ này, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quan trọng trước mắt, cho cái này đông đảo người một ra hỏa, để hắn luống cuốn tay chân một phen cũng là tốt. Nói cổ tay khẽ đảo, mấy trương vàng óng ánh phủ lục nắm trong tay, linh khí bức người. Những bùa chú này là gần đoạn thời gian văn thiên tại thanh hư quan luyện chế, hơn xa trước kia luyện chế phủ lục uy năng phải lớn hơn nhiều. Đàm Hiên gặp một lần, lập tức cũng thu hồi Nguyễn Tiên, lấy ra mấy cái phủ lục tới. Nàng cùng Văn Thiên đều chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, đối mặt một cái trong kim đan kỳ đỉnh phong đối thủ, phổ thông pháp khí pháp thuật, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào chẳng bằng thử một chút những này mới luyện uy lực của phù lục. Văn Thiên nói đúng, bọn hắn còn có thể thừa dịp bất ngờ làm đánh lén, lấy chút cơ kỳ tu vi, nghĩ muốn tiêu diệt trong kim đan kỳ đỉnh phong Sarutobi xương tự nhiên là si tâm ảo tưởng, nhưng ở vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, cho Sarutobi xương tạo thành chút bối rối, cũng là có khả năng. Cao thủ tranh chấp, nguyên bản là kém một đường, có lẽ cứ như vậy, liền có thể cho Tiêu Phàm sáng tạo cơ hội chiến thắng phía dưới tam thanh bảo điện bên trong, Sarutobi xương cuồng ngạo tiếng cười rốt cuộc dần dần ngừng, tiểu bối, ngươi thật sự là cuồng phải có thể. Chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu chiến chúng ta yêu đao tông đao pháp. Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy liền để ngươi chết được rõ ràng. Xem đao, một lời chưa tất, nguyên địa liền mất đi Sarutobi xương thân ảnh, chỉ thấy bóng đen lóe lên, sau một khắc, Sarutobi xương liền cùng tiêu phàm gần trong gang tấc, song tay nắm chặt sáng như tuyết võ sĩ đao, vào đầu bổ xuống. Động tác nhanh chóng, không cùng luân so, mặc dù còn không phải chân chính thuấn di thuật, cũng không sai biệt nhiều. Tiêu phàm không tránh không né, hai tay nắm ở viêm linh chi nhận, trở tay vẩy đi lên, động tác mảy may cũng không so Sarutobi y xương chậm nửa phân. Sarutobi y xương nếu như không trở về đao chiêu đỡ lời nói, đao của hắn chưa bổ tới tiêu phàm, mình liền sẽ trước bị mở ngực mổ bụng. Đây là thuần túy đao thuật, không có sen lẫn nó hắn pháp thuật ở bên trong, cùng phàm tục võ thuật khác biệt duy nhất, ngay tại ở tiêu phàm động tác càng nhanh, phản ứng càng nhanh nhẹn, trên đao bổ sung kinh lực càng mạnh. Nếu như là một người bình thường đứng ở chỗ này, dù là võ công lại cao, cũng là tuyệt đối phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị Sarutobi y xương một đao trẻ thành hai mảnh. Tiêu phàm loại này nhìn như lưỡng bại câu thương, kỳ thực chờ tay giành trước đấu pháp, để Sarutobi y xương lấy làm kinh hãi, lập tức đem lòng khinh thường lập tức thu vào. Lấy công đối công, không thể nghi ngờ là hung hãn nhất. nếu vừa lên đến liền tránh né, Sarutobi Sương tiếp xuống liền sẽ một đao so một đao càng nhanh, căn bản là cũng không tiếp tục cho nửa phân cơ hội thở dốc. ngày xưa Sarutobi Sương hay là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ thời điểm, không biết dựa vào lấy tàn nhẫn như vậy đao pháp, chém giết bao nhiêu đối thủ, thậm chí cao hơn hắn một cảnh giới trúc cơ kỳ tu sĩ, tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, cũng bị hắn chém giết mấy cái, ngay cả pháp khí cũng không kịp tế ra đặt chân kim đan kỳ cảnh giới về sau, cứng như vậy liều đao thuật đấu pháp, liền 10 điểm hiếm thấy. Tu sĩ khác biết rõ yêu đao tông đao pháp cùng ẩn nấp chi thuật không thể coi thường, cũng sẽ không lấy mình ngắn tấn công địch sở trường. Vừa thấy được Sarutobi y xương, liền lập tức xa xa thối lui, thúc đẩy pháp bảo tiến hành công kích, tuyệt không cùng hắn cận thân chiến đấu. Một khi bị Sarutobi y xương lấn đến gần đến bên người hơn một trượng bên trong, coi như không bị hắn lực giao chặt dưới, cũng sẽ một hồi lâu luống cuống tay chân, thậm chí không thể không bỏ qua tứ chi, cũng muốn lần nữa cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cái mới nhìn qua này văn tĩnh thon gầy hoa hãn nam tử, đao pháp vậy mà như thế hung hãn, Sarutobi y xương từ thành tài về sau, thật đúng là chưa hề đụng phải so hắn còn muốn dũng mãnh gan dạ đao khách. Bá Sarutobi y xương thân ảnh nhoáng một cái, di hình hoán ảnh đến hai trượng có hơn. Tiêu phạm ánh mắt lục mang chấp động, như bóng với hình đi theo, Sarutobi xương còn không tới kịp đứng vững thân hình màu đỏ sậm đao mang đã vào đầu bổ xuống Sarutobi xương hãi nhiên người hoa này độn thuật có vẻ như không kém hắn di hình hoán ảnh kỹ xảo quả thực xuất thần nhập hóa mắt thấy viêm linh chi nhận vào đầu chém xuống Sarutobi xương tránh cũng không thể tránh đành phải lại một lần nữa thi triển thuấn di thuật chuyển rời đến hai trượng bên ngoài xem đao kết quả hay là giống nhau như đúc vừa mới ngòi đầu lên cũng còn không có đứng vững, tiêu phàm lại đã như là như giỏi trong xương, chăm chú giết tới đây. Sarutobi y xương phiền muộn đến cơ hồ một ngụm lão huyết phun tới. Đây rõ ràng là bọn hắn yêu đao tông năng khiếu, làm sao tình hình thế mà phản quay tới rồi. Mình bị tiêu phàm đè lên đánh, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cứ theo đà này, tổng có một lần hắn thuấn di thuật sẽ xuất hiện sai lầm, không phải bị thương không thể. Về phần tế ra những pháp bảo khác để ngăn cản, càng là đằng không xuất thủ đến, tiêu phàm căn bản liền không cho hắn tế ra bảo vật thời gian. bá sarutobi y xương thuấn di mà chạy, xem đao, hào không ngoài suy đoán, tiêu phàm đảo mắt lại giết tới trước mặt. tiểu bối, khinh người quá đáng. sarutobi y xương tức giận đến hai gò má đỏ bừng, rốt cục không tái sử dụng thuấn di thuật tránh né, quát to một tiếng, hai tay cầm đao, đón màu đỏ sậm đao mang liền xông tới, lấy công đối công, lập tức hồng mang bay múa, dao sắc tung hoành dày đặc binh khí giao kích thanh âm vang lên rất nhanh liền hình thành một đạo liên miên bất tuyệt trường âm hai người giao thủ nhanh chóng đến mức binh khí giao kích thời điểm đã không có trước sau thỉnh thoảng suy loại tình hình này vẫn chưa tiếp tục bao lâu xé vải âm thanh bên trong một đạo huyết tiễn phóng lên tận trời ba k sarutobi xương gầm lên giận dữ không thể không lần nữa thi triển di hình hoán ảnh thuật phi độn ra ba trượng bên ngoài cùng tiêu phàm thoát ly tiếp xúc chỉ thấy thời khắc này đông đảo tu sĩ, một đạo thật dài vết thương từ vai phải thẳng kéo đến sườn trái, da chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi, tình hình muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Yêu đào tông tông chủ Hattori giới xử trí đệ tử đắc ý, lấy đao thuật cùng ẩn nạc thuật danh chấn tu chân giới Sarutobi y xương, vậy mà tại cùng một người hoa hạ so tài đao pháp thời điểm, từ đầu tới đuôi bị đè lên đánh, đồng thời tại chỗ bị thương. Sarutobi y xương cúi đầu nhìn một chút mình ngực cùng lúc thật dài vết đao, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Tiêu phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hai tay dần dần đem viêm linh chi nhận dơ lên đỉnh đầu. Xem đao, bóng người lóe lên, ám ánh đao màu đỏ vào đầu bổ xuống. Bá một đao này lại bổ cái không, trước mắt lập tức mất đi Sarutobi y xương thân ảnh. chương 696, đao gãy. Thuật độn thổ, tiêu phàm miệng bên trong thốt ra, không cần suy nghĩ, lập tức phi thân lên, hướng về tam thanh bảo điện phía trên vọt tới, Dầm dầm một trận vang lớn, tiêu phàm xuyên thấu tam thanh điện nóc nhà, bay thẳng đến hơn 10 trượng chỗ cao, mới đứng vững thân thể, trong mắt lục mang lấp lánh, vận khởi thiên nhãn thần thông, tỉ mỉ hướng dưới mặt đất tìm tòi. Sự thật chứng minh, tiêu phàm loại này cực tốc phản ứng, phi thường tất yếu. Yêu đào tông lấy đào thuật cùng ẩn nạc thuật tăng trưởng, tiêu phàm đã lĩnh giáo qua Sarutobi y xương di hình hoàn ảnh chỗ, có thể nói là tật như thiểm điện. Chỉ cần phản ứng hơi chậm một chút, liền có khả năng mắc lừa cũng không thể trông cậy vào người ta tại thời khắc mấu chốt, động tác bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Tiêu phàm thiên nhãn thần thông vừa mới vận chuyển, tam thanh bảo điện cứng rắn vô so nền đá tấm bên trong, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người, ngay tại tiêu phàm vừa rồi đặt chân chỗ, đao quang lóa mắt. Sarutobi y xương kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô so, bên này mới sử dụng thuật độn thổ tránh đi tiêu phàm phủ đầu một đao, lập tức liền triển khai sắc bén phản kích. Tiêu phàm chỉ cần chậm nửa khắc bay vút lên trời, chỉ sợ liền đã bị Sarutobi y xương trẻ thành hai mảnh. Nhà Tây một đao bổ vào không chung, Sarutobi y xương ngửa đầu nhìn về phía giữa không chung tiêu phàm, trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ âm lệ thần sắc, tức giận vô so. Ước chừng lão quái này vật nằm mơ cũng không nghĩ tới, đơn thuần so tài đao pháp, hắn vậy mà lại thua ở một cái hoa hạ tu sĩ trong tay. Nói đến, Sarutobi y xương thua một điểm không oan, luận thế tục võ kỹ, tiêu phàm coi như không phải thiên hạ thứ nhất cũng tuyệt đối nhưng xếp vào đỉnh tiêm cao thủ chi lâm. Lại tại ngân rực lôi bằng trong nội đan lĩnh ngộ được gió độn thuật thần diệu, lấy nhanh đánh nhanh, Sarutobi y xương xác thực không phải là đối thủ. Tiêu đạo hữu tuổi còn trẻ, võ nghệ cao rất mạnh, bất quá chúng ta dù sao cũng là tu sĩ, cuối cùng còn muốn tại pháp thuật cùng pháp bảo bên trên nhất quyết cao thấp. Tiêu đạo hữu có dám xuống tới, lại đánh với ta một trận, Sarutobi y xương trên mặt âm lệ thần sắc chợt lóe lên, lập tức liền khôi phục bình tĩnh chậm rãi nói, vừa rồi kia một đạo thật dài vết thương, đã khỏi hẳn, rách ngướp quần áo phía dưới, là ông ánh ra thịt. Dù sao chỉ là phổ thông bị thương ngoài ra, đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên là thoáng qua tức càng. Tiêu phàm vẫn chưa kích phát viêm linh chi nhận tinh viêm chi lực. Sư đệ, cái này đông đảo lão quỷ rất giảo hoạt, hắn muốn tận lực phát huy thuật độn thổ uy lực. Tiêu phàm trong tai, bỗng nhiên truyền đến văn thiên truyền âm. Rất hiển nhiên, yêu đao tông ẩn nặc thuật, chính là lấy thuật độn thổ làm cơ sở, rời đi dày đặc đại địa, thuật độn thổ liền không có chỗ triển. Sarutobi y xương thực lực liền muốn đánh mấy phân chiết khấu. Tiêu phàm mỉm cười, cũng truyền âm nói, không sao, ta đối cái này thuật độn thổ cũng tương đối cảm thấy hứng thú, nghiên cứu một chút, nhìn xem có cái gì quyết khiếu. Lời này cũng là không tính giả mồm, tiêu phàm xác thực đối thuật độn thổ tương đối cảm thấy hứng thú. Thế mà vô luận dùng thần niệm chi lực hay là thiên nhãn thần thông, đều khó mà phát giác, tiêu phàm rất là cảnh giác. Từ mắt tình hình trước mắt nhìn, yêu đao tông cùng vô cực môn thù hận tựa hồ rất sâu. Cái này Sarutobi y xương chuyên từ đông đảo chạy tới, chính là tìm vô cực môn phiền phức. Đã như vậy, tiêu phàm liền càng thêm muốn đối yêu đao tông ẩn nạc thuật nhiều mấy phân hiểu rõ mới được. Không chỉ có riêng chỉ là nghĩ biện pháp đánh bại Sarutobi y xương đơn giản như vậy. Văn Thiên lập tức có chút im lặng, cái này ngay miệng, tiêu phàm thế mà còn đang suy nghĩ lấy muốn nghiên cứu thuật độn thổ, chẳng lẽ hắn có hoàn toàn chắc chắn đánh bại Sarutobi Y xương? Sư đệ, tu vi của người này còn tại người phía trên, hay là ngủ say ngàn năm cổ đại tu sĩ? Khẳng định có chút chúng ta không biết lợi hại thủ đoạn, ngàn vạn không thể chủ quan. Tiêu phàm cười nói, ta hiểu được, sư huynh cứ việc yên tâm. Hai vị ở đây vì ta lược trận, cẩn thận xem kỹ một chút hắn thuật độn thổ. Nếu thật là tình hình không đúng, ta tự sẽ tránh né mũi nhọn, không cùng hắn liều mạng. Văn Thiên cũng biết tiêu phàm tính tình cẩn thận, gặp hắn nói đến chắc chắn, cũng liền bất tiện khuyên nhiều. Tiêu đạo hiểu là sợ một người không phải là đối thủ của ta a. À. Cái kia cũng không quan hệ, ba người các ngươi cùng tiến lên tốt, ta tịnh không để ý. Thấy tiêu phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, rất hiển nhiên là tại cùng không chung hai tên đồng bạn thương nghị đối sách, Sarutobi y xương liền cao giọng nói, kia cỗ vừa mới bị tiêu phàm đánh xuống ngạo khí, lại ẩn ẩn thấu ra. Họ tiêu này tiểu bối, bất quá là võ ký cao minh mà thôi, cũng không biết có gì cơ duyên, tuổi còn trẻ liền ngưng kết kim đan thành công, thế nhưng là, chẳng lẽ 30 tuổi người trẻ tuổi, công pháp thần thông cùng đấu pháp kinh nghiệm, thật có thể cùng mình việc này mấy trăm năm lão quái vật đánh đồng không thành. Về phần đối phương tăng thêm hai tên trúc cơ kỳ giúp đỡ, Sarutobi y xương càng là không thèm quan tâm. Kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tranh lệch một cái đại cảnh giới, trong lúc này to lớn hồng câu, tuyệt không phải theo liền có thể lấp đầy, Văn Thiên cùng Đàm Hiên nhiều nhất có thể từ bên cạnh làm cái kiềm chế tác dụng. Mà Sarutobi Y Sương tự tin mình chân chính thần thông thi triển đi ra về sau, thuận tay chém giết hai tên trúc cơ tu sĩ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Các hạ không khỏi quá đề cao mình, đối phó ngươi, còn cần đến dựa đa số thắng ha. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, nhấn một cái độn quang, phiêu nhiên mà hạ. Mắt thấy tiêu phàm thật trở lại mặt đất, Sarutobi Y Sương trên mặt nhanh chóng lướt qua một tia đắc ý âm hiểm cười, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên ở giữa, từ trên người hắn chia ra hai đạo nhân ảnh, đồng dạng quần áo cách ăn mặc, đồng dạng tướng mạo bộ dáng, tay cầm võ sĩ đao, phân biệt hướng hai bên lóe lên, liền đối tiêu phàm hình thành vây kín chi thế. Tiêu phàm không nghĩ tới Sarutobi y xương còn có một chiêu như vậy, vội vàng dùng thần niệm quét qua, phát hiện trong đó hai tên, bất quá là hư ảnh mà thôi, cùng chủ thể linh lực ba động, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Dù là như thế, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, tay phải bấm quyết phung lên, 10 cái băng phách phi đao đều đều nổi lên, vây quanh mình, xoay tít đảo quanh, mang theo nhẹ nhẹ băng hàn vũ khí, bày ra phòng ngự tư thế. Băng thuộc tính phi đao, hắc hắc, Sarutobi y xương cười lạnh, bỗng nhiên quát to một tiếng, bóng người lóe lên, liền không gặp tung tích, sau một khắc, tại Tiêu Phàm sau hông xông ra. Cùng lúc đó, kia hai cái chia ra đến hư ảnh, cũng bắt đầu thi triển di hình hoán ảnh độn thuật, ba đạo cái bóng, vây quanh tiêu phàm đèn kéo quân như xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, rất nhanh liền hình thành một cái màu đen bình trướng, đem tiêu phàm bao vây vào giữa. trong lúc nhất thời, lại nơi nào phân rõ cái kia là chân thân, cái kia là hư ảnh. suy một đạo lóe sáng đao mang, phá toái hư không, hướng tiêu phàm chém bay mà tới. một viên băng phách phi đao lắc một cái, đón đạo này đao mang bay bắn xuyên qua, mang theo một giải băng hàn xương mù. đao mang vừa tiếp xúc với cái này băng hàn vũ khí lập tức chính là cứng lại, tốc độ giảm nhiều, trở nên 10 điểm chậm chạp, lập tức lấp lánh mấy lần, như vậy tán loạn ở trong hư không. Băng tủy thiên hạ đến hàn chi vật, cứ việc bay trong đao cô động phải không nhiều, đối phó chỉ là một đạo hư hóa đao mang, lại là không tốn sức chút nào. Suy suy không đợi chuôi này băng phách phi đao thu hồi đi, đạo thứ hai đạo thứ ba đao mang lần nữa chém bay mà tới. Suy 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 ngay sau đó, chính là đạo thứ tư đạo thứ năm đạo thứ sáu đao mang, một đạo so một đạo kình gấp, rất nhanh, lóe sáng đao mang liền tại tiêu phàm bốn phía hình thành một chương lóng lánh đao võng, hướng về tiêu phàm đẻ ép mà tới. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhấc tay một dương, 10 cái băng phách phi đao bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn ra, nhìn như khí thế hùng hổ đao võng, trong nháy mắt liền bị băng phách phi đao chém thất linh bát lạc, không còn hình dáng. Tiêu phàm trên mặt lại không có chút nào vẻ đắc ý, ngược lại thủ đoạn vừa nhất, viêm linh chi nhận nổi lên, bỗng nhiên ở giữa, lưới đao liền do ám hồng biến thành màu đỏ tươi oanh một tiếng liệt diễm bốc hơi hét lớn một tiếng xem đao tiêu phàm nhún người nhảy lên hướng về dưới chân nền đá tấm mãnh bổ xuống đúng lúc này sarotobi y sương vừa từ dưới đất sông ra hai tay nắm sáng như tuyết võ sĩ đao vẩy hướng tiêu phàm hạ thân giờ phút này vây quanh tiêu phàm đèn kéo quân như loạn chuyển thế mà chỉ là hắn kia hai cái hóa thân hư ảnh chân thân lại thừa cơ tiềm nhập lòng đất, muốn đối tiêu phàm tiến hành đánh lén. Kết quả vừa mới ngoi đầu lên, chỉ cảm thấy một cái biển lửa phô thiên cái địa bao phủ xuống. Trong biển lửa, một đạo cầu vồng diễm lệ đao quang, lóng lánh thần bí vô so bùa chú màu bạc, chém bổ xuống đầu. Biển lửa đao phong chưa cập thân, Sarutobi y sương lập tức đã cảm thấy tam thanh trong biển nhiệt độ không khí gấp gáp lên cao, lập tức trở nên miệng đắng lưỡi khô, tựa hồ huyết dịch cả người, đều muốn bị bốc hơi mất không ít. Sarutobi y Sương hoảng hốt, lập tức không lo được quá nhiều, giơ lên võ sĩ đao, liều mạng đi lên một đường, cũng không đi quản phải chăng có thể ngăn cản được, liền không chút do so dự lần nữa phát động thổ độn thuật. Chiếu Viêm Linh Chi nhận thanh thế như vậy, Sarutobi y Sương xem chừng mình cái này một đường, hơn phân nửa không sẽ có hiệu quả gì. Sự thật cũng là như thế. suy một tiếng vang nhỏ, Sarutobi y Sương chuôi này sắc bén tuyệt luân võ sĩ đao, bị Viêm Linh Chi nhận một gọt hai đoạn. Ngay cả nửa phân dãy đều không có. May mà Sarutobi y sương xem thời cơ quá nhanh, sớm phát động thổ độn thuật, hỏa diễm đao thuận thế mà xuống, Sarutobi y sương sớm đã chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Oanh, sóng lửa ngập trời, tam thanh bảo điện nền đá tấm, đá vụn bay tán loạn, tốt không kinh người. Cùng sóng lửa rốt cuộc tán đi, lại chỉ thấy nguyên địa thêm ra một đạo dài đến ba trượng vết đao, thâm nhập dưới đất một trượng có dư thậm chí ngay cả nền đá tấm đều tại hừng hực liệt diễm phía dưới bị hòa tan thành lưu ly nhan sắc. Một chảm chịu uy, quả là tại tư. Sau một khắc, Sarutobi xương tại mấy trượng bên ngoài sông ra, trong tay cầm một nửa võ sĩ đao, miệng hơi mở, oa phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt mấy phân, thần sắc cũng biến thành 10 điểm uể oải. Cái này võ sĩ đao là hắn bản mệnh bảo vật, bị bổ làm hai, tự nhiên lập tức tâm thần bị hao tổn. Sarutomi xương quét linh khí mất hết, ảm đạm vô quang một nửa võ sĩ đao một chút, lộ ra cực kỳ thương tiếc thần sắc. Hắn chuôi này võ sĩ đao, chính là lấy cực kỳ hy hữu vật liệu luyện thành, lấy sắc bén chứ danh, giết người vô số, uống máu như khát. Rốt cuộc không nghĩ tới, sẽ hủy ở tiêu phàm trong tay, hơn nữa là lấy đao đối đao, lấy cứng trọi cứng, không có chút nào đầu cơ trục lợi. Chốc lát, Sarutomi xương mới ngẩng đầu lên, mãnh nhìn về phía tiêu phàm, gắt gao tiếp cận tiêu phàm trong tay đã biến trở về ám trường đao màu đỏ, thanh âm khàn khàn hỏi, người đây là cái gì binh khí? Như thế sắc bén, người đây cũng không cần phải biết, các hạ còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. chương 697, định thân. Hắc hắc, tiểu bối, thật sự cho rằng có một thanh kỳ quái đao, liền có thể nắm vững thắng lợi a Vậy liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính yêu đao? Sarutobi sương bỗng nhiên đưa tay trái ra, cầm thật chặt một nửa ảm đạm vô quang võ sĩ đao, tay phải bỗng nhiên co lại, lập tức máu tươi như chú, nháy mắt liền đem một nửa võ sĩ đao nhuộm thành màu huyết hồng. Sarutobi sương nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trong khoảnh khắc biến thành màu trắng bệch, oán độc đến cực điểm nhìn qua tiêu phàm một chút, miệng lẩm bẩm chỉ thấy sớm đã linh khí mất hết, ảm đạm vô so một nửa võ sĩ đao, bỗng nhiên chấn động, đao phong bên trên máu tươi, tựa như đang sống hóa thành vô số tơ máu từ võ sĩ đao mặt cắt tranh trước sợ sau chui vào một nửa võ sĩ đao sáng như tuyết đao phong dần dần biến thành cực kỳ tiên diễm màu đỏ lóng lánh máu tanh quang trạch bỗng nhiên bên trong một tiếng thê lương tê minh võ sĩ đao mặt cắt chỗ bắn ra một đạo đỏ tươi huyết quang trong nháy mắt liền ngưng tụ thành kết thúc rơi một nửa đao phong màu sắc tiên diễm lấp lóe không thôi như đoạn như tục yêu dị phi thường tiêu phàm sắc mặt lập tức ngưng trọng lên Hắn từ chuôi này huyết hồng yêu trên đao cảm nhận được một cỗ cực kỳ yêu tả khí tức. Sarutobi xương căn bản cũng không lại để ý tới tiêu phàm phản ứng. Tay trái giơ lên, gấp nắm chắc thành quyền đầu, máu tươi giò dỉ từ trong lòng bàn tay của hắn chảy xuôi mà hạ. Sarutobi xương miệng bên trong chú ngữ thanh âm càng thêm vội vàng. Từng đợt khói xanh từ dưới mặt đất trong vũng máu bay lên, hóa vì một cái cái mơ hồ bóng đen, rất nhanh liền từ mơ hồ đến rõ ràng mỗi người đều cùng Sarutobi y xương đồng dạng cách ăn mặc, trong tay cầm một thanh đỏ tươi huyết đao, huyết hồng con mắt, lạnh như băng tiếp cận tiêu phàm. Rất nhanh, dạng này huyết sắc hóa thân, liền huyễn hóa ra bảy tám cái nhiều. Tiêu phàm thần niệm chi lực quét qua, song nghi lập tức dương lên. Sarutobi y xương bản thể không gặp, hoặc là nói, Sarutobi y xương bản thể cũng biến thành cùng hóa thân đồng dạng khí tức, nhàn nhạt. Như có như không, thần niệm chi lực cơ hồ hoàn toàn không cách nào phân biệt, gì người là thật, gì người là giả. Tiêu phàm trong mắt lục mang lấp lóe lập tức ngay tại đông đảo hóa thân bên trong, đem Sarutobi y xương bản thể nắm chặt ra. Sarutobi y xương tựa hồ phát giác được cái gì, liếc tiêu phàm một chút. Cười lạnh nói, tiểu bối, người còn tu luyện thiên nhãn thần thông. Hắc hắc, vậy liền thử một chút xem sao, nhìn thiên nhãn của người thần thông đến cùng có tác dụng hay không. Từ giọng điệu này đến xem, tựa hồ ép căn bản không hề đem tiêu phàm thiên nhãn thần thông để ở trong lòng. Đây cũng không phải Sarutobi y xương một mực cuồng vọng, tu sĩ đấu pháp. Tính như sử nữ động như lôi đình, trong khoảng điện quang hỏa thạch, biến hóa muôn vàn, nhiều khi, dù coi như có được thiên nhãn thần thông, cũng chưa chắc liền có thể đem đối thủ một chiêu một thức đều thấy thanh thanh sở sở. Nhất là yêu đao tông lấy ẩn nạc thuật chứ danh, ẩn nạc thuật cảnh giới tối cao, cũng không phải là người giấu đi để người không nhìn thấy mà là rõ ràng có thể nhìn thấy ngươi, lại hoàn toàn không có cách nào phòng bị. Khi tiến công tốc độ nhanh đến không thể luân so, chính là ẩn nạc thuật cảnh giới tối cao. Đương nhiên, đây cũng là so ra mà nói. Sarutobi Y Sương vừa rồi thi triển độn thuật, đối với chúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, đã nhanh đến không cùng luân so, nhưng đối tiêu phàm mà nói, liền còn kém chút hỏa hầu. Trừ phi, hắn có thể nhanh một chút nữa, tiêu phàm phải tay nắm lấy viêm linh chi nhận, tay trái vừa lật, trong tay đã nhiều mấy tấm vàng óng ánh phù lục, đối mặt với bốn phương tám hướng huyết sắc hư ảnh, sắc mặt sớm đã khôi phục bình tĩnh. Lạng yên đứng ở nơi đó, bất động như núi, chảm, Sarutobi y xương quát to một tiếng, siêu tất cả hư ảnh, đồng thời động, hóa thành bảy tám đạo hoa mỹ hồng mang, nhân kiếm hợp nhất, hướng tiêu phàm chém bay mà tới. Mà Sarutobi y xương bản thể, tại trong chấp nhoáng mất đi bóng dáng. Trong lúc này, Tiêu Phàm cũng đã căn bản liền không kịp lấy thiên nhãn thần thông đi lục soát Sarutobi y xương bản thể. Những này hư ảnh phát ra khí tức khủng bố, để Tiêu Phàm hoàn toàn không dám coi nhẹ. Hư ảnh đúng là hư ảnh, nhưng ở lực sát thương bên trên, lại một điểm không kém. Mặc kệ chúng vào cái nào hư ảnh một đao, kia tổn thương tuyệt đối là thật sự. Tiêu Phàm không dám động dùng viêm linh chi nhận, mặc dù lấy hắn hiện tại trong kim đan kỳ cảnh giới, chỉ cần không phải toàn lực thúc đẩy viêm linh chi nhận, chỉ phát huy 78 phần uy lực, ngược lại là có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn một liền xuất thủ 2 đến 3 lượt. Nhưng cái này cũng không hề nói là, hắn có thể không hề cố kỵ vận dụng cái này tinh viêm chi binh. Dù sao coi như chỉ phát huy 78 phần uy lực, cũng muốn một lần rút đi trong cơ thể hắn cơ hồ một nửa linh lực. Viêm linh chi nhận chém ra một đao về sau, có ngắn như vậy tạm nháy mắt, tiêu phàm sẽ ở vào thoát lực trạng thái. Cứ việc kéo dài thời gian rất ngắn, nếu như địch nhân tại cái này thỉnh thoảng bỗng nhiên đối với hắn công kích giờ khắc này tiêu phàm là không đề phòng cơ hồ hoàn toàn không có sức lực chống đỡ sarutobi y xương bản thể ẩn nấp mà đi tiêu phàm thật không dám khinh thường dù coi như một đao vung ra có thể đem cái này bảy tám cái hư ảnh toàn bộ diệt sát lại muốn tại rất ngắn nháy mắt bên trong đem tự thân không có chút nào phòng bị đặt sarutobi y xương bản thể uy hiếp phía dưới lấy sarutobi y xương tốc độ bay kinh người dạng này phong hiểm Tiêu Phàm bốc lên không nổi. Cũng may đoạn trước thời gian, Tiêu Phàm tu luyện nhàn hạ, luyện chế không ít phù lục. Đa số thời điểm, Tiêu Phàm là lấy thiên phù lá đang luyện tập chế phù chi thuật, mặc dù phế phẩm thứ phẩm rất nhiều, hội chế thành công linh phù, hội tụ vào một chỗ, số lượng nhưng cũng rất nhiều. Cũng chỉ có hắn dạng này người giàu có, mới có thể xa xỉ như vậy. Dù coi như tại cổ tu thời kỳ, mấy ngàn năm phần thiên phù lá, tại tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy đỉnh giai chế phù vật liệu tốt nhất nhất chế phù đại sư, đều sẽ coi như ủi bích, cẩn thận từng ly từng tí dùng để luyện chế tối thượng phẩm linh phù. Ai có thể giống tiêu chân nhân cái này thổ hào, cầm thiên phù lá đến luyện tập A. Dù sao tại linh dược vườn bên trong, có ba cây tươi tốt ngọc núi trúc, thiên phù lá lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dùng thiên phù lá luyện tập cảm giác, cùng phổ thông lá bùa là hoàn toàn không giống, mặc dù lãng phí rất nhiều thiên phù lá, tiêu chân nhân chế phù tiêu chuẩn, lại đề cao một bậc thang, luyện chế ra đến linh phù, mỗi một chương tiêu rin khí 10 phần, xa không phải trước kia phù lục có thể so sánh. Tật, tiêu phàm hét lớn một tiếng, tay trái một dương, hơn 10 đạo phù lục hướng 4 phương 8 hướng bắn ra, trong hư không vàng óng ánh quang mang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành trận trận vàng minh mông gió lốc, hướng về kia chút chém bay mà tới hư ảnh, càn quét mà đi. Trong lúc nhất thời, tại tam thanh bảo điện bên trong, giống như nổi lên sa mạc gió lốc. Cái này hơn 10 đạo phù lục, vậy mà đều là thượng phẩm thổ linh phù. Bất quá tiêu phàm cũng không có trông cậy vào, hơn 10 đạo thổ linh phù thật có thể diệt sát những này hư ảnh, bất kể nói thế nào, đây là trong kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ lấy chân nguyên huyết mạch chi lực ngưng kết ra hư ảnh, nếu như dễ dàng như vậy bị diệt sát, Sarutobi y xương cần gì phải tốn công tốn sức, hao tổn nguyên khí của mình tới làm dạng này chuyện vô dụng tình. Tiêu phàm chỉ là dùng những này thổ linh phù đến tạm thời ngăn cản một chút hư ảnh tiến công, vì chính mình tranh thủ một lát cơ hội thở dốc mà thôi. Vàng minh mông gió lốc cùng một chỗ, hữu hình vô thể huyết sắc hư ảnh, lập tức liền bị mãnh liệt vô so gió lốc tịch cuốn vào, chém bay mà đến tốc độ, vì đó chỉ trệ. Thừa cơ hội này, tiêu phàm phi thân lên, hướng tam thanh bảo điện đỉnh chóp bay đi. Sư đệ, cẩn thận, tiêu phàm bên tai bỗng nhiên vang lên văn thiên kinh hô thanh âm. Không khí một cơn chấn động vặn vẹo, chỉ thấy nguyên bản không có một ai hư giữa không chung, Sarutobi y Sương hiện thân mà ra, Tiêu Phàm chính là hướng về hắn vị trí bay đi. Mắt nhìn kích xạ mà đến Tiêu Phàm, Sarutobi y Sương không khỏi một tiếng nhe răng cười, giơ cao huyết hồng võ sĩ đao, hướng về Tiêu Phàm nhằm thẳng vào đầu chém. Truy một đạo thật dài huyết hồng sắc đao mang, chém bay mà tới. Cái này một trảm ngưng tụ Sarutobi y Sương toàn bộ pháp lực, đem phụ cận thiên địa nguyên khí đều xé rách phải từng đợt lăn lộn, tê tê rung động, uy thế cực kỳ kinh người. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng, ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình, tay trái một dương, lại là ba, bốn tấm phủ lục bay nhanh mà ra. Huyễn hóa thành từng cái tuyết trắng hỗn độn đồ hình, đảo mắt liền biến thành một mặt huyền băng tấm thuẫn. Nhưng lại là băng linh phù, từ huyền băng tấm thuẫn phóng thích ra băng hàn chi lực đến xem, trong đó thậm chí còn trộn lẫn lấy một tia băng tủy chi lực. Cái này mấy chương băng linh phù, trên thực tế chính là lấy băng phách phi đao một trảm chi lực làm căn cơ, phong ấn tại linh phù bên trong mà luyện chế ra đến, Tự nhiên kém xa băng phách phi đao bản thể xuất kích huy năng, thuần túy là tiêu phàm dùng để luyện tập chi tác. Không biết tại sao, tiêu phàm cũng không thúc đẩy băng phách phi đao bản thể nginh địch, ngược lại vung ra như thế mấy chương băng linh phủ tới. Để người hào hào không hiểu, một sợi vẻ châm chọc, từ Sarutobi y sương khóe miệng nổi lên. Xùi đao mang chém xuống một cái, huyền băng thuẫn cơ hồ không có hình thành bất kỳ trở ngại nào, bị một bổ hai nửa, hóa thành hai mảnh vụn băng, từ giữa không chung rơi xuống trong nháy mắt, thật dài màu đỏ đau mang, liền bổ tới tiêu phàm đỉnh đầu. Đúng lúc này, hóa thành hai mảnh vụn băng bỗng nhiên ở giữa không trung hòa tan, hóa thành hơi nước, một trương vàng óng ánh linh phù, chỉ trong hơi nước bắn ra, lập tức hóa thành một mảnh to lớn hỗn độn đồ hình, linh lực phồng lên, hướng Sarutobi y xương bao phủ xuống đi. Định, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, tờ linh phù này bay lên thời điểm, Sarutobi y xương căn bản liền không để vào mắt, phù lục chi thuật, bất quá là tiểu đạo mà thôi. chúc cơ kỳ trở xuống đấu pháp, có lẽ còn có thể cần dùng đến, kim đan kỳ tu sĩ chém giết, loại uy lực này như vậy tiểu nhân linh phù, có thể lên cái tác dụng gì. Nhưng mà ngay sau đó, Sarutobi y xương liền phát giác được không đúng, tờ linh phù này, rõ ràng cùng tiêu phàm vừa rồi vung ra đến kia mấy chương hoàn toàn không giống, chẳng những linh lực dồi dào, cực kỳ kinh người, mấu chốt là khí tức khác biệt. Sarutobi sương rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại ngũ hành cấm chế chi lực. Không được, Sarutobi sương một tiếng kêu sợ hãi, chính là muốn thi pháp bỏ chạy. Chỉ tiếc hắn giờ phút này toàn thân pháp lực 78 phần 10 đều đã quán trú tại huyết nhận bên trong, vội vàng ở giữa, nơi nào còn kịp né tránh cái này gần trong gang tấc ngũ hành cấm chế chi lực. Chỉ cảm thấy không khí bên người bỗng nhiên siết chặt, trong nháy mắt liền trở nên cứng như tinh cương, một cỗ cực lớn đến cực điểm cấm chế chi lực chăm chú đem hắn bao vây lại, toàn thân trên dưới, cứng nở vô so, ngay cả một đầu ngón tay đều không động đậy. Định thân phù, Sarutobi y xương trong lòng kêu to, một đôi mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng không dám tin thần sắc. chương này giấu ở băng linh phù bên trong linh phù, vậy mà là hiếm thấy đến cực điểm định thân phù. Mắc lừa chương 698, chữ vật vòng tay cùng linh thú điểm. Sarutobi y xương còn muốn dẫy dụa dù sao hắn là trong kim đan kỳ đỉnh phong tu vi ngàn năm trước kia thậm chí còn là kim đan hậu kỳ đỉnh phong giả anh cảnh giới pháp lực hùng hậu tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú thực tế không nghĩ tới vừa mới tỉnh dậy không lâu liền sẽ ở đây lật thuyền trong mương bị một tên trẻ tuổi phải không tưởng nổi hiện đại tu sĩ cho chế trụ sarutobi y hưng thịnh hiền cảm giác được cái này định thân phù bên trong ẩn chứa ngũ hành cấm chế chi lực cũng không thế nào lợi hại chỉ cần một chút xíu thời gian hắn liền có thể xông phá cấm chế này, lần nữa khôi phục tự do. Chỉ tiếc, một chút thời gian, tiêu phàm cũng không có ý định cho hắn. Thủ đoạn vừa nhất, màu đỏ sẫm viêm linh chi nhận nổi lên, đau mang lóe lên, Sarutobi y xương từ đó một phân thành hai, cuồn cuộn liệt diễm càn quét mà qua, chia làm hai mảnh Sarutobi y xương, hồi phi yên diệt, hóa thành một đống cho tàn, ngay cả tinh hồn đều không có chạy mất. Đinh đương âm thanh bên trong, hai con đen nhánh vòng ngọc, rớt xuống đất viêm linh chi nhận tinh viêm chi lực, tiêu phàm khống chế được vừa đúng, chỉ diệt sát Sarutobi y xương nhục thân cùng hồn phách, nhưng lại không hư hại hỏng hắn mang theo đồ vật. Tiêu phàm theo tay khẽ vẫy, hai con đen nhánh vòng ngọc bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Bóng người bên cạnh lóe lên, văn thiên cùng đàm hiên song song từ không trung phi độn mà xuống, đi tới tiêu phàm bên người. Thần sắc trên mặt vừa khiếp sợ lại là vui mừng, tựa hồ vẫn có chút không tin, Sarutobi y xương như vậy bị diệt sát rơi, tại y xương thần hồn câu diệt đồng thời hắn lấy tinh huyết chân nguyên ngưng kết ra những cái kia huyết sắc hư ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích đây là vật gì thấy tiêu phàm không ngừng quan sát hai con hắc ngọc vòng tay đàm hiên không chịu được hỏi tiêu phàm đã dùng thần thức từng điều tra mỉm cười giơ lên trong đó một con đáp cái này một con vòng ngọc là hắn chữ vật vòng tay về phần cái này một con nha bên trong rỗng tuếch cùng chữ vật vòng tay có chỗ khác nhau ta đoán có thể là dùng để chờ một loại nào đó linh thú. Có quan hệ chữ vật vòng tay cùng linh thú điểm, tiêu phàm đã sớm nghe thanh dương tổ sư nhắc qua, thấp nhất chờ tu di bảo vật, tiêu phàm đã nắm giữ luyện chế phương pháp, chỉ là một con không có nhín chút thời gian đến chế tác, dù sao hắn có chữ vật đỉnh, hơn nữa còn là có thể cất giữ tại thể nội. Tiến thối tùy tâm pháp bảo, so bất luận cái gì chữ vật vòng tay đều có tác dụng nhiều. Bất quá tu tù sĩ tùy thân mang theo chữ vật vòng tay cùng linh thú điểm, tiêu phàm hay là lần đầu nhìn thấy. Cái này hai con màu đen vòng ngọc, ngọc chất tinh khiết, chạm trổ tinh xảo, bên ngoài đồng hồ nhìn qua. Là hai cái rất cao cấp vật phẩm trang sức, có thể đeo ở cổ tay, cũng có thể rủ xuống ở trên người. Văn Thiên cùng Đàm Hiên lập tức đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Cái này Sarutobi y xương thế nhưng là cổ đại tu sĩ, phong ấn hơn ngàn năm, mới vừa vặn tỉnh dậy không lâu, hắn chữ vật vòng tay bên trong cất giấu, hẳn là trung thổ giới tu luyện hoàn cảnh chưa sụp đổ thời điểm, thu tập được tương quan vật phẩm. Đúng là một cái khoảng cách gần hiểu rõ cổ tu sĩ sinh hoạt hàng ngày cơ hội tốt. Tiêu phàm không có vội vã lấy ra chữ vật vòng tay bên trong đồ vật. Trước tiện tay bố trí một cái cỡ nhỏ cấm chế, đem tam thanh bảo điện che đậy, tránh khỏi náo ra động tính quá lớn. Bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là một tên cổ tu sĩ tùy thân mang theo đồ vật. Bố trí tốt cấm chế về sau, tiêu phàm cổ tay rung lên, một đống bảy tám phần đồ vật lập tức hiện lên ở không trung. Trong đó số lượng nhiều nhất là một đống các loại hòn đá nhỏ. Trong đó lấy thổ hoàng sắc chiếm đa số, lóng lánh vàng minh mông quang trạch, mỗi một khối tinh thể bên trên đều tản mát ra kinh người linh khí. Đây là linh thạch, tiêu phàm quan sát tỉ mỉ một trận những này cùng loại hòn đá nhỏ tinh thể, rốt cục nhận ra bọn chúng diện mục thật sự, bất quá còn có chút không lớn khẳng định. Văn Thiên cùng Đàm Hiên cũng đều tán thành tiêu phàm cái này phán đoán. Những này hẳn là trong truyền thuyết cổ đại tu sĩ thường xuyên sẽ dùng đến linh thạch, đồng thời làm giao dịch dùng thông dụng thanh toán bằng chứng, cũng chính là tu chân giới tiền tệ. Công dụng 10 điểm rộng khắp, mơ hồ khẽ đếm, cái này trồng tinh thạch ước chừng trăm dư mai, căn cứ linh thạch màu sắc khác nhau, tán phát linh lực cũng có chỗ khác nhau. Thổ hoàng sắc linh thạch, tán phát chính là tinh thuần thổ thuộc tính linh khí, loại linh thạch này tại chữ vật vòng tay bên trong nhiều nhất. Có thể thấy được Sarutobi y xương tu luyện chính là lấy thổ thuộc tính công pháp làm chủ. Những linh thạch này tùy thân mang theo, tự nhiên là vì tùy thời bổ sung linh lực tiêu hao. Ngoài ra còn có mười mấy khối hơi tiểu trúc tinh thạch, ẩn chứa linh lực liền muốn kém rất xa, tựa hồ phẩm chất tương đối thấp kém. Có quan hệ linh thạch hết thảy, cùng tuyên minh chân quân nói chuyện phiếm thời điểm, cũng là nghe hắn nói lên qua. Tiêu phàm đoán chừng, đây chính là cái gọi là sơ giai linh thạch cùng linh thạch cấp trung khác nhau. Nghe nói, một viên linh thạch cấp trung có thể đổi lấy 100 mai trở lên sơ giai linh thạch. Đương nhiên, cái này trao đổi tỷ suất cũng căn cứ linh thạch trình độ hiếm hoi mà hơi có khác nhau, đại khái tranh lệch sẽ không quá xa. Nói đến, Sarutobi xương hay là cái thổ hào, tùy thân mang theo rất nhiều tờ, chỉ có chút ít tiền lẻ. 100 mai linh thạch cấp trung liền tương đương với hơn vạn sơ giai linh thạch. Tiêu phàm nắm qua một viên linh thạch, cẩn thận điều tra một chút, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói có những linh thạch này trận pháp uy lực liền có thể nâng cao một bước trung thổ giới tu luyện hoàn cảnh sụp đổ hiện tại vừa mới bắt đầu khôi phục muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh kia còn rất sớm những linh thạch này trước mắt tác dụng lớn nhất hẳn là dùng để thúc đẩy pháp trận bổ sung linh lực văn thiên cùng đàm hiên đều gật đầu nói phải trận pháp uy lực tăng cường chỉ thủy xem an toàn liền nhiều một phân bảo hộ Tiêu phàm đem linh thạch thu tiến vào chữ vật vòng tay, tiện tay lấy ra một khối đen nhánh thuộc ra trạng vật thể, vào tay cực kỳ mềm mại. Lấy thần niệm chi lực dò xét, lại bị thứ này nhẹ nhàng đẩy sang một bên, nhất thời làm phải tiêu phàm lớn cảm thấy hứng thú. Thần niệm chi lực bị thôn vệ hoặc là lọt vào bắn ngược tình hình, tiêu phàm đụng phải mấy lần, nhưng giống như bây giờ, bị đẩy qua một bên, hay là lần đầu gặp gỡ. Tiêu phàm đem cái này đen nhánh thuộc ra triển khai, Đàm Hiên bỗng nhiên nói, cái này tựa như là cái mặt nạ. Hai con mắt, miệng mũi đều đủ, quả nhiên là cái mặt nạ. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đem mặt nạ hướng trên mặt một vòng, lập tức liền dính chặt, vô cùng nhu hòa, không có có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. A, à, Văn Thiên cùng Đàm Hiên đồng loạt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thời khắc này Tiêu Phàm, khuôn mặt đã hoàn toàn cải biến, là một cái sắc mặt tái nhợt, khoảng 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, khí tức trên thân cũng yếu hóa rất nhiều từ trong kim đan kỳ, bỗng nhiên xuống đến chỉ có chút cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Tiêu phàm tâm niệm vừa động, trên mặt lại lên một trận gợn nước ba động, trong nháy mắt, vậy mà lại biến thành một cái chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên, sắc mặt hồng nhuận, tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn. Còn có thể tùy tiện biến ảo dung mạo, có chút y tứ. Tiêu phàm khẽ cười một tiếng, đem mặt nạ lấy xuống. Văn Thiên nói, yêu đao tông lấy ẩn nạc thuật tăng trưởng, này mặt nạ hẳn là bọn hắn bí chế chi bảo, dùng để hỗn tiến vào một chút đặc thù trường hợp, thứ này ngược lại là rất có tác dụng. Đàm Hiên thì trực tiếp nói, ám sát tuyệt hảo công cụ. Nếu quả thật có thể tùy ý thay đổi dung mạo, quả thật là ám sát tuyệt hảo công cụ. Thử nghĩ nếu là biến thành bị ám sát đối tượng người thân cận nhất, thần không biết quỷ không hay tiếp cận đến đối phương bên người, đột nhiên gây khó khăn, có thể tránh khỏi người thật đúng là không nhiều. Ám sát, tiêu phàm lắc đầu, tiện tay đem thuộc ra mặt nạ thu hồi đến chữ vật vòng tay bên trong, sau đó thì là mấy món pháp bảo, tiêu phàm một vừa khởi động, uy lực khá không tệ. Sarutobi y xương là trong kim đan kỳ đỉnh phong tu vi cổ đại tu sĩ, có thể bị hắn trịnh mà trọng chi cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong, tùy thân mang theo pháp bảo, tự nhiên sẽ không quá kém. Tiêu phàm đem bên trong hai kiện pháp khí, phân biệt đưa cho văn thiên cùng đàm hiên. Tất cả mọi người vừa mới đạp lên tu chân chi đạo, cứ việc có khiếu môn đem trước kia tu luyện chân khí nội lực chuyển hóa thành pháp lực chân nguyên, lại đều còn không có thời gian đến luyện chế lợi hại pháp khí, sức chiến đấu phương diện, tự nhiên yếu nhược. Bây giờ có những pháp khí này, mặc dù bởi vì chủ tu công pháp khác biệt, khó mà phát huy những pháp khí này toàn bộ huy năng, tổng so không có còn mạnh hơn nhiều. Những pháp bảo khác pháp khí, tiêu phàm thu tiến vào chữ vật vòng tay. Sau đó, là ba bình ngọc, tiêu phàm mở ra nó bên trong một cái, lập tức mùi thuốc xông vào mũi, đổ ra xem xét, là sáu quả hỏa hồng đan dược thật là tinh thuần linh lực văn thiên lập tức tán thưởng nói tiêu phàm tinh thông dược lý hơi một kiểm tra trên mặt liền lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc đây tuyệt đối hẳn là có thể tăng tiến vào kim đan kỳ tu vi đan dược theo tuyên minh chân quân lời nói càng là tu sĩ cấp cao tình bồi dưỡng vì đan dược liền càng là khó mà luyện chế chẳng những cần rất nhiều khó gặp linh dược linh thảo đối luyện đan sư trình độ yêu cầu cũng phi thường cao có thể tăng tiến vào kim đan kỳ tu vi đan dược nếu như từ kim đan kỳ tu sĩ tự hành luyện chế lời nói, 10 lần bên trong có thể thành đan 2-3 lần, coi như phi thường không tầm thường. Đương nhiên, nếu như từ nguyên anh kỳ tu sĩ đến luyện chế, tỷ lệ thành đan muốn cao một chút. Nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ, như thế nào lại chậm chế mình thời gian tu luyện, hao phí đại lượng chân nguyên pháp lực, đến vì kim đan kỳ tu sĩ luyện đan luyện dược. Trừ phi là môn hạ của mình được sủng ái nhất phán bối đệ tử, mới có thể ngẫu nhiên có đãi ngộ như vậy. Giống Tiêu Phàm dạng này, tại chỉ thủy xem tiêu tốn rất nhiều thời gian, chuyên môn vì mọi người luyện chế tăng bồi dưỡng vì đan dược tình hình, quả nhiên là ít càng thêm ít. Thực tế là bởi vì, Tiêu Phàm cần trong thời gian ngắn nhất chỉnh thể tăng cường vô cực môn sức chiến đấu. Mà lại, vô luận là Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên hay là cơ khinh xa Trần Dương, cũng không thể tính là người ngoài. Bất quá đây cũng chỉ là tính tạm thời, cùng đoàn người tu vi đều bắt đầu tăng trưởng, những này luyện đan luyện khí chế dược chế phù làm việc còn phải từ mọi người tự mình hoàn thành dù sao tiêu phàm tu vi của mình tinh tiến vào mới là vô cực môn lớn nhất bảo hộ cái này sáu quả dược lực hùng hậu đan dược không thể nghi ngờ là sarutobi y xương lưu tại mình phục dụng không ngờ bị tiêu phàm nhặt cái có sẵn tiện nghi bất quá nếu như hắn không ngàn dặm xa xôi chạy đến châu á đến giết người lời nói cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế xem như trừng phạt đúng tội mặt khác hai bình ngọc bên trong một cái cũng chứa đan dược chỉ có một viên, nhạt màu trắng, tản mát ra cay độc khí thức, thậm chí ngay cả tiêu phàm, nhất thời bán hội cũng không biết rõ viên thuốc này thành phân cùng dược hiệu. Cái cuối cùng trong bình ngọc, lại cất giấu một loại vô sắc vô vị chất lỏng. Tiêu phàm thần niệm tìm tòi về sau, sắc mặt biến hóa. Cứ việc thứ này vô sắc vô vị, tiêu phàm lại phán định, đây là một loại độc dược, mà lại độc tính rất liệt. Yêu đào tông là đông đảo ninja lưu phái chân chính đầu nguồn, Sarutobi y xương trên thân mang theo độc dược, cũng là rất dễ lý giải. chương 699 Thiên Huyễn Diệt Cuối cùng còn lại là một mảnh màu vàng kim nhạt thẻ tre. Đối mảnh này thẻ tre, tiêu phàm ngược lại là rất quen thuộc, một chút liền có thể nhìn ra, đây là mấy ngàn năm ngọc núi trúc, thẻ tre bên trong cực phẩm, có thể ghi lại nội dung là phổ thông thẻ tre gấp mấy lần. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, lơ lửng giữa không chung thẻ tre, rơi vào trong tay, tiêu phàm đem thẻ tre dán tại trên chán, thần thức chậm rãi thấm vào đi vào, rất nhanh sắc mặt liền trở nên có mấy phân kinh hỉ. Cái này thẻ che bên trong, ghi lại vậy mà là yêu đao tông công pháp tuyệt kỹ. Trong đó thậm chí còn bao quát thuật độn thổ phương pháp tu luyện. Sarutobi y xương cuối cùng thi triển cái chủng loại kia phân thân chi thuật, thẻ che bên trong cũng ghi lại có. Tiêu phàm ngay từ đầu, rất là hưng phấn, dù sao loại kia phân thân hư ảnh, dùng tại trong thực chiến, hiệu quả rất không tệ nhất là phối hợp yêu đao tông nhanh chóng vô cùng thân pháp độn thuật, đối thủ hơi không để ý, liền sẽ mắc lừa. Bất quá hơi một cẩn thận phân biệt, một bầu nước lạnh vào đầu tưới xuống dưới. Loại này phân thân hư ảnh chi thuật, không thể đơn độc thi triển, nhất định phải tu luyện qua yêu đao tông chủ công pháp về sau, mới có thể lấy huyết mạch chi lực ngưng kết phân thân hư ảnh, bản mệnh chân nguyên tiến hành thúc đẩy. Tiêu Phàm Việt không có khả năng đem Hạo Nhiên chính khí vứt xuống, lại đi tu luyện yêu đao tông chủ công pháp. Xem ra môn thần thông này chỉ có thể tiến hành tham khảo, muốn y nguyên không thay đổi học được, trên cơ bản không đáng tin cậy. Trừ phân thân hư ảnh chi thuật, còn có một môn ẩn nấp nín hơi chi thuật, cũng làm cho tiêu phàm 10 điểm coi trọng. Tương đối mà nói, môn này ẩn nấp nín hơi chi thuật, ngược lại là so tu luyện phân thân hư ảnh muốn đơn giản hơn nhiều, cũng không cần tu luyện yêu đao tông chủ công pháp, chỉ muốn nắm giữ khiếu môn, liền có thể thi triển. Ẩn nặc thuật hiệu quả như thế nào? cùng tu sĩ độn thuật tu vi cao thấp mật thiết tương quan. Môn công pháp này để tiêu phàm phi thường hài lòng. Chỉ cần thêm chút tu luyện, liền có thể để hắn gió độn thuật uy lực nâng cao một bước. Đương nhiên, không phải để hắn độn thuật càng nhanh, cái kia cần công lực tăng trưởng cùng đối phong độn thuật càng xâm nhập thêm lĩnh ngộ. Yêu đào tông môn này ẩn nấp nín hơi chi thuật, chỉ là để hắn phong độn thuật đang đối chiến thời điểm thu hoạch được nhất định uy lực tăng thêm, tốc độ nhanh hơn, càng tàn nhẫn hơn cường độ càng xảo diệu hơn góc độ từ trước là chém giết gần người khác địch chế thắng không có con đường thứ hai mà lại môn này ẩn nấp nín hơi chi thuật không chỉ trong lúc đối chiến hữu dụng ngày thường dùng để tránh né cường địch truy tung tránh đi tu sĩ khác thần nhiệm điều tra đều có rất không tệ hiệu quả trong đó đặc biệt nâng lên tấm kia thuộc ra mặt nạ tại yêu đao tông loại này thuộc ra mặt nạ đại danh đỉnh đỉnh có một cái chuyên dụng danh tự thiên huyễn diệt cổ tu thời kỳ mỗi một cái thành tài xuất sư yêu đao tông đệ tử, đều sẽ có được một chương tự hành luyện chế thiên huyến diện. Thiên huyến diện có hai đại công hiệu, đầu tiên là biến ảo dung mạo. Thứ hai chính là che giấu khí tức, loại này công hiệu lớn nhỏ, đương nhiên cũng xem người luyện chế trình độ cao thấp mà định ra. Tu vi càng cao, trên lý luận luyện chế thiên huyến diện công hiệu càng mạnh. Sarutobi xương ngàn năm trước, là kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên anh kỳ, Hắn tự tay luyện chế Thiên Huyễn Diện, tự nhiên không thể coi thường. Dù coi như tại toàn bộ Yêu Đao Tông cũng là thượng giai phẩm chất. Tại thẻ tre bên trong, Sarutobi Y xương cố ý thêm một đoạn đánh dấu, Dương Dương đắc ý vạch ra đến, hắn chương này Thiên Huyễn Diện tự luyện thành ngày lên, là đủ xếp vào cả cái tông môn danh sách năm vị trí đầu. Tại Yêu Đao Tông, chỉ có chút ít mấy vị nguyên anh tu sĩ luyện chế Thiên Huyễn Diện, công hiệu mới tại hắn Thiên Huyễn Diện phía trên. Sarutobi Y xương biểu thị chỉ cần đeo lên chương này thiên huyễn diện, kim đan kỳ tu sĩ tuyệt đối không thể nào thấy được hắn diện mục thật sự, cũng rất khó điều tra tu vi thật sự của hắn. Về phần nguyên anh kỳ tu sĩ, kia liền không nói được. Bất quá Sarutobi mơ mập mờ suy đoán nói, phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần không phải tu luyện có đặc thù thần niệm công pháp hoặc là thiên nhãn thần thông, cũng khó có thể thấy rõ ràng hắn chân thực diện mạo. Dù sao nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ khác biệt, là khổng lồ như thế, dù coi như dạng này tiêu phàm đối cái này thiên huyễn diện công hiệu cũng đã không phải thường phi thường hài lòng đây chính là nhặt được trắng chiếm tiện nghi a à. tiêu phàm từng loại tu luyện công pháp nhìn sang bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình cái này thẻ che cuối cùng ghi lại một đoạn nội dung vậy mà là một loại phù văn thần bí viết thành tiêu phàm không biết loại này phù văn giống như đã từng quen biết cùng hắn vận dụng viêm linh chi nhận lúc đao phong bên trên lấp lánh phù văn cực kỳ tương tự sáng như bạc phù văn, tại tiêu phàm trong biển thần thức chiếu sáng dạng dỡ, lộ ra 10 điểm thần bí khó lường. Tiêu phàm lập tức đem thần thức từ thẻ tre bên trong rút ra, thuận tay đưa cho bên người văn thiên. Lấy ngọc núi trúc ghi chép đồ văn tin tức, lấy thần thức trực tiếp đọc loại kỹ xảo này, vô cực môn môn nhân các đệ tử, cơ bản đều đã học xong. Chỉ là đọc tốc độ nhanh chậm, đối chi thức lĩnh ngộ trình độ, xem cá nhân thiên phú mà định ra. Văn thiên nhìn qua thẻ tre về sau, thần sắc cũng là vừa mừng vừa sợ, lập tức đem thẻ tre đưa cho đàm hiên. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, đây là vô cực môn nhất quán tôn chỉ, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, sư đệ, cuối cùng này một thiên nội dung, không biết là cái gì. Chốc lát, đàm hiên cũng đã đọc xong thẻ tre nội dung, hơi kinh ngạc nói. Nữ tính lòng hiếu kỳ, tựa hồ vĩnh viễn so nam nhân phải mạnh mẽ một chút, lại hoặc là, không phải lòng hiếu kỳ nguyên nhân, mà là các nàng đối không hiểu rõ sự vụ, tương đối thích nói ra. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói ta đoán, có thể là Yêu Đao tông chủ công pháp. Cái này thẻ che bên trong nội dung cực kỳ phong phú, chính là không có ghi lại Yêu Đao tông chủ công pháp, Tiêu Phàm liền như thế phỏng đoán. Văn Thiên nhẹ gật đầu, nói ta cũng cho là như vậy. Chỉ là loại kia phù văn, chúng ta ai cũng xem không hiểu. Tiêu Phàm cười cười, nói chúng ta xem không hiểu, có lẽ có người có thể nhìn hiểu. Văn Thiên cùng Đàm Hiên liếc nhau, đồng loạt nói tuyên minh chân quân. Lập tức ba người liền đồng thời cười ha hả, loại này cổ tu thời kỳ phù văn, rất rõ ràng là các phái để mà ghi chép trọng yếu nội dung văn tự, trước mắt chỉ có tuyên minh chân quân có thể đọc hiểu. Đi, chúng ta về thanh hư quan, tiêu phàm lập tức có quyết định, vẻn vẹn chỉ là yêu đao tông chủ công pháp, cũng là thôi, tiêu phàm không có ý định thật đi tu luyện, tối đa cũng chính là làm cái tham khảo cùng tham khảo tác dụng. Nhưng đối với viêm linh chi nhận đao phong bên trên thoáng hiện phù văn, tiêu phàm lại rất muốn làm rõ. Nói không chừng, có thể tiến một bước kích phát viêm linh chi nhận uy lực đâu. Lập tức, tiêu phàm tiện tay thanh sửa lại một chút hiện trường, sư huynh muội ba người liền đằng không mà lên, tại dưới bóng đêm, hướng về thanh hư quan phương hướng bay đi. Ba vị nhanh như vậy liền trở lại rồi, vừa mới tại trong mật thất đả tỏa không bao lâu tuyên minh chân quân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu phàm ba người hướng hắn hạ thấp người hành lễ không cần phải khách khí, không cần phải khách khí, mời ngồi. Ha ha, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tiêu phàm ba người tại trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, đem trên hải đảo phát sinh hết thảy, giản lược nói tóm tắt hướng tuyên minh chân quân làm cái nói rõ. Có loại sự tình này, tuyên minh chân quân nghe, cũng có chút kinh ngạc, song mi nhân lại, vén lên sợi dâu. Yêu đào tông là tà đạo tông môn, nhất quán cùng chúng ta liên minh chính đạo không hợp, lẫn nhau ở giữa, tranh đấu không ngừng. Nhưng người này đối Vô Cực Môn như thế thống hận, thức tỉnh về sau, thậm chí không cùng tu vi hoàn toàn khôi phục, liền vội vã chạy đến Hoa Hạ đến tìm Vô Cực Môn phiền phức, đến cùng có gì nội tình, ta lại không phải rõ ràng như vậy. Có lẽ người này từng tại Vô Cực Môn vị đạo hữu nào trong tay bị nhiều thua thiệt. Tiêu Phàm bọn người nghe vậy đều nhẹ gật đầu, cảm thấy Tuyên Minh Chân Quân điều phỏng đoán này tương đối hợp lý. Tiền Bối, thỉnh giáo một vấn đề, đây là đan dược gì? Tiêu Phàm lập tức đem viên kia nhạt màu trắng đan dược lấy ra ngoài, giao đến Tuyên Minh chân Quân trong tay. Tuyên Minh Trần Quân tiếp đi qua xem cẩn thận quan sát một chút, lại đặt ở dưới mũi bên cạnh cẩn thận hít hà, nhíu mày lại, nói: "Đan dược này hương vị cay độc như vậy, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là Tà Đạo Phá Thiên Đan." "Phá Thiên Đan, loại đan dược này, tựa hồ dược tính 10 điểm bá đạo." Tuyên Minh Trần Quân khẽ vuốt cằm, nói: "Phá Thiên Đan cũng không phải bình thường bá đạo." loại đan dược này là một chút tà tu cùng ma tu dùng đến thủ đoạn cuối cùng một trong ăn vào phá thiên đan về sau công lực nháy mắt phóng đại thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn đột phá một cái cấp bậc đương nhiên làm như vậy kỳ thật chính là cưỡng ép kích phát tiềm lực tiêu hao sinh mệnh bản nguyên thực tế hậu hoạn vô tận dược lực trôi qua về sau chỉ ít bệnh nặng một trận đa số còn sẽ trực tiếp rơi xuống một cảnh giới bình thường không đến cuối cùng trước mắt vô luận là ai, đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Tiêu phàm sư huynh muội ba người liếc nhau, đều đều nhẹ gật đầu. Cưỡng ép kích phát tiềm lực tình hình, tiêu phàm nhưng đụng phải không chỉ một lần. Lôi bằng biến thân chính là trong đó một trong, nếu như không phải rất trùng hợp có huyết đan nuốt, tiêu phàm chỉ sợ hiện tại cũng còn nằm tại mặc tư bảo dưỡng thương, không có ba năm 5 năm năm đả tọa điều tức, mơ tưởng phục hồi như cũ. Cuống hồ, tiêu phàm có lôi bằng biến thân cuối cùng thủ đoạn, Đại khái cùng phục dụng phá thiên đan hiệu quả không sai biệt lắm, đan dược này hơn phân nửa là không dùng được, trước thu dậy lại nói. Tiên bối, còn có một chuyện thỉnh giáo, lại không biết loại này phù văn, ra sao hàm nghĩa. Tiêu phàm nói, đem màu vàng kim nhà thẻ tre đưa tới. Đây là từ Sarutobi y xương trên thân đạt được kia phiến thẻ tre nguyên văn, tiêu phàm cũng không định đối tuyên minh chân quân ẩn tàng yêu đao tông công pháp tuyên minh chân quân thế nhưng là đem định thân phù cùng chân nguyên phù đều truyền cho bọn hắn vô cực môn, mặc dù tính được là một loại nào đó thủ lao, nhưng cũng đủ thấy tuyên minh chân quân bụng dạ không phải bình thường. Tiêu phàm cũng không nguyện tiểu bên trong hẹp hòi, bị người chê cười. Mấy ngàn năm phần ngọc núi trúc, tuyên minh chân quân liếc mắt liền nhìn ra cái này thẻ che bất phàm, kinh ngạc đích thì thầm một tiếng, đem thẻ che tiếp tới. Không nói hai lời, liền dán tại trên chán. Quả nhiên, Tuyên Minh Trần Quân trên mặt rất nhanh liền lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Thật lâu, Tuyên Minh Trần Quân đem thẻ che để xuống, nhìn về phía Tiêu Phạm ánh mắt càng thêm thưởng thức có thừa, mỉm cười nói, "Tiểu Hữu, ngươi là muốn hỏi cuối cùng kia đoạn phù văn a?" Đây là thời kỳ thượng cổ văn tự, tối thiểu trên 10.000 năm, bởi vì quá mức thâm ảo, về sau dần dần thất truyền, bị văn trung đỉnh thay thế. Đoàn người không khỏi không còn gì để nói, nghe vị này ý tứ văn trung đỉnh vậy mà là thông tục dễ hiểu văn tự. Tuyên Minh Trần Quân cũng không để ý tới bọn hắn kinh ngạc, tiếp tục nói, rất trùng hợp, ta trước kia học qua loại này văn tự, vậy liền truyền thụ cho tiểu hữu đi, bất quá muốn bỏ chút thời gian. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tiêu phàm vội vàng kho người một chút, kính cần nói. Mới học một môn văn tự, mà lại là thượng cổ phù văn, đương nhiên phải bỏ chút thời gian, há có thể đơn giản như vậy. chương 700, Tinh Viêm Quyết Chỉ thủy xem, mật thất dưới đất, mật thất bốn chu linh lóng lánh, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là pháp trận vận hành đến cực hạn tiêu chí. Tiêu phàm trước đó không lâu từ Mao Sơn trở lại chỉ thủy quan chi về sau, liền bắt đầu một lần nữa bố trí chỉ thủy xem phòng hộ đại trận, luyện chế lại một lần một nhóm bảy trận pháp khí, dùng từ Sarutobi y xương nơi đó đạt được linh thạch làm pháp trận thúc đẩy nguồn năng lượng. Tương đối mà nói, lần này bảy trận muốn so trước kia đơn giản hơn nhiều mấu chốt ngay tại ở pháp khí luyện chế trở nên đơn giản trước kia không có linh thạch làm khu động nguồn năng lượng bày trận pháp khí nhất định phải đem tự thân linh lực luyện hóa đi vào mỗi luyện chế một viên pháp khí liền cần cần rất nhiều thời gian hao phí đại lượng tinh lực bây giờ khỏi phải khó khăn như vậy mới bố trí tốt pháp trận lại uy năng tăng nhiều lực phòng ngự mạnh hoàn toàn không phải trước kia pháp trận có thể so dưới tình huống bình thường liền xem như kim đan kỳ tu sĩ đến đây công kích Pháp trận phòng ngự cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài, để Chỉ thủy xem người có đầy đủ thời gian bố trí cái khác chuẩn bị ở sau đối sách. Đương nhiên, nếu như bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích, kia lại là một chuyện khác. Liền xem như Tiêu Phàm, trước mắt cách Nguyên Anh kỳ tu sĩ còn kém thật xa, liền chớ đừng nói chi là những người khác. Nếu thật là có Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến đây tấn công Chỉ thủy xem, trừ đào mệnh, không còn lối của hắn. Cái này rất giống là không thể đối kháng tự nhiên nhân tố đồng dạng không cần cân nhắc ở bên trong. Dù sao ngươi liền cân nhắc cũng không có cách, nên phát sinh hay là sẽ phát sinh. Điểm này, Tiêu Phàm cũng không phải như vậy lo lắng. Tuyên Minh Trần Quân nói được rõ ràng, mặc dù trước mắt trung thổ giới linh khí là có chỗ khôi phục, nhưng liền linh khí này nồng đậm trình độ, dù coi như là ngàn năm trước không kịp rút đi, bản thân phong ấn lại nguyên anh kỳ tu sĩ, thức tỉnh về sau, muốn khôi phục lại nguyên anh kỳ tu vi, cũng sẽ không là dễ như trở bàn tay hiện giai đoạn trung thổ giới kim đan kỳ tu sĩ liền xem như tu sĩ cấp cao bố trí xong chỉ thủy xem phòng hộ đại trận tiêu phàm lại tại mình luyện công trong mật thất cũng bố trí một cái pháp trận nó tinh xảo trình độ không tại phòng hộ đại trận phía dưới nhưng chính yếu nhất công hiệu cũng không phải phòng hộ mà là che đậy tiêu phàm lo lắng ở trong mật thất làm ra động tính quá lớn tới mật thất chính giữa tạo hình đặc biệt viêm linh chi nhận lơ lửng tại giữa không trung toàn thân liệt diễm bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tiêu phàm khoanh chân ngồi ở một bên, mười ngón luân chuyển, không chỗ ở đem từng đạo pháp quyết đánh vào đến hỏa diễm đao bên trong. Theo tiêu phàm động tác càng ngày càng nhanh, viêm linh chi nhận đao phong phía trên liệt diễm cũng càng thêm sáng tỏ lóa mắt. Tiêu phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, trên trán chảy ra giò dỉ mồ hôi, lộ ra một tia gật lực biểu lộ. Như thế toàn lực thôi động viêm linh chi nhận, đối ở hiện tại tiêu phàm mà nói, vẫn như cũng là cái không nhỏ gánh vác. Suốt cục, mũi nhọn phía trên bắt đầu lấp lánh ra từng cái màu bạc trắng phù văn. Tinh viêm quyết, nhìn qua kia từng cái màu bạc trắng phù văn, tiêu phàm hai mắt chiếu sáng dạng dỡ. Từng chữ từng chữ nói ra, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng thần sắc mừng rỡ. Viêm linh chi nhận đao phong bên trên lấp lánh những phù văn này, quả nhiên là một thiên công pháp. Từ tuyên minh chân quân nơi đó học xong thượng cổ phù văn về sau, tiêu phàm lập tức chạy về chỉ thủy xem. Sarutobi xương viên kia trên thẻ trúc, Cuối cùng một bộ phân ghi chép, quả nhiên là yêu Đao tông chủ tu công pháp một trong, Tiêu Phàm nghiên cứu một phen, xác định không thích hợp tự mình tu luyện, chỉ có thể làm làm tham khảo, bởi vì sớm đã có dạng này tâm lý chuẩn bị, Tiêu Phàm cũng tịnh không hề oải. Nhưng ở cuối cùng này một bộ thuộc bổn phận cho bên trong, Tiêu Phàm cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trừ yêu Đao tông một thiên chủ tu công pháp, Tiêu Phàm còn tìm được một chương đan phương, tên là ngàn trọng đan chính là Sarutobi y sương cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong cái chủng loại kia đan dược. Trên phương thuốc nói được rõ ràng, loại đan dược này đối tăng tiến vào kim đan kỳ tu sĩ tu vi cùng pháp lực. Có rất không tệ hiệu quả, nhất làm cho tiêu phàm vui vẻ chính là luyện chế ngàn trọng đan dược liệu cần thiết, tuyệt đại bộ phân hắn linh dược vườn bên trong liền có, chỉ kém 3-4 vị phụ trợ dược liệu. Đồng thời, theo tiêu phàm biết, cái này mấy vị phụ trợ dược liệu, tại trước mắt trung thổ giới, cũng chưa hoàn toàn tuyệt tích. Chỉ cần có thể tìm tới những dược liệu này, cho dù là hạt giống cùng mầm non là được, cấy ghép đến linh dược vườn bên trong, dùng không được mấy năm, liền có thể đạt tới mấy trăm năm dược tính, hoàn toàn có thể làm thuốc luyện đan. Nếu là gấp một chút, trồng ở thứ hai tiến vào linh dược vườn gấp trăm lần khu, thời gian mấy tháng liền có thể có mấy chục năm dược tính, miễn cưỡng cũng có thể sử dụng. Bởi vì là phụ trợ dược liệu, dược tính hơi kém chút, cũng sẽ không quá ảnh hưởng ngàn trọng đan công hiệu dù sao trước mắt hắn trong tay còn có 6 viên thuốc, mỗi tháng luyện hóa một viên, cũng có thể trước ủng hộ 6 tháng. 6 tháng sau, lại luyện chế một nhóm, tiếp qua 3-4 năm, dược hiệu tốt nhất ngàn trọng đan, liền có thể số lớn luyện chế ra đến, liên tục không ngừng cung ứng, thẳng đến hắn tiến dai thành rừng. Có tinh bồi dưỡng vì, tăng cường pháp lực đan dược, tiêu phàm liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện, trước thời gian tiến dai. Hoặc là tại cùng cùng thời gian bên trong, tu luyện càng nhiều công pháp, Cổ động xa sau so cùng giai tu sĩ hùng hậu được nhiều chân nguyên pháp lực. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm quan tâm nhất tự nhiên hay là Viêm Linh chi nhận bí mật. Cái này Hỏa Viêm chi binh là năm đó cách Hỏa Tinh Linh tại Vô Tận Liệt Diễm bên trong luyện chế ra đến, nếu như ẩn giấu đi cái gì bí mật lời nói, khẳng định không đơn giản. Hiện tại, quả nhiên không có để Tiêu Phàm thất vọng, quả nhiên là một thiên pháp quyết tu luyện. Tiêu Phàm không ngừng hướng Viêm Linh chi nhận rót vào pháp lực từng cái màu bạc trắng phù văn lần lượt lấp lánh mà ra khắc sâu vào tiêu phàm trong óc chỉ là như vậy toàn lực thôi động viêm linh chi nhận rất nhanh tiêu phàm đã cảm thấy linh lực tiêu hao qua kịch không đáng kể không thể không ngừng lại ăn vào một viên khôi phục nguyên khí đan dược về sau đà tọa điều tức dòng giã sáu canh giờ trôi qua viêm linh chi nhận lại một lần nữa liệt diễm bốc hơi phù văn lấp lóe như thế nhiều lần sáu lần một thiên hoàn chỉnh tu luyện công pháp rốt cục toàn bộ khắc họa đến tiêu phàm trong biển thần thức Lấy Tiêu Phàm tạo nghệ, cẩn thận nghiên cứu một chút, lập tức liền biết, đây chỉ là tinh viêm quyết tầng thứ nhất, cơ sở bộ phân. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ, lấy Tiêu Phàm hiện tại công lực, căn bản liền không khả năng đem tinh viêm quyết tầng thứ hai phù văn kích phát ra tới. Chỉ có đem tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới viên mãn, công lực lớn tiến vào hoặc là đối tinh viêm chi lực hiểu rõ bước lên một cái mới bậc thang về sau, mới có cơ hội tiến một bước kích phát thần binh, hiểu rõ đến tầng thứ hai công pháp mọi thứ nhất định phải một bước một cái dấu chân đến dục tốc bất đạt nhiều lần nghiên cứu qua mấy lần về sau tiêu phàm đứng dậy hướng khác một cái mật thất đi đến uyển thiên thiên ngay tại cách đó không xa trong mật thất đả tọa luyện công cho tới bây giờ uyển thiên thiên còn đang luyện tập tương đối cơ sở vô cực môn công pháp mục đích là vì có thể nhanh chóng đem trước kia tu luyện nội lực chân khí chuyển hóa thành linh lực chân nguyên đây cũng là vô cực môn tu luyện công pháp chỗ đặc biệt riêng lấy võ công thế tục mà nói son phấn đỏ tuyệt đối có thể xếp vào nhất lưu cao thủ chi lâm, cứ việc tuổi còn trẻ, lại là cô nương gia, nội lực lại 10 điểm thâm hậu. Chuyển hóa thành linh lực chân nguyên về sau, tăng thêm tiêu phàm chuyên môn vì nàng luyện chế đan dược, liệu tất tiến cảnh một ngày ngàn dặm Tiêu phàm từ Mao Sơn trở lại thanh hư quan thời điểm, Uyển Thiên Thiên đang lúc bế quan, tiêu phàm cũng không có đi quấy dày nàng. Tính toán thời gian, Uyển Thiên Thiên cũng nên khải quan mà ra. Quả nhiên, Tiêu Phàm vừa vừa đi đến Uyển Thiên Thiên bế quan cửa mật thất, mật thất cửa đá liền tự động mở ra, lộ ra một trương tươi đẹp việt luân khuôn mặt nhỏ mang theo nghịch ngợm Tiếu Dung, cười hì hì tiếp cận Tiêu Phàm. Dù coi như là trong tu luyện, Uyển Thiên Thiên cũng vẫn như cũ là một thân hỏa hồng váy liền áo, trang phục phải thanh xuân kiểu diễm, thời thượng vô so. Loại tình hình này, ước chừng cũng chỉ có vào lúc này Trung thổ giới có thể nhìn thấy. Tu chân hoàn cảnh triệt để sụp đổ, thúc đẩy sinh trưởng văn minh khoa học kỹ thuật phát triển thế giới biến thiên, xa xa cùng trước kia tu chân văn minh dẫn đạo trào lưu thời điểm quỹ tích hoàn toàn khác biệt. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta. Uyển thiên thiên giang hai cánh tay, bổ nhào vào tiêu phàm trong ngực, vòng lấy eo của hắn, cười nói tự nhiên. Tiêu phàm cười sờ sờ nàng thẳng mũi, khen một câu, không sai, nhìn ra được, khoảng thời gian này ngươi rất dụng công. Dùng thần niệm chi lực quét qua, tiêu phàm liền có thể phát giác, Uyển thiên thiên thể nội chân nguyên linh lực chuyển hóa, đã hoàn thành phải không sai biệt lắm, tại linh dược tăng thêm phía dưới, bây giờ tiểu nha đầu cũng lấy bước vào chút cơ kỳ cảnh giới. Thế nào, tại người trong ấn tượng, ta chính là cái đầu cơ trục lợi, không chịu khổ nổi dùng không được công không dùng nha đầu. Ai ngờ câu này khích lệ, ngược lại làm cho Uyển thiên thiên không vui lòng, vảnh lên cái mũi, rất khó chịu nói. Tinh nghịch hồ nháo, xinh xắn thanh xuân chỉ là nàng bên ngoài đồng hồ, một cái không chịu khổ nổi dùng không được công nha đầu, không có khả năng tại hai mười mấy tuổi thời điểm, liền trở thành uy chân bắt sáu bất thứ nhất nữ ma đầu. Kia là nhất định phải dưới công phu thật, tiêu phàm mỉm cười, cũng không thèm để ý nàng tiểu tính tình, nói đến, chúng ta nghiên cứu một chút bản này công pháp. Quyền thiên thiên là hỏa thuộc tính kim thuộc tính song linh căn linh thể, lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Loại này có rõ ràng chủ thứ chi phân song linh căn linh thể, thiên phú tu luyện chi cao, gần với đơn linh căn thuần linh thể cùng một chút đặc biệt không giống bình thường dị thường thể chất, tại tu chân giới, cũng coi là khó gặp tốt tư chất. Tinh viêm quyết hẳn là chính thích hợp với nàng tu luyện. Quyền thiên thiên vừa mới bước vào tu chân giới, vừa mới lĩnh ngộ được trúc cơ sau khi thành công đủ loại chỗ tinh diệu, đối tu chân công pháp hứng thú chính nồng, nghe xong tiêu phàm nói như vậy, lập tức liền tràn đầy phấn khởi, cùng tiêu phàm cùng một chỗ trở lại mật thất, bắt đầu nghiên cứu tinh viêm quyết. Đây là thuần hỏa thuộc tính công pháp, sự thật chứng minh, tiêu phàm phán đoán phi thường chuẩn xác, bản này viễn cổ yêu linh tại tinh viêm chi hỏa bên trong lĩnh ngộ được tinh viêm quyết, là thuần túy nhất hỏa thuộc tính thần thông, bất kỳ cái gì có hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ, đều có thể tu luyện. Tự nhiên, cuối cùng tiêu chuẩn cao thấp, liền muốn xem mọi người linh căn thuần túy tính, ngộ tính, dụng công trình độ, duyên phân cùng đan dược cùng cùng một loạt nhân tố đến quyết định. Quyền thiên thiên hơi thưởng thức thử, lập tức liền phát giác môn công pháp này quả thực chính là vì nàng đo thân mà làm, vào tay cực nhanh. Cả bản công pháp liếc qua thấy ngay, không có nửa phân đáng nghi, thử tại thể nội vận hơi thở ba chu thiên, lập tức đã cảm thấy toàn thân ấm áp, thoải mái vô so. Tiêu phàm đã sớm tại nàng trong mật thất lấy viêm linh chi nhận tinh viêm chi lực bày ra pháp trận, uyển thiên thiên ngày ngày tới liên hệ, tinh viêm chi lực sớm đã thâm nhập nàng kỳ kinh bát mạch, bây giờ thử một lần luyện tinh viêm quyết, tự nhiên 10 điểm hợp phách, nước chảy thành sông. Tiêu phàm thấy thế, tự nhiên cũng phi thường vui vẻ. chương 701, Kim Đan Kỳ Linh Sùng chỉ thủy xem có một cái nhất đặc biệt thành viên khác, đó chính là Hắc Lân. Liên tục hơn mấy tháng, cái này lớn mèo lười một mực tại phạm ngủ gật, trong mỗi ngày liền không có mấy lần lúc thanh tỉnh. Vì thế, tiêu phàm dứt khoát đem Hắc Lân lưu tại chỉ thủy xem, để nó chậm rãi ngủ, một chút xíu tiêu hóa viên kia cao độ hư hư thực thực dị thú nội đan màu nâu đen viên châu. Hắc Lân cùng tiêu phàm tại cùng một cái mật thất, tiêu phàm ngồi ngay ngắn ở mật thất chính giữa, khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, vận công điều tức. Dưới mắt tiêu phàm, cùng ngày thường có chút khác biệt, mặc dù vẫn như cũ là tuyết trắng đường trang, sắc mặt lại không giống ngày bình thường như thế hơi có vẻ tái nhợt, mà là đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn kỹ lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy có từng tia từng tia hỏa diễm, tại xung quanh người hắn không ngừng bốc lên. Cả gian mật thất bên trong nhiệt độ, ngay tại dần dần tăng cao. Tiêu phàm nhưng thật giống như không có chút nào phát giác, song nghi cao lại, chỉ là điều tức. Tại dạy dỗ huyền thiên thiên tu luyện tinh viêm quyết đồng thời, Tiêu Phàm mình cũng không có rơi xuống. Đối với Tiêu Phàm mà nói, tinh viêm quyết là bắt buộc công pháp. Nguyên nhân ngay tại ở viêm linh chi nhận bổ sung ngang ngược chi khí, một mực quấn quanh trong cơ thể hắn, chưa từng hoàn toàn tiêu trừ. Lấy ngàn năm tuyết liên phối trí đan dược, cứ việc có thể trừ khử một bộ phân lệ khí, nhưng chỉ cần Tiêu Phàm vẫn còn tiếp tục sử dụng viêm linh chi nhận, cái này lệ khí liền từ đầu đến cuối khó mà loại trừ sạch sẽ. Đồng thời, theo Tiêu Phàm công lực tăng tiến vào đem tiến một bước kích phát viêm linh chi nhận uy lực, đồng thời ngang ngược chi khí cũng sẽ tăng nhiều. Lấy đan dược trừ khử lệ khí, từ đầu đến cuối không phải chính đồ, duy chỉ có mình hoàn toàn luyện hóa cái này tinh viêm thần binh, mới có thể từ trên căn bản giải quyết viêm linh chi nhận bổ sung ngang ngược chi khí. Mà lại, tiêu phàm một mực chủ tu hạo nhiên chính khí, mặc dù là vô cực môn chấn giáo thần công, tại tiêu phàm thể nội, tựa hồ tương đối thiên về tại thổ thuộc tính. Thổ thuộc tính công pháp đặc điểm lớn nhất chính là pháp lực hùng hậu, sức chiến đấu bền bỉ. Cùng giai tu sĩ bên trong, bỏ qua một bên những nhân tố khác không cân nhắc lời nói, tu luyện thổ thuộc tính công pháp tu sĩ. Pháp lực thâm hậu nhất, sức chiến đấu nhất bền bỉ. So ra mà nói, thổ thuộc tính công pháp trong công kích cũng không phải là quá mạnh, không đủ sắc bén. Làm vô cực môn chấn giáo thần công, hạo nhiên chính khí có một cái cực đặc thù đặc điểm, là cái khác rất nhiều tông môn chủ tu công pháp đều rất khó so sánh, đó chính là hạo nhiên chính khí có thể cùng tùy ý ngũ hành linh thể đem kết hợp chỉ là trong quá trình tu luyện thiên về điểm có chỗ khác biệt tỷ như trần dương là cực kỳ hiếm thấy kim linh thể tu luyện hạo nhiên chính khí tiến độ thậm chí càng tại tiêu phàm phía trên tại trần dương thể nội hạo nhiên chính khí liền bày biện ra kim thuộc tính đặc điểm công kích cực kỳ sắc bén bất qua tổng thể đến nói hạo nhiên chính khí là cố bản bồi nguyên công pháp càng nhiều thời điểm là vì thi triển những pháp quyết khác cung cấp cuồn cuộn không kiệt chân nguyên pháp lực muốn tiến một bước tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự còn muốn tu luyện một chút cái khác càng thêm thiên về tải ứng dụng pháp quyết pháp môn cho nên tu luyện tinh viêm quyết cùng hạo nhiên chính khí cũng không xung đột để tiêu phàm kinh ngạc là hắn tu luyện tinh viêm quyết tiến độ cực nhanh thậm chí không giới thân cư hỏa thuộc tính linh căn uyển thiên thiên đương nhiên tinh viêm quyết tầng thứ nhất pháp quyết sau khi luyện thành phát huy ra uy lực là hoàn toàn khác biệt tiêu phàm cảnh giới so huyền thiên thiên cao hơn nhiều, thì triển tinh viêm quyết huy lực, liền cùng huyền thiên thiên không thể so sánh nổi. Nếu như hai người cảnh giới tương đương, có lẽ huyền thiên thiên phát huy huy lực liền muốn so tiêu phàm mạnh hơn. Nhất là để tiêu phàm mừng rỡ là, theo đối tinh viêm quyết lĩnh ngộ. Thể nội ẩn giấu kia cỗ ngang ngược chi khí, cũng đang dần dần hóa giải trừ khử. Quả nhiên cùng hắn lúc trước dự liệu đồng dạng, cứ như vậy, sau này hắn cũng chỉ muốn chuyên chú vào lôi bằng nội đan bạo ngược chi khí hóa giải, cùng trừ khử huyết đan bên trên bám vào những cái kia dị chủng khí tức. Ba đều đều là tiêu phàm họa lớn trong lòng, có thể tiêu trừ trong đó một trong, tự nhiên là không thắng niềm vui. Nhất làm cho tiêu phàm làm không rõ ràng chính là, hắn vậy mà không có cách nào phán định mình rốt cuộc là dạng gì linh thể. Rất nhiều người đều nói hắn là tu luyện thiên tài, thiên phú cực kỳ xuất chúng, nhưng mà, tiêu phàm thế mà ở trong cơ thể mình phát hiện ngũ hành linh căn, thậm chí ngay cả phong linh căn. Lôi linh căn đều ẩn ẩn hiền lộ ra như vậy một chút manh mối. Nhưng mà, cái này là không thể nào. Ngũ hành linh căn xuất hiện tại trên người một người, chỉ biểu thị một việc đây là người bình thường, không thích hợp tu chân. Bình thường mà nói, linh căn thuộc tính càng đơn thuần, người tu luyện thiên phú liền càng cao, thật giống như Trần Dương, tu luyện hạo nhiên chính khí so tiêu phàm còn nhanh hơn. Hiện tại tiêu phàm thế mà ở trong cơ thể mình phát hiện ngũ hành linh căn, thậm chí còn có phong linh căn cùng lôi linh căn loại này dị chủng linh căn, tựa hồ hắn vô luận tu luyện loại công pháp nào, đều có thể. Tiêu phàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình có thể là một loại nào đó ẩn linh thể, nhìn qua tốt như cái gì linh căn đều có, kỳ thật đều là ngụy linh căn, từ hạo nhiên chính khí biểu hiện ra dày thổ thuộc tính đến xem, mình ẩn linh thể, hẳn là lấy thổ thuộc tính làm chủ. Đây cũng là duy nhất giải thích hợp lý, chỉ là, vì cái gì tu luyện tinh viêm quyết tốc độ, cũng có thể như vậy nhanh đâu. Tiêu phàm lại đem đổ cho mình đã từng nhiều lần sử dụng viêm linh chi nhận đối địch, thể nội sớm đã nhiễm tinh viêm chi lực, bởi vậy tu luyện tinh viêm quyết lúc mới có thể tiến cảnh đặc biệt nhanh, không tại song linh thể uyển thiên thiên phía dưới. Đang lúc tiêu phàm điều chỉnh thể nội chân nguyên, chuẩn bị đem tu luyện được tinh viêm chi lực thu tiến vào trong kim đan thời điểm, khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như thiểm điện hướng mật thất nơi hẻo lánh bên trong quét tới. Bên kia toa, một đoàn bóng đen đang lẳng lặng gục ở chỗ này, chính là nằm ngáy o o hắc lân. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy, nguyên bản màu lông trắng đen xen kẽ hắc lân, lông tóc trên cơ bản lại toàn bộ biến thành màu đen, lập lòe tỏa sáng, lại thành danh phù kỳ thực mèo muôn lớn. Chỉ có ở giữa chán, có một đoàn bộ lông màu trắng, tuyết bạch tuyết trắng, tựa như trên chán thêm ra một chiếc mắt nằm dọc đem tiêu phàm đột nhiên từ lúc ngồi bên trong đánh thức chính là phát sinh ở hắc lân biến hóa trên người chỉ thấy hắc lân mặc dù còn tại nằm ngáy o o trên trán kia một nắm tuyết trắng lông tóc lại lấp lánh lên quang trạch nhan sắc cũng ngay tại từ tuyết trắng hướng ngân bạch chuyển biến một cỗ cuồng bạo khí tức từ hắc lân thể nội lộ ra tiêu phàm thân hình khẽ động liền vô thanh vô tức đến hắc lân bên người thần niệm chi lực bao phủ xuống không ngờ vừa vừa mới tiếp xúc đến hắc lân thân thể lập tức liền lọt vào mãnh liệt phản kích Hắc Lân thể nội tự nhiên mà vậy lộ ra một cỗ lực lượng, không khách khí chút nào đem Tiêu Phàm thần niệm chi lực đỉnh trở về. Cái này còn thôi, chân chính để Tiêu Phàm kinh hãi chính là, cỗ lực lượng này hắn rất quen thuộc, tuyệt không phải Hắc Lân mình lực lượng, mà là xuất từ viên kia đã từng bị Hắc Lân thôn phệ màu nâu nội đan. Khoảng thời gian này, Tiêu Phàm vẫn luôn tại lấy thần niệm chi lực cùng Thiên Nhãn thần thông điều tra Hắc Lân thể nội tình hình, tựa hồ rất tốt đẹp. Đã không thể tại Hắc Lân thể nội tìm tới viên kia màu nâu nội đan hẳn là bị hắc lân luyện hóa hết, trừ khí tức so trước kia cường thịnh rất nhiều bên ngoài. Giống như lại không có cái khác khác biệt, để tiêu phàm tương đối yên tâm, ai biết bây giờ lại bỗng nhiên phát sinh kinh người như vậy biến hóa. Mèo hắc lân một tiếng kêu gọi, hai mắt bỗng nhiên mở ra đến, mắt mèo như là tia chấp hướng tiêu phàm quét tới, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức ánh mắt một hàn, hiện lên một vòng vẻ mặt thống khổ, đen nhánh thân thể. Bỗng nhiên cung lên, trên cổ đen mau, từng cây dựng lên. Mèo hắc lân lại là một tiếng kêu gọi, lại trở nên hết sức thống khổ, tựa hồ ngay tại gặp một loại nào đó thống khổ dày vò. Từ trong cơ thể nó lộ ra kia cỗ khí thức cuồng bạo, càng thêm nồng đậm. Cái chán tuyết trắng lông tóc, đã dần dần chuyển biến thành màu trắng bạc, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như thuần ngân, cũng từng cây dựng đứng, cảm giác bên trên, tựa hồ có một loại nào đó dị dạng đồ vật, đang muốn từ hắc lân cái chán thấu thể mà ra. Tiêu phàm giật nảy cả mình, không kịp nghĩ nhiều, tay trái bấm quyết, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ một điểm, một cỗ tinh thuần khổng lồ hạo nhiên chính khí, hóa thành màu ngà sữa hỗn độn đồ án, vào đầu hướng Hắc Lân bao phủ xuống đi. Oanh, hạo nhiên chính khí cùng Hắc Lân thể nội kia cỗ cuồng bạo chi lực đụng vào nhau, màu ngà sữa hỗn độn đồ án, lập tức liền vội gấp rút run rẩy lên. Vậy mà vừa tiếp xúc, liền bày biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, lại một cái màu ngà sữa hỗn độn đồ hình bao phủ xuống, cùng vừa rồi hỗn độn đồ hợp lại cùng nhau, lập tức liền đem kia cỗ cuồng bạo chi lực chân áp xuống. Mèo hắc lân nổi giận thét lên một tiếng, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt đồng dạng tràn đầy nổi giận sát cơ. Hoàn toàn không có một tia thân cận chi ý, thời khắc này hắc lân, không còn là tiêu phàm quen thuộc linh sủng mà là một loại khác sinh vật hết sức nguy hiểm. Nhất làm cho tiêu phàm giật mình là, hắc lân khí tức. Chính đang nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt, liền từ luyện khí kỳ 9 tầng đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, còn không có cùng tiêu phàm lấy lại tinh thần, lại biến thành trúc cơ trung kỳ, sau một lát, càng là đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thẳng bức trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, thật giống như đem lên 100 năm quá trình tu luyện, tại tiêu phàm trước mặt lấy nhanh tiến vào hình thức bảy biện ra tới. Mà chân áp xuống dưới màu ngà sữa hỗn độn đồ, lại một lần cấp tốc run rẩy lần nữa bảy biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Tiêu phàm lại do dự, không biết có phải hay không là nên tiếp tục tăng cường trấn áp chi lực. Dù sao, kia là Hắc Lân, cùng hắn cùng một chỗ sinh sống hơn 20 năm bản mệnh linh sủng, là hắn thân cận nhất người nhà. Vạn nhất trấn áp chi lực quá mạnh, làm bị thương Hắc Lân, lại như thế nào cho phải. Mèo Hắc Lân lại một lần nữa kêu to, trong mắt nổi giận khí tức, đột nhiên biến mất, thay vào đó là tiêu phàm cực kỳ quen thuộc thân cận ánh mắt, tựa hồ ngay tại khẩn cầu tiêu phàm xuất thủ tương trợ bất quá cái này thân cận ánh mắt lóe lên liền biến mất, lập tức lại trở nên bạo ngược vô so, tràn đầy sát ý. Tiêu phàm lại không trần chờ, hét lớn một tiếng, mười ngón ở giữa lôi lóng lánh, từng đạo trói mắt hồ quang điện lấp lánh mà ra. Nhìn qua cái này từng đạo trói mắt lôi hồ, hắc lần con người màu vàng óng bên trong, cực nhanh hiện lên một vòng nhân cách hóa vẻ sợ hãi, trong nháy mắt lại biến thành càng thêm cuồng bạo tức giận, thân thể bỗng nhiên bắn ra, thể nội khí tức lập tức xông phá trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong bình cảnh nháy mắt hướng tiến vào kim đan kỳ, đồng thời lần nữa một đường điên cuồng phát ra, trực tiếp trèo lên trong kim đan kỳ cảnh giới. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một con toàn thân đen nhánh mãnh thú hư ảnh, bỗng nhiên nổi lên, đứng tại hắc lân đỉnh đầu, hung tợn tiếp cận tiêu phàm. Cái này mãnh thú hư ảnh chiều cao hai trượng, chợt nhìn đi lên, cực giống một đầu toàn thân màu đen mãnh hổ, chỉ là cái chán có một con đóng chặt mắt dọc, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Dương nanh múa vuốt, hướng về tiêu phàm không ngừng gào thét. Cùng lúc đó, Hắc Lân lại cuộn thành một đoàn, không có khí tức. May mà bản mệnh linh sủng cùng tiêu phàm tâm thần tương liên, tiêu phàm có thể cảm nhận được Hắc Lân tồn tại, còn có sinh mệnh khí tức, bất quá như có như không, mười phần nguy hiểm. Tiêu phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm kia hắc hổ hư ảnh, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, hai tay mãnh hướng xuống một bổ, ầm ầm lôi tiếng vang lên, hai đạo thô to vô so hổ quang điện, hướng về hắc hổ hư ảnh vào đầu mãnh vỗ xuống. Hắc hổ hư ảnh không sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, phóng lên tận trời, đỉnh đầu hai tầng chấn áp màu ngà sữa hỗn độn đổ vỡ vụn thành từng mảnh, không có đưa đến mảy may trở ngại tác dụng, cái chán mắt dọc đột nhiên mở ra, một đạo kim mang bắn ra, khí thế hung hăng cùng hai đạo lôi hồ đánh vào nhau. Lôi hồ lập lè, kim mang lóa mắt, giữ lẫn nhau không dưới. Tiêu phàm tay một dương, bốn tờ trắng lóa linh phù bay bắn đi ra, ở giữa không trung hóa thành bốn đạo lôi điện, mãnh bổ xuống, chính là tiêu phàm luyện chế trời lôi phù, cùng thể nội ngân dược lôi bằng lôi điện xuất từ đồng nguyên. Uy lực cố nhiên không kịp tiêu phàm tự thân kích phát ra đến thiên lôi chi lực, thắng ở xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, hắc hổ hư ảnh không nghĩ tới tiêu phàm còn có một chiêu này, khẽ giật mình phía dưới, còn không tới kịp ứng đối, bốn đạo trắng lóa lôi hồ, đã ầm ầm mãnh kích mà xuống, toàn bộ đánh vào hắc hổ hư ảnh phía trên. Cuối cùng, cái này hắc hổ hư ảnh cũng không phải là dị thú bản thể, chỉ là trong nội đan bổ sung một tia tàn hồn chi lực, coi như khi còn sống lợi hại hơn nữa một sợi tàn hồn cũng muôn vàn khó khăn phát huy ra bản thể nửa thành uy lực bị bốn đạo lôi điện một kích ngửa mặt lên trời không cam lòng rít lên một tiếng liền một chút xíu vỡ vụn ra hóa thành từng tia từng sợi hắc vụ thoáng qua ở giữa liền bị hắc lân hấp thu trống không trong mật thất cuồng bạo chi khí bỗng nhiên tiêu tán tiêu phàm chậm rãi hạ xuống tới mèo mèo môn lớn sớm đã khôi phục trạng thái bình thường bóng đen lóe lên bắn vào đến tiêu phàm trong ngực Rũi ra phấn hồng đầu lưỡi, không ngừng liếm láp lấy tiêu phàm mở u bàn tay, ô ô dưới đất thấp minh, lộ ra cực kỳ thân mật. Tiêu phàm thần niệm quét qua, không khỏi giật mình kêu lên. Thời khắc này hắc lân, lại nhưng đã thật đột phá trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, bước vào kim đan kỳ, mặc dù còn không có hắc hổ hư ảnh vừa rồi biểu hiện ra ngoài trong kim đan kỳ thực lực, cũng đã đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn tiến dai. Vừa rồi kia mọc ra viên thứ ba mắt dọc màu đen lão hổ hư ảnh, tiêu phàm lại không có ấn tượng gì, nghĩ không ra kia là gì chờ linh thú, bất quá mang theo rõ ràng thượng cổ man hoang khí tức, liệu tất không thể coi thường. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm lập tức hai tay bưng lên hắc lân, quan sát tỉ mỉ nó cái chán kia một túm ngân bộ lông màu trắng, mèo muôn lớn cũng lệch cái đầu, nghịch ngợm nhìn xem hắn, trong hai mắt, linh khí bức người. Làm tiêu phàm bản mệnh linh sủng, hắc lân nguyên bản liền cực kỳ thông minh, sớm đã không phải phổ thông mèo đen có thể so giờ phút này tự nhiên nâng cao một bước, đoán chừng chỉ là còn sẽ không mở miệng nói chuyện mà thôi. Tiêu phàm ẩn ẩn cảm giác được, tại hắc lân cái chán ngân bộ lông màu trắng phía dưới, tựa hồ cũng ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng thần bí, hoặc là lần nữa tiến hóa về sau, hắc lân cũng sẽ giống hắc hổ hư ảnh đồng dạng tiến hóa ra viên thứ ba mắt dọc đến, lại không thông báo ủng có thứ gì dạng thần thông. Bỗng nhiên ở giữa, đạt được một con kim đan kỳ linh sủng, tiêu phàm tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Đúng lúc này, tiêu phàm song mi nhưng lại bỗng nhiên nhào lên, tựa hồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. chương 702, Biển trùng Tiêu phàm tay vừa nhấc, một con cực kỳ mảnh nhỏ, cơ hồ mắt thường khó gặp tiểu tiểu phi trùng, liền nổi lên, tại tiêu phàm trước mặt cấp tốc phe phẩy nho nhỏ cánh, phát ra chi chi tiếng kêu to, tương đối nó như vậy tiểu nhân hình thể mà nói, có thể phát ra như thế vang dội thanh âm, thực tế đầy đủ kinh người. Lanh lợi trùng, đây là tiêu phàm cùng cơ khinh sa vì loại này côn trùng mệnh danh tự trên thực tế loại này tiểu phi trùng là cơ khinh sa tại nam dương mang về hàng đầu sư ở giữa dùng để tương hỗ báo cảnh côn trùng tại nam dương ngữ hệ bên trong khác có danh tự tiêu phàm cùng cơ khinh sa căn cứ cái này tiểu phi trùng đặc điểm đem nó mệnh danh là lanh lợi trùng lanh lợi trùng đều là từng đôi từng đôi tiêu phàm cùng cơ khinh sa các mang một con mặc kệ cách vạn thủy thiên sơn chỉ cần trong đó một chỉ phát ra báo động một cái khác liền nhất định có thể thu được. Đây cũng là lanh lợi trùng duy nhất công dụng. Hiện tại, tiêu phàm cái này lanh lợi trùng phát ra như thế dồn dập âm thanh cảnh báo, có thể thấy được cơ khinh xa gặp rất lớn nguy hiểm. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng mật thất bên ngoài bay đi. Hắc lân ghé vào đầu vai của hắn phía trên, hít mắt hai mắt, lóng lánh lãnh điện hàn quang, khí thế khinh người. Rất nhanh, một đạo độn quang thẳng lên vân tiêu, trong khoảnh khắc liền chui vào trong tầng mây, nhìn không thấy. Vạn trượng trên không trung, tiêu phàm toàn thân ngân quang lóng lánh, hướng tây nam phương hướng bay nhanh mà đi. Cơ khinh xa đoạn thời gian trước một mình đi khánh nam miêu trại, tìm kiếm miêu cương chỗ sâu nuôi cổ công pháp, vừa đi chính là hơn mấy tháng, không có cùng tiêu phàm liên hệ. Tại loại này thâm sơn lão lâm bên trong, hiện đại hóa thông tin thủ đoạn không hay quản lý dùng. Bất quá lanh lợi trùng một mực yên lặng, tiêu phàm cũng cũng không phải là rất lo lắng bây giờ lanh lợi trùng bỗng nhiên báo cảnh tiêu phàm tự nhiên không dám chỉ hoãn lập tức liền hướng tây nam phương hướng tiến đến bởi vì là tại ban ngày tiêu phàm tận lực bay rất cao thẳng lên vân tiêu mượn tầng mây dày đặc che chắn người bên dưới là không nhìn thấy hắn miễn cho gây nên khủng hoảng về phần có thể hay không bị phi cơ dân sự phát hiện tiêu phàm liền càng không thèm để ý thần nhiệm thả ra phương viên mấy chục bên trong đều có thể cảm ứng được thanh thanh sở sở có thể sớm tránh lái phi cơ mà lại tiêu phàm tốc độ bay cực nhanh vô so coi như cùng phi cơ dân sự mặt đối mặt phi hành đối phương cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu ngà sữa độn quang lóe lên liền biến mất chỗ nào có thể biết cái này độn quang bên trong lại có một người cùng một con mèo hắc lân vững vàng ngồi xổm ở đầu vai của hắn tựa hồ rất hưởng thụ mình lần thứ nhất phi hành hết nhìn đông tới nhìn tây có chút hưng phấn tiêu phàm tốc độ cao nhất phi độn tốc độ cực nhanh nếu như bị cái khác kim đan kỳ tu sĩ nhìn thấy hắn dạng này tốc độ bay, nhất định sẽ trợn mắt hốc ngồm. Tương đối phổ thông tu sĩ kim đan điều khiển pháp bảo phi hành, lĩnh ngộ từ ngân rực lôi bằng phong độn thuật, tự nhiên không thể so sánh nổi. Mặc dù tại thượng cổ thánh linh bên trong, ngân rực lôi bằng cũng không phải là lấy tốc độ bay cực nhanh mà nghe tiếng, nhưng cùng nhân loại tu sĩ phổ thông pháp bảo tướng so. Căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên, ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, tiêu phàm dưới chân liền xuất hiện kéo dài chập trùng cụm núi trùng điệp. Đã đến Khánh Nam địa giới, Tiêu Phàm lập tức đem tốc độ bay chậm dần, thần niệm chi lực toàn bắt, bắt đầu lục soát phía dưới thâm sơn lão lâm. Lanh lợi trùng có thể báo cảnh, có thể chỉ thị một cái khác lanh lợi trùng đại khái phương hướng, đến khoảng cách nhất định bên trong, còn có thể lẫn nhau chính xác định vị. Bất quá Tiêu Phàm thần niệm chi lực cường đại, có thể bao trùm phương viên số trong vòng 10 dặm phạm vi, chỉ cần đến Khánh Nam trên cơ bản liền không cần lanh lợi trùng chỉ thị phương vị hắn lấy thần niệm lục soát tốc độ càng nhanh khánh nam lão lâm chỗ sâu có một cái không nhỏ sơn trại ngọn núi này trại xây ở một chỗ trong sơn cốc bàng nước xây lên bốn phía tất cả đều là cao vút trong mây sơn phong một đầu uốn lượn đường sông tại cụm núi trùng điệp bên trong ghé qua bởi vì thế núi quan hệ ở đây hình thành một chỗ khá lớn về vịnh trầm tích ra một mảnh nhỏ nhẹ nhàng mà phì nhiêu đồng bằng phù sa ngọn núi này trải, liền xây ở đồng bằng phù sa bên trên, cao sơn lưu thủy, gà gáy chó sủa, sơn trại bên ngoài, thiên mạch tương vọng, tốt một phái yên tĩnh điển viên phong quang. Nhưng là, Tiêu Phàm thần niệm chi lực lại lục soát không đến cái này sơn trại, cả vùng thung lũng đều tản ra một cỗ lực lượng thần bí, cấm chỉ thần niệm chi lực điều tra. Đồng thời trên đỉnh núi, lâu dài mây mù lượn lờ, dù coi như Tiêu Phàm tu luyện có thiên nhãn thần thông, cũng không nhìn thấy trong sơn cốc tình hình nói theo một ý nghĩa nào đó sơn cốc này là không tồn tại tại không có tìm được cái này sơn trại trước đó cơ khinh sa cũng cho rằng nó không tồn tại tại cụm núi trùng điệp bên trong đau khổ tìm hơn mấy tháng kém một chút liền từ bỏ cuối cùng nếu không phải tại yến tây lâu kiên chỉ cùng chỉ dẫn phía dưới cơ duyên xảo hợp tìm được tiến vào sơn cốc con đường cơ khinh sa liền muốn không công mà lui nhưng là hiện tại cơ khinh sa sắc mặt lại rất khó coi sắc mặt của mọi người rất khó coi tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi, thậm chí là ý tuyệt vọng. Cái này tựa như tiên cảnh sơn trại, giờ phút này đang bị một đoàn phi trùng bao quanh. Vô cùng vô tận biển trùng, không thể nhìn thấy phần cuối, đem sơn trại bốn phương tám hướng đều vây chật như nêm cối. Bọn này phi trùng, từng cái dáng người thon dài, đầu thành hình tam giác, toàn thân lục sắc, sơ cao hai thanh đại đao, chính là là một đám hiếm thấy lớn bọ ngựa, thân dài tới bảy tám tấc. Trừ cái đầu rất lớn bên ngoài, bọn này bọ ngựa còn có một chút không giống bình thường, đó chính là phục trong mắt, lóng lánh điểm điểm hồng mang, tựa như tại nhau nhỏ đầu ba sừng bên trên, hai bên các điểm một điểm chu sa, lộ ra khó nói lên lời sát khí, lộ ra táo bạo vô so. Cơ khinh xa, Yến Tây Lâu cùng một tên 25 tuổi lão giả, một tên hai mười mấy tuổi cô nương xinh đẹp, sóng vai đứng tại trong sơn trại tâm một chỗ nhìn trên lầu, mắt nhìn lấy mãnh liệt biển trùng, đều đều mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Theo lý thuyết, dạng này đơn sơ sơn trại nếu như thấp hơn hổ báo cùng mãnh thú còn có chút tác dụng dù sao mãnh thú thân thể lớn không thể tập kích mà vào nhưng đối mặt như thế số lượng đông đảo bọ ngựa vậy liền một chút tác dụng đều không có làm bằng gỗ hàng rào ở giữa khe hở chừng mấy tấc rộng hẹp tiểu hai từ có thể tùy ý ra vào làm sao có thể ngăn được thân chỉ dài có bảy tám tấc hình thể thon dài bọ ngựa chân chính đem biển trùng cản tại bên ngoài là một tầng dày đặc phấn lồng ánh sáng màu đỏ Đem toàn bộ sơn trại che đậy trong đó. Trong sơn trại, đầu người phun trào, cơ hồ toàn trại nam nữ lao ấu, đều ra động, mọi người trong tay đều dơ cao lên bó đuốc, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lưng, mặt hướng bên ngoài, từng cái khẩn trương vô so. Đối phó những này bọ ngựa, đao thương kiếm kích gì đều là vô dụng, duy chỉ có bó đuốc có lẽ có tác dụng. Trên cơ bản không có không sợ lửa côn trùng, đương nhiên, những này bọ ngựa như thế to béo, không giống bình thường có lẽ bọn chúng không sợ lửa. Tình hình quỷ dị như vậy, há có thể theo lẽ thường ước đoán. Bình thường mà nói, tự nhiên chỉ có con kiến cùng châu chấu mới sẽ hình thành đại quy mô trùng tai, dạng này quý vi tráng quan bọ ngựa biển trùng, đừng bảo là chưa từng có ai từng thấy, chỉ sợ ngay cả nghe đều không ai nghe nói qua. Lúc nào, ngay cả bọ ngựa đều sẽ thành quần kết đội, tập đoàn tác chiến rồi. Trừ những này bên ngoài, những này bọ ngựa còn có một cái rất lớn không giống bình thường chỗ, đó chính là bọn chúng không nhao nhao không náo, thậm chí ngay cả phổ thông côn trùng đều sẽ phát ra vỗ cánh thanh âm đều không có, yên lặng gục ở chỗ này, ngẩng đầu, dơ lên chân trước, gắt gao tiếp cận ngoài sơn trại bên cạnh bao phủ tầng kia phấn lồng ánh sáng màu đỏ, từng cái lộ ra vận sức chờ phát động thần sắc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì chỉ lệnh. Cơ tiểu thư, người nói vị kia tiêu tiên sinh, hắn thật sẽ kịp thời đuổi tới sao? Người phải biết, cái này hoa đào đại trận, kiên trì không được bao lâu, chúng ta linh thạch, lập tức liền muốn sử dụng hết. Mắt nhìn lấy mênh mông vô bờ biển trùng, vị kia 25 tuổi lão giả, nhịn không được đối cơ khinh xa nói. Cơ khinh xa khẽ gật đầu một cái, nói yên tâm đi, thủ lĩnh, hắn nhất định sẽ tới. Cứ việc cơ khinh xa ngữ khí 10 điểm chắc chắn, lão giả hay là không chịu được khe khẽ lắc đầu. Coi như cơ khinh xa nói vị kia tiêu tiên sinh, có thể kịp thời đuổi tới, kia lại có thể như thế nào đây? chẳng lẽ hắn còn thật có thể đối phó được cái này phô thiên cái địa bọ ngựa. Trừ phi hắn là trong truyền thuyết trùng vương, nếu không, ngay cả hoa đào trại cũng không có cách nào đối phó biển trùng, những người khác càng thêm chỉ có chạy chối chết phần. Chỉ là trong lúc này, hoa đào trại trên thực tế đã ở vào tuyệt cảnh, lão giả cũng đem hy vọng đều ký thác vào vị kia chưa hề gặp mặt tiêu tiên sinh trên thân. Trừ cái đó ra, thực tế đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể để hoa đào trại tránh thoát lần này tai họa ngập đầu. Cha, thật không có cách nào mở ra trùng vương động sao. Đứng tại lão giả bên người tuổi trẻ nữ lang, thấp giọng hỏi. Nữ lang này tuổi chừng 27-28 tuổi, dáng vẻ ngọt ngào, dáng người đầy đặn, mặc dân tộc phục sức, trên đầu mang lấy trùng điệp ngân quan, trần trụi bên ngoài củ sen trên tay ngọc, rậm rạp mang theo 7-8 cái ngân thủ vòng tay, mặc dù nhìn qua hơi mệt chút vô dụng, lại tôn lên cái này đầy đặn nữ lang phong vận càng thêm mê người. Mà nàng một cái tay, lại cùng một bên yến tây lâu tay phải nắm cùng một chỗ, mười ngón giao nhau, nắm rất chặt. Lão giả lắc đầu, thở thật dài một tiếng, nói, nha đầu, nếu là có thể mở ra trùng vương động, chúng ta còn dùng sợ đám côn trùng này sao? Đáng tiếc, có thể mở ra trùng vương động bảo vật, cũng sớm đã không gặp. Ngọt mỹ nữ lang thần sắc liền trở nên rất huệ hoài. Có lẽ, tiêu tiên sinh sẽ có biện pháp, một mực giữ im lặng yến tây lâu, bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngữ tốc rất chậm, Cơ hồ là từng chữ từng chữ nói ra, rất hiển nhiên, hắn đối mở miệng nói chuyện chuyện này, tựa hồ còn có chút không lớn thích ứng. Chỉ là mắt thấy ngọt mỹ nữ lang thật sâu thất vọng, liền nhịn không được an ủi nàng một câu. Thật sao? Tiêu tiên sinh thật sự có bản lãnh lớn như vậy? Ngọt mỹ nữ lang không khỏi mừng rỡ, lập tức quay đầu nhìn về phía Yến Tây lâu, luôn miệng mà hỏi thăm. Ừm, Yến Tây lâu trọng trọng gật đầu, nếu như trên thế giới này còn có một người có thể đối phó đám côn trùng này, vậy khẳng định chính là tiêu tiên sinh. Thấy ngọt mỹ nữ làm tựa hồ có chút không tin tưởng lắm, Yến Tây Lâu lại từng chữ từng chữ nhiều lời một câu như vậy. Tơ khinh xa không khỏi hé miệng cười một tiếng, Yến Tây Lâu đối yêu yêu thật đúng là mối tình thắm thiết cực kỳ, vì an ủi nàng, nhiều lần như thế nghiến răng nghiến lợi nói chuyện, cũng không chê phiền phức. Bất quả đối Yến Tây Lâu cho tiêu phàm đánh giá, cơ khinh xa hay là rất nhận đồng. Mấy tháng không gặp, tu vi của hắn, hẳn là lại tinh tiến vào đi chương 703, Hắc Lân triển huy. Bên này lời còn chưa dứt, một tiếng bén nhọn vô so tiếng côn trùng kêu, bỗng nhiên vang lên, chấn người màng nghĩ Tất cả trại bên trong người, đều đều biến sắc, một con côn trùng, lại có thể phát ra dạng này bén nhọn cao vút kêu to thanh âm, chấn động đến núi Minh Cốc ứng, thực tế là nghe rợn cả người. Nhưng giờ phút này, trại bên trong người đi không rảnh đi tìm kiếm cái này nghịch thiên côn trùng, bởi vì, tại một tiếng này côn trùng kêu vang về sau, liền mang ý nghĩa một vòng mới trùng tộc đại quân bắt đầu tiến công quả nhiên ngay sau đó tiếng côn trùng kêu nổi lên bốn phía khắp nơi đều là ông ông vỗ cánh thanh âm tất cả bọ ngựa giống như tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh đồng loạt động tác chen trúc hướng về phía trước trong nháy mắt những này chen trúc mà tới bọ ngựa đại quân liền đụng đầu vào phấn lồng ánh sáng màu đỏ phía trên lập tức ba ba không ngừng bên tai cái này nhìn qua mỹ lệ vô so phấn lồng ánh sáng màu đỏ lại phảng phất là nhiệt độ cực cao hỏa diễm bọ ngựa nhóm va chạm đến lồng ánh sáng phía trên lập tức liền vỡ ra trong khoảnh khắc liền biến thành một cỗ khói xanh tiêu tán thành vô hình bất quá côn trùng chính là côn trùng hung hãn không sợ chết đối đồng bạn hôi phi yên diệt mảy may cũng không để vào mắt như thường kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng lấy phấn lồng ánh sáng màu đỏ vội vàng xông đến tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa cái này phấn lồng ánh sáng màu đỏ cũng chính là lão giả miệng thảo luận hoa đào đại trận, không biết là loại nào cấm chế, vô cùng lợi hại, mà kể có bao nhiêu bọ ngựa vọt mạnh mà đến, đều là thoáng qua liền hóa thành khói xanh, lồng ánh sáng vẫn như cũ dày đặc rắn chắc, lóng lánh màu hồng phấn nhàn nhạt quang trạch, một bộ gặp không sợ hãi dáng vẻ. Bọ ngựa đại quân công kích kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sóng sau cao hơn sóng trước, hoa đào đại trận hà sáng nóng lánh, nguy nhưng bất động. Bất quá trong chốc lát, sơn trải xung quanh hơn 10 trượng bên trong, liền biến thành một vùng đất trống, tất cả bọ ngựa vì không còn một mống. Chỉ thấy nguyên bản bị biển trùng bao trùm địa phương, trần trụi ra từng mảnh từng mảnh núi đá cùng từng khối đất vàng, dõi mắt chỗ đến, vậy mà không nhìn thấy nửa điểm lục sắc, tất cả thực vật đều đều bị bọ ngựa quét sạch, ăn đến sạch sẽ. Đây cũng là một loại kỳ quái tình hình, tại tự nhiên, bọ ngựa chính là ăn thịt tính côn trùng, không ăn cỏ, chỉ ăn cái khác côn trùng cùng tiểu động vật. Mà bây giờ những này bọ ngựa vậy mà đem thực vật đều ăn sạch, không biết là phát sinh loại nào dị biến. Sẽ tiếp nhận chỉ lệnh, hiểu được tập đoàn tác chiến bạo ngựa vốn là không giống bình thường. Cứ việc trong chốc lát liền có đếm không hết bạo ngựa bụi bay khói không, phía sau bạo ngựa vẫn như cũ chỉ đứng người dậy, dựng thẳng lên thô to chân trước, chuẩn bị tiếp tục tiến công. Lại một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang vang lên, những này chuẩn bị tiếp tục tiến công bạo ngựa. Bỗng nhiên đình chỉ động tác, chỉnh chỉnh tê tê nằm sấp xuống tới nó tính kỷ luật mạnh, thậm chí so nhất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội còn muốn nghiêm minh. Chuyện gì xảy ra, cơ khinh xa, Yến Tây lâu cùng lão giả cùng ngọt mỹ nữ lang, hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Biển trùng làm sao đình chỉ tiến công rồi, cái này giống như cùng mấy lần trước tiến công có chỗ khác biệt a. À? Trước mấy lần tiến công, chỉ ít tiếp tục một khắc đồng hồ trở lên, tử thương bọ ngựa là hiện tại nhiều gấp mấy lần. Nhưng bốn phía sơn lĩnh trong rừng rậm, tựa hồ ẩn giấu đi vô cùng vô tận bọ ngựa, mãi mãi cũng giết không hết. Lần này, chẳng lẽ là đổi chiêu số rồi? Không có đợi mọi người nghĩ đến sẵn sàng, siêu siêu thanh âm nổi lên, từng con to lớn phi trùng, từ bên ngoài hơn 10 trượng trong rừng rậm bắn ra. Chỉ thấy những này phi trùng, từ ngoại hình bên trên nhìn, như trước vẫn là bọ ngựa, nhưng hình thể lại so vừa rồi những cái kia bọ ngựa phải lớn hơn nhiều, chừng dài hơn một thước, nhan sắc cũng chuyển thành màu nâu xanh, thậm chí ngay cả cánh nhan sắc đều là màu nâu xanh, duy chỉ có hai con đại đại mắt ghép. Đồng dạng đỏ tươi ướt át, giống bị máu tươi nhiễm đỏ. Những này màu nâu xanh bọ ngựa, cùng màu xanh biếc bọ ngựa tương đối mà nói, trừ hình thể nhan sắc bên ngoài. Bắt mắt nhất khác biệt, chính là bọn chúng chân trước, dựa theo tỷ lệ, xa xa muốn sở trường màu xanh biếc bọ ngựa, cũng là màu nâu xanh, chợt nhìn đi lên, thật giống như hai thanh sắc bén đại đao. Cử hình màu nâu xanh bọ ngựa xông lên ra rừng rậm, liền không chút do so dự hướng về phấn lồng ánh sáng màu đỏ đánh tới, tận quản chúng nó số lượng so sánh với xanh biếc bọ ngựa muốn ít hơn nhiều, ước chừng cũng chính là mấy trăm con không đến một ngàn con dáng vẻ, nhưng cỗ khí thế kia lại so phô thiên cái địa màu xanh biếc bọ ngựa còn muốn bức nhân. Tất cả sơn dân đều gấp trương vạn phân chừng mắt những này mới xuất hiện màu nâu xanh cự bọ ngựa, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Lóe lên ở giữa, những này màu nâu xanh cự bọ ngựa liền bổ nhào vào phấn lồng ánh sáng màu đỏ phía trên một cỗ khói xanh bốc lên, cự bọ ngựa một trận chi chi gọi bậy, tựa hồ hết sức thống khổ, cũng không có nghĩ những cái kia màu xanh biết bọ ngựa đồng dạng, vừa tiếp xúc với hoa đào đại trận cấm chế chi lực, không có chút nào sức chống cự liền biến thành cho bụi, ngược lại một mực dính tại lồng ánh sáng phía trên, dựng thẳng lên hai con to lớn chân trước, hướng phía lồng ánh sáng hung hăng trước xuống dưới. Phấn lồng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Phốc một con màu nâu xanh cự bọ ngựa bỗng nhiên vỡ ra, thân thể hóa thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng, vẩy ra đến lồng ánh sáng phía trên, lập tức bốc lên một cỗ khói xanh, liền biến thành hư ảo, nhưng ở chất lỏng biến mất chỗ, lồng ánh sáng bên trên lại bày biện ra một cái nho nhỏ màu nâu xanh điểm lấm tấm, tựa hồ cự bọ ngựa chất lỏng mang theo một loại nào đó tính ăn mòn, có thể ăn mòn lồng ánh sáng. Bất quá lồng ánh sáng phía trên, lập tức hồng mang lé lên, màu nâu xanh điểm lấm tấm liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, phốc phốc chi tiếng nổ lớn, một con tiếp một con cự bọ ngựa vỡ ra, chất lỏng vẩy ra, lồng ánh sáng phía trên không ít địa phương đều bị ăn mòn ra từng cái màu nâu xanh điểm lấm tấm. Cứ việc lồng ánh sáng còn đang nhấp nháy lấy hồng quang, phi tốc trừ khử lấy những ban điểm kia, nhưng điểm lấm tấm thực tế quá nhiều, lồng ánh sáng tiêu hao linh lực, đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản nhìn qua dày đặc vô so phấn lồng ánh sáng màu đỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến mỏng, đồng thời lúc sáng lúc tối lóe lên. Không tốt, hoa đào đại trận uy lực liền muốn hao hết cha làm sao bây giờ ngọt mỹ nữ lang la hoảng lên trại bên trong cũng vang lên tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai lồng ánh sáng loại biến hóa này các sơn dân tự nhiên đều nhìn thấy lập tức cả đám đều cảm thấy một loại đại nạn lâm đầu cực độ sợ hãi chỉ cần hoa đào đại trận mỗi lần bị công phá đến hàng vạn mà tính bạo ngựa hướng đem tiến đến trại bên trong tất cả mọi người trong khoảnh khắc liền sẽ bị xem như đồ ăn gặm ăn hầu như không còn mà hiện tại xem ra, loại này vận mệnh như có lẽ đã không thể nghịch chuyển. Lão giả cũng là sắc mặt tái xanh, trại bên trong cuối cùng một khối linh thạch, cũng tại trước đó không lâu bị đổi được đại trận trận trên mắt, giờ này khắc này, hắn cũng không có biện pháp. Cơ tiểu thư, người vị bằng hữu kia, làm sao còn chưa tới? Mắt thấy hoa đào đại trận lồng ánh sáng càng ngày càng mỏng, quang mang cũng càng ngày càng là ảm đạm, lão giả lại nhịn không được đối cơ khinh xa nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng cơ khinh xa xong nghi nhíu chặt âm thầm nắm chặt nắm đấm trong mắt của nàng những ngày màu nâu xanh cự bọ ngựa tu vi cũng không đáng sợ đơn đả độc đấu nàng coi như không có nắm chắc đem mấy trăm con cự bọ ngựa toàn bộ tiêu diệt diệt sát trong đó một bộ phân lại bình yên bỏ chạy độ khó không lớn nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ nàng muốn đối phó những cái kia phi trùng nhất định phải rời đi hoa đào đại trận cấm chế trong lúc này nàng tuyệt đối không dám để cho lão giả quan bế đại trận bốn phía vô số phi trùng nhìn chằm chằm còn có không rõ nội tình người điều khiển trốn ở phía sau màn lúc này quan bế đại trận thuần túy liền là muốn chết chỉ sợ đại trận vừa vừa quan bế thành ngàn hơn vạn phi trùng liền phô thiên cái địa sông tới đại trận lồng ánh sáng bắt đầu vang lên tiếng ong ong một bộ tùy thời sụp đổ dáng vẻ trong mắt mọi người đều tràn ngập ý tuyệt vọng lúc này cơ khinh xa trong ngực lanh lợi trùng đột nhiên bay ra gấp rút réo lên không ngừng cơ khinh xa thoảng qua khẽ giật mình lập tức vui mừng quá đỗi, kêu lên, hắn đến. Cái gì, lão giả đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn chờ lồng ánh sáng bị đột phá thời khắc cuối cùng tiến đến, đối cơ khinh xa lời nói, đều phản ứng không kịp. Đúng lúc này, không chung một tiếng cao vút trong mây tiếng chim hót vang vọng, thẳng tới trên trời cao, ngay sau đó, một bóng người tại xương mù nồng nặc bên trong hiển lộ ra, tiếng sấm vang rền, vô số đạo trắng lóa hồ quang điện, oanh kích mà xuống, chuẩn xác vô cùng đánh chúng còn lại những cái kia màu nâu xanh cự bọ ngựa. Trong chốc lát điện tránh lôi minh, bị thiểm điện đánh chúng màu nâu xanh cự bọ ngựa trong khoảnh khắc hóa thành khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, loại kia sẽ ăn mòn đại trận chất lỏng cũng không có bốn phía phun ra. Giờ phút này dính tại lồng ánh sáng phía trên màu nâu xanh cự bọ ngựa, còn có 100 con dáng vẻ, tại lôi điện oanh kích phía dưới, một lần diệt sát đi hơn 20 con, tiêu phàm không chút do dự, 10 ngón ngay cả Dương, từng đạo lôi điện liên tiếp không ngừng mà đánh ra, khói xanh đại mạo, lại có số lớn màu nâu xanh cự bọ ngựa hôi phi yên diệt. Những này màu nâu xanh cự bọ ngựa trên thân lóng lánh yêu khí, không sai biệt lắm tương đương với luyện khí kỳ 5 6 tầng tu sĩ tu vi như vậy, đối với người bình thường mà nói, cố nhiên là khó mà ngăn cản, tại Tiêu Phàm trong mắt, lại không có chút nào uy hiếp có thể nói. Mắt thấy Tiêu Phàm uyển như lôi thần hàng thế, hồ quang miện lập loè, không thể ngăn cản còn lại kia mấy chục con màu nâu xanh cự bọ ngựa một tiếng gào thét, nhao nhao phi thân lên, rời đi phấn lồng ánh sáng màu đỏ, tứ tán hướng xung quanh trong rừng rậm bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, liền chạy sạch sẽ, xem ra những này màu nâu xanh cự bọ ngựa chẳng những hình thể so màu xanh biết bọ ngựa phải lớn, tu vi cao hơn, thậm chí còn có nhất định trí thông minh, cảm giác được tiêu phàm khó mà địch nổi, biết bỏ trốn mất dạng. Ảm đạm vô so phấn lồng ánh sáng màu đỏ, rốt cuộc ổn định lại bỗng nhiên trong rừng rậm lại là kêu lên một tiếng bén nhọn vang lên sen lẫn vô so phẫn nộ chi ý những cái kia một mực im ắng nằm ở bốn phía màu xanh biếc bọ ngựa nghe xong cái này âm thanh réo vang lập tức nhao nhao chấn động cánh nhảy lên một cái hướng tiêu phàm chen trúc mà đi tiêu phàm cổ tay khẽ đảo màu đỏ sậm viêm linh chi nhận nổi lên còn không có cùng tiêu phàm thôi động hỏa diễm đao diệt sát những này phi trùng một mực ghé vào hắn đầu vai nhắm mắt dưỡng thần hắc lân bỗng nhiên vượt lên trước động như là một tia chớp màu đen, bắn tới giữa không trung, toàn thân lông tóc lắc một cái, một từng chiếc màu đen gai sắc hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Tiêu phàm thấy rõ ràng, những ngày màu đen gai sắc kỳ thật chỉ là hư ảnh, từ hắc lân lông tóc ngưng kết mà thành. Nhưng là hắc lân dưới mắt đã là kim đan kỳ tu vi, những ngày màu xanh biếc bọ ngựa thậm chí ngay cả thấp nhất trở yêu thú cũng không tính, lại có thể nào ngăn cản hắc lân lông tóc hóa hình một kích. Hắc mang hiện lên chỗ, vô số phi trùng nhau nhau bị xuyên thủng, chất lỏng vẩy ra, trùng thi như là trời mưa, hướng mặt đất rơi xuống. Trong khoảnh khắc, màu xanh biếc bọ ngựa liền tử thương vô số. Trong rừng rậm, lại kêu lên một tiếng bén nhọn vang vọng, còn lại bọ ngựa thật giống như nghe được cái gì chỉ lệch, lập tức đình chỉ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến công, như thủy triều lui xuống, thoáng qua liền không gặp tung tích. Cả cái sơn cốc lập tức trở nên yên tĩnh vô so. Một hồi lâu quá khứ, trong sơn trại mới bỗng nhiên vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chương 704, 10 năm chờ đợi. Cái này, đây là Tiêu Tiên Sinh, thật lâu, lão giả mới hồi phục tinh thần lại, mắt nhìn không chung một người một mèo, ăn một chút nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kính sợ. Từ trên trời giáng xuống, lôi điện trình uy, bên người còn đi theo một đầu đồng dạng uy phong lẫm liệt thần thú, đây chính là trong truyền thuyết lôi thần, trừ tướng mạo anh tuấn xoay khí. Không có như vậy hung thần ác sát bên ngoài, không có cái khác khác nhau. Cơ khinh sa mỉm cười nói, đúng thế. Nhanh, yêu yêu, mau mau, thanh đại trận mở ra, mời tiêu tiên sinh. a à không, mời tiêu, tiêu thần tiên tiến đến. Nghe đến đó, cơ khinh sa nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp, nói thủ lĩnh, người hay là xưng hô hắn tiêu tiên sinh tốt, thần tiên xưng hô thế này. Hi hi, thật không biết tiêu thần tiên mình nghe tới về sau, sẽ là như thế nào cảm thụ yêu yêu chính là cùng yến tây lâu tay nắm vị kia ngọt mỹ nữ lang nghe tới phụ thân phân phó đáp ứng một tiếng liền muốn từ vọng lâu trên dưới đi cơ khinh xa khoát tay chặn lại ngăn lại nàng nhẹ nói yêu yêu không cần vội vã mở ra cấm chế những cái kia bọ ngựa khả năng cũng không có đi xa liền giấu ở phụ cận dưới mắt cấm chế này còn có thể kiên trì một hồi nếu là đóng lại về sau lại muốn mở ra vậy liền khó trên cơ bản một viên cuối cùng linh thạch cũng tiêu hao phải không sai biệt lắm, dựa vào quán tính còn có thể duy trì đại trận một đoạn thời gian ngắn, đóng lại đại trận khởi động lại, linh lực vô luận như thế nào đều không đủ trèo trống. Kia, tiêu tiên sinh làm sao tiến đến đâu, cơ khinh xa vừa cười vừa nói cái này khó không được hắn. Cấm chế này đối những cái kia côn trùng, có lẽ có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng muốn nói tiêu phàm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không có cách, đó chính là trò cười. Tiêu phàm chậm chậm đè xuống độn quang, cổ tay khẽ đảo, một tờ linh phù bắn ra, tại không trung hóa vì một cái xanh biếc hỗn độn đồ, chậm rãi dán tại đã ảm đạm dị thường lồng ánh sáng phía trên. Một trận hào quang chấp loạn, phấn lồng ánh sáng màu đỏ hướng bốn phía vòng lại mà đi. Tiêu phàm mang theo hắc lân, chậm rãi từ hỗn độn đồ bên trong xuyên qua, đi tới lồng ánh sáng bên trong. Một cái kia xanh biếc hỗn độn đồ, lập tức co lại nhỏ, phấn lồng ánh sáng màu đỏ lấp đầy như lúc ban đầu, Tiêu Phàm sớm đã dùng thần niệm từng điều tra, cái này phấn hồng lồng ánh sáng tản ra cực kỳ tinh thuần mộc linh khí, cho nên sử dụng cũng là một thuộc tính linh phù, quả nhiên 10 điểm có hiệu quả. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hoa đào đại trận cấm chế đã suy yếu vô so nguyên nhân, nếu là tại cấm chế chi lực thời kỳ toàn thịnh, dù coi như là Tiêu Phàm cũng không thể nhẹ nhàng như vậy xuyên qua lồng ánh sáng. Tiêu Phàm chậm rãi dừng ở nhìn trên lầu, Cơ Khinh Sa yên nhiên cười khẽ, tiến lên kéo hắn lại tay, ánh mắt đều rơi vào Hắc Lân trên thân, vừa cười vừa nói, Hắc Lân không ngủ nướng rồi. Lập tức trở nên lợi hại như vậy, không thể nghi ngờ, cơ khinh xa đã cảm thấy Hắc Lân trên thân khí tức khủng bố. Cái này mèo muôn lớn, đơn thuần tu vi lời nói, đã thành chỉ thủy xem trừ tiêu phàm bên ngoài người mạnh nhất. Cơ khinh xa xem chừng, hẳn là đã đem viên kia dị thú nội đan luyện hóa. Nếu không, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, sẽ không phát sinh dạng này kinh thiên động địa biến hóa. Cơ khinh xa thậm chí từ hắc lân trên thân cảm thấy một tia man hoang khí tức, hoàn toàn không thuộc về mèo loại vốn có. Hắc lân mèo một tiếng, ngóc lên lông xù đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Mèo muôn lớn nhất quán đều rất ngạo kiều, tại tân lâm trước mặt đều là như thế này. Cơ khinh xa cười cười, không thèm để ý chút nào, nhưng cũng không có đưa tay đi vò mèo muôn lớn đầu. Một chỉ có kim đan kỳ tu vi mèo, tuyệt đối không thể xem như phổ thông linh sủng mà đối đãi. Đương nhiên, nếu là thay đổi Uyển Thiên Thiên, mới sẽ không quản nhiều như vậy, muốn sờ cứ sờ. Đúng vậy a, à, ta cũng không nghĩ tới, Hắc Lân Phi Châm Tuyệt Kỹ như vậy cao minh. Nếu không, ta cũng chỉ có thể vận dụng Hỏa Diễm Đao. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, mặc dù chỉ là hư ảnh, luận uy lực, xác thực không kém hơn Phi Châm Pháp Bảo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, linh sủng kỳ thật cũng là yêu thú một loại. Yêu thú cùng nhân loại tu sĩ tương đối mà nói, ưu thế lớn nhất chính là thân thể của bọn chúng, chẳng những người điểm cường hoành, còn có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Lão giả một mực chờ lấy tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều ngừng lại, mới bước nhanh tiến lên, cung cung kính kính hướng tiêu phàm cúi người chào, kính cẩn vô cùng nói tiêu tiên sinh, ngài tốt. Cơ khinh xa liền hướng tiêu phàm giới thiệu nói, đây là hoa đào trại thủ lĩnh đảo núi tuyết thổ ti. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu thăm hỏi, nói thủ lĩnh, người tốt. Không dám không dám, đào núi tuyết luôn miệng nói, kinh sợ. Mặc dù cơ khinh xa kiên chỉ muốn hắn xưng hô tiêu tiên sinh, nhưng ở hướng núi tuyết ở sâu trong nội tâm, lại mạnh mẽ đem tiêu phàm xem như tiêu thần tiên. Tại thần tiên trước mặt, vị này thủ lĩnh quả thực khẩn trương đến ngay cả không dám thở mạnh một ngụm, chú ý cẩn thận về phần cực điểm. Ngay sau đó, Yến Tây Lâu cùng ngọt mỹ nữ lang cũng tới trước cùng tiêu phàm làm lễ. Nhìn qua, Yến Tây Lâu bị trúng độc trướng đã hoàn toàn sắp xếp ra ngoài thân thể, lại không có nửa điểm tai họa ngầm. Cơ khinh sa nở nụ cười xinh đẹp, giới thiệu nói, vị này là Đào Thiên, núi tuyết thủ lĩnh ái nữ, cũng là Yến Đại ca vị hôn thê. Yến Đại ca vị hôn thê, dù là tiêu chân nhân cơ trí hơn người, nghe lời này, cũng có chút trợn tròn mắt. Yến Tây lâu làm sao bỗng nhiên ở giữa, liền thêm ra một vị vị hôn thê rồi. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta về sau trò chuyện tiếp, trước mắt cục diện này, muốn trước xử trí một chút mới được những cái kia bọ ngựa tạm thời lui, nhưng khó đảm bảo bọn chúng không ngóc đầu trở lại. Đến cùng phía sau ẩn giấu đi thứ gì, nhất định phải tra rõ ràng mới được. Cơ khinh xa cũng là sát phạt quyết đoán nhân vật, lập tức nghiêm mặt nói. Tiêu phàm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua càng thêm ảm đạm vô quang phấn hồng lồng ánh sáng, nói ta vừa mới nhìn đến, cấm chế này đại trận uy năng không nhỏ, bất quá bây giờ nhìn lại, kiên trì không được bao lâu, Cơ khinh xa lời ít mà ý nhiều giải thích nói, đây là hoa đào trại hoa đào đại trận, lão tổ tông lưu lại, đối phó côn trùng có hiệu quả. Dựa vào linh thạch khu động, đây đã là cuối cùng một khối linh thạch, cơ khinh xa cũng là đến hoa đào trại về sau, mới lần thứ nhất kiến thức đến cái gì là linh thạch, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Tại dưới mắt trung thổ giới, nhất thời bán hội, lại muốn đi đâu tìm linh thạch. Cái này dễ thôi, còn không có cùng cơ khinh xa lông mày giãn ra, tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay đã thêm ra một khối màu xanh biếc tiểu tinh thạch, quang mang lấp lóe, linh khí giạt rào, chính là một khối trung giai mộc linh thạch. Đây, đây là linh thạch, đào núi tuyết mặc dù không phải người tu chân, lại nhận được linh thạch, gặp một lần phía dưới, lập tức kinh hỉ vạn phần kêu to lên. Mà lại rất rõ ràng, khối linh thạch này so với bọn hắn sử dụng khối kia, phẩm chất muốn cao hơn nhiều, ẩn chứa linh lực cũng muốn sung túc được nhiều, có như thế một khối linh thạch, Hoa Đào đại trận lập tức lại có thể khôi phục như lúc ban đầu, trại liền an toàn. Ít nhất, tại mấy ngày bên trong là an toàn, về phần lại sau này, đào núi tuyết căn bản liền không đi cân nhắc. Không phải sao, Tiêu thần tiên đã ở đây a, à. hết thảy đều mời hắn làm chủ chính là, từ Tiêu Phàm cùng Hắc Lân vừa rồi hiện ra đại thần thông đến xem, coi như ngạnh sinh sinh đem tất cả bọn ngựa diệt sát, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Tiêu Phàm phân phó nói, thủ lĩnh, trước tiên đem viên này linh thạch thay đổi đi cái khác chúng ta áp sau bàn lại đúng đúng tạ tạ tiêu tiên sinh tạ ơn đào núi tuyết hai tay dâng linh thạch giống như bay dưới vọng lâu bởi vì quá mức kích động lúc xuống lầu một cước đạp không kém chút ngã một phát đoàn người lúc này mới phát hiện vọng lâu người bên dưới tất cả đều quỳ trên mặt đất thật sâu nằm sấp xuống dưới ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn loạn đừng bảo là tại cái này xa xôi ngăn cách với đời sơn trại liền xem như tại hiện đại hóa thành phố lớn Tiêu Phàm như thế khốc huyến hiện thân, thi triển như vậy đại thần thông, đánh tan biển trùng, chỉ sợ cũng giống vậy lại nhận quỳ bái. Tiêu Phàm mỉm cười, ôn hòa nói, tất cả mọi người, không cần khẩn trương. Ngữ khí nhu hòa, lại trực tiếp đưa đến mỗi người bên tai, cho dù ai đều nghe được thanh thanh sở sở. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là ai cũng không dám dẫn đầu đứng dậy. Rất nhanh, ảm đạm phấn lồng ánh sáng màu đỏ nặng lại trở nên ngưng trọng dày đặc quang mang bắn ra bốn phía, trại bên trong lại vang lên chấn thiên giá tiếng hoan hô. Nhao nhao hỗn loạn một hồi lâu, tiêu phàm rốt cuộc tại đào núi tuyết nhà trong nhà gỗ ngồi xuống, cái này nhà gỗ mặc dù cũ kỹ, lại thắng ở thông gió thông khí, tự nhiên mát mẻ, rất hợp tiêu phàm tâm ý. Cơ khinh xa ngồi tại tiêu phàm bên người, đơn giản đem mấy tháng này phát sinh tình huống hướng tiêu phàm làm cái giải thích. Đi tới Khánh Nam về sau, cơ khinh xa trực tiếp tìm tới Yến Tây Lâu, nói rõ mình ý đổ đến nghe nói cơ khinh xa là tiêu phàm bằng hiếu, chuyên đến nơi đây tìm miêu cương nuôi cổ vu sư, Yến Tây Lâu không nói hai lời, liền cõng lên bọc hành lý cùng cơ khinh xa cùng một chỗ tiến vào núi. Nhiều lần chắc trở, tại sâu trong núi lớn, tìm được hoa đào trại. Theo cơ khinh xa nói, hoa đào trại sở tại địa, chính là mấy trăm bên trong đại sơn trung tâm nhất, quanh năm mây mù lượn lờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai xâm nhập qua nơi này. Mà Yến Tây Lâu, cũng là 10 năm trước lên núi hái thuốc, dưới cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ đi tới cách hoa đào trải chỗ không xa. Vừa vặn gặp cũng ở trong núi hái thuốc, nhưng bất hạnh gặp một đầu đại báo đào thiên, Yến Tây Lâu lúc ấy đã trúng độc trướng, nhưng vẫn là thi triển ngũ lôi trường, nỗ lực cùng báo vật lộn, cuối cùng cùng báo cùng một chỗ rơi vào trong sông, bị vò tới hạ du. Cùng Yến Tây Lâu thật vất vả dẫy dụa lấy về đến trong nhà, độc trướng phát tác, cả người trở nên điên điên khùng khùng. Thẳng đến gặp phải tiêu phàm, chữa khỏi hắn bệnh trầm kha. Lần này, nếu như không phải cơ khinh xa có yêu cầu như vậy, Yến Tây Lâu cũng sẽ không lại trở lại trướng khí hoành hành sâu trong núi lớn. Mười năm trước, Yến Tây Lâu là đánh bậy đánh bạ đến cách hoa đào trải chỗ không xa, mười năm trôi qua, Yến Tây Lâu ký ức đã mơ hồ. Hai người tại trong núi lớn tìm kiếm khắp nơi, có phần phí một phen chắc trở, mới rốt cục cơ duyên xảo hợp tìm được hoa đào trải. Năm đó 17-18 tuổi đào thiên, sớm đã trưởng thành thành thục Mỹ lệ thanh xuân nữ lang để yến tây lâu không tưởng được chính là đào thiên một mực không có lấy chồng thành ra một mực tại đau khổ chờ hắn trở về theo đào thiên nói nàng sớm đã tại trùng vương trước động lập xuống lời thề không phải ân nhân cứu mạng không gả nếu như yến tây lâu không trở lại nàng liền muốn cô độc trung thân đối mặt với dạng này si tình cô nương dù coi như là yến tây lâu dạng này trầm mặc ít nói hán tử cũng sắc mặt thay đổi yến đại ca chúc mừng tiêu phàm mỉm cười từ đáy lòng hướng Yến Tây Lâu chúc phúc. Rốt cuộc không nghĩ tới, Yến Tây Lâu trên thân còn có khúc chiết như vậy ly kỳ cố sự. Có lẽ, cái này kêu là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. chương 705, Trùng Vương Động. Những cái kia bọ ngựa là chuyện gì xảy ra? Hướng Yến Tây hành lang qua chúc mừng về sau, tiêu phàm lập tức hỏi trọng điểm. Cơ khinh xa song mi có chút nhân lại, nói hiện tại còn không thể xác định là chuyện gì xảy ra, không quá mức người nói, có thể là từ trùng vương trong động đi ra ngoài lớn bạo ngựa hiện tại không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên bắt đầu vây công trại trùng vương động cơ khinh xa liền cho tiêu phàm giải thích nói cái này hoa đào trại xác thực chính là nàng vẫn muốn tìm kiếm miêu cương nuôi cổ người tụ cư trại truyền thừa phi thường cổ lão nghe nói đã có hơn một ngàn năm lịch sử bởi vì trại đứng ở mây mù lượn lờ sâu trong núi lớn lại có cổ lão cấm chế che đậy qua nhiều năm như vậy người bên ngoài rất khó tìm tới nơi này mà trại bên trong người cũng rất ít ra ngoài, cơ bản không cùng ngoại giới câu thông. Chỉ có đầu người mới sẽ ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến, hiểu rõ bên ngoài thế giới phát sinh đủ loại biến hóa. Lần này, nếu như không phải có Yến Tây Lâu dẫn đường, dù coi như lấy cơ khinh xa chi năng, cũng là tuyệt đối khó mà tìm tới hoa đào trại. Nàng am hiểu thuật bói toán, cũng không thể cho nàng cung cấp quá nhiều cụ thể trợ giúp. Mà trùng vương động, thì là hoa đào trại chỗ bí ẩn nhất, nghe nói bên trong thờ phụng hoa đào trại một vị nào đó lấy khu trùng thuật nổi danh trên đời tiên tổ. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không ai có thể tiến vào trùng vương động. Cho nên hiện tại, cũng chỉ có thể phỏng đoán nói kia bọ ngựa có thể là từ trùng vương động đi ra ngoài, tất lại không người tận mắt nhìn đến, ai cũng không thể khẳng định. Trùng vương động vào không được, tiêu phàm có chút kinh ngạc, ừm, cơ khinh xa gật gật đầu, ta đi nhìn qua, nho nhỏ một cái sơn động, rất nhạt đứng tại ngoài động đi đến quét qua, cơ hồ liếc qua thấy ngay, ta cẩn thận nghiên cứu qua, tựa hồ là một loại nào đó không gian cấm chế. Tìm không thấy cửa vào, tiêu phàm nhẹ gật đầu, trầm ngâm, chốc lát, mới lên tiếng ta vừa rồi tại bên ngoài thời điểm, đã cảm nhận được chỗ rừng sâu linh lực ba động, tựa hồ có so với cái kia màu nâu xanh bọ ngựa càng cường đại hơn đồ vật, tránh ở trong đó. Cơ khinh xa sau mi nhẹ nhàng một dương, nói, nói như vậy, thật sự có trùng vương tồn tại. Từ những này bọ ngựa kỳ lạ hành vi đến xem, hẳn là dạng này. Có người chỉ huy trốn ở phía sau màn điều khiển, về phần là trùng vương hay là vật gì khác. Hiện tại còn không có thể xác định, có lẽ là cái khác hiểu được khu trùng tu sĩ. Cơ khinh xa nghĩ nghĩ, nói nếu quả thật là như vậy, vì cái gì cái này trùng vương không tự mình tiến công sơn trại đâu. Những cái kia màu nâu xanh bọ ngựa kém một chút liền có thể công phá hoa đào đại trận. Trùng vương liệu tất so màu nâu xanh bọ ngựa còn muốn lợi hại hơn mấy phân, tự mình xuất động lời nói, khả năng còn không chờ đến Tiêu Phàm đuổi tới, Hoa Đào trại liền bị công phá. Tiêu Phàm lắc đầu, nói cái này ta cũng không phải là rõ ràng như vậy, có lẽ cái này Hoa Đào đại trận cấm chế chi lực đối trùng vương đặc biệt hữu hiệu. Nó không dám tùy tiện mạo hiểm, xem ra cũng chỉ có lời giải thích này. Tiêu Phàm nói, bất kể như thế nào, cái này phía sau màn người điều khiển nhất định phải tìm ra mới được, nếu không Hoa Đào trại từ đầu đến cuối sẽ không an toàn. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cắn môi một cái. Đây chính là tiêu phàm không giống bình thường chỗ, tại suy nghĩ của hắn bên trong. Hoa đào trại mọi người an nguy, Thủy chung là xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn chỉ sợ ép căn bản không hề nghĩ tới, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đổi một người, chỉ sợ sẽ không lấy hoa đào trại an nguy làm nhiệm vụ của mình. Vẹn vẹn chỉ vì Yến Tây Lâu là đào thiên vị hôn phu, tiêu phàm liền cam nguyện đi đối mặt nguy hiểm không biết mà lại tại Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm, cũng cho rằng đây là đương nhiên. Thiên kinh địa nghĩa, để hắn cứ như vậy mang theo cơ khinh xa rời đi, vứt xuống hoa đào trại mấy trăm sơn dân chờ chết ở đây, Tiêu Phàm tuyệt đối làm không được. Khó trách vô cực môn năm đó có bị Liên Minh Chính Đạo Phụng làm lãnh tụ. Đi, đi trước trùng vương động nhìn xem. Tiêu Phàm đứng dậy, bỏ ngựa đại quân bỗng nhiên hung hãn không sợ chết vây công hoa đào trại, khẳng định có lấy một loại nào đó đặc biệt lý do khác. Đã đào núi tuyết phỏng đoán cái này côn trùng cùng Trùng Vương động có quan hệ, kia sẽ không ngại đi Trùng Vương động tìm kiếm đáp án. Mọi người tự nhiên không nói hai lời, liền đi theo hắn đi. Trùng Vương động ngay tại Hoa Đào trại vị trí trung ương, một chỗ sườn dốc chậm rãi hướng phía dưới, sâu xuống lòng đất. Hoa Đào trại kiến tạo ở trong sơn cốc, địa thế bằng phẳng chỗ chúng. Mà chỗ này sườn dốc, hẳn là toàn bộ sơn trại địa thế thấp nhất chỗ. Rất nhiều côn trùng đều thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh mới vừa đi xuống sườn dốc tiêu phàm liền thấy một cái sơn động tại sườn dốc đối diện đất vàng trên vách đá dựng đứng nhìn qua này sơn động tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên hình thành mà là nhân công mở ra đến cơ khinh xa nói đến rất chính xác này sơn động quy mô rất nhỏ mà lại cực mỏng nhìn một cái cũng liền có thể song song dung nạp hai người tiến vào sâu không quá hai triệu liền đến đầu vừa xem vô dư không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt nói trắng ra cái này kỳ thật không thể xem như một cái sơn động mà là trên vách đá dựng đứng một cái tương đối sâu nhập lõm chỗ thôi trên sơn động hai bên trái phải cỏ dại rậm rạp không có bất kỳ cái gì thân phận tiêu chí bất quá tiêu phàm hay là liếc mắt liền thấy cái sơn động này không giống bình thường chỗ đó chính là diều đục vết tích hết sức rõ ràng rất rõ ràng là lợi khí bổ gọt mà hình thành trên vách động còn lưu lại từng đạo gọt ngấn Cơ khinh xa ở một bên nhẹ nói, có một loại để ta nhớ tới phi kiếm cảm giác. Tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng, hắn cũng có cảm giác như vậy, tựa hồ này sơn động không phải dùng cái cuốc, cái sẻng loại hình chuyên dùng công cụ móc ra, mà là dùng phi kiếm cự phủ dạng này binh khí chặt gọt mà ra. Hạng người gì, mở sơn động mới có thể khỏi phải cái cuốc mà dùng phi kiếm. Không thể nghi ngờ, đáp án chỉ có thể là cổ đại người tu chân không có một tu chân giả sẽ đem cái sẻng cái cuốc tùy thân mang theo, mở động phủ, tự nhiên chỉ có thể dùng phi kiếm loại hình pháp bảo pháp khí. Chỉ bất quá, càng không có một tên cổ tu sẽ dùng pháp bảo pháp khí ở đây mở dạng này một cái tiến vào sâu không quá hai trượng sơn động. Quá không hiểu thấu, người không có nhìn lầm, nơi này là có không gian cấm chế. Tiêu phàm chậm rãi nói, hắn vừa mới vừa đi tới nơi này, cách sơn động còn có hơn mấy trượng xa gần, thể nội càn khôn đỉnh liền đã có cảm ứng, mà lại cảm ứng còn tương đối mãnh liệt, từ đó có thể biết nơi này không gian cấm chế, không phải bình thường. Tiêu Phàm không chậm không nhanh hướng lấy sơn động đi đến. Nguyên bản uể oải nằm ở trong ngực hắn Hắc Lân, bỗng nhiên đứng lên, nhảy lên bên trên đầu vai của hắn, ánh mắt sáng ngời, tiếp cận cái sơn động kia, cái chán kia một nắm ngân bộ lông màu trắng, ẩn ẩn có ngân quang đang lóe lên không thôi, tựa hồ cái sơn động này có đồ vật gì để nó trở nên cực kỳ hưng phấn. Cơ khinh xa không khỏi nhìn Hắc Lân một chút, cũng đi theo tiêu phàm bên người, đi hướng sơn động. Đứng tại bên ngoài sơn động một bên, tiêu phàm đã có thể xác định, cái sơn động này tuyệt không chỉ trước mắt dạng này quy mô, càn khôn đỉnh cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, có thể thấy được nơi đây không gian cấm chế, thực tế không phải bình thường. Tiêu phàm thần niệm chi lực nhô ra, ở trong sơn động quét một vòng, lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, cảm giác bên trên, bốn phía đều là thật dày vách núi. Hô một tiếng, tiêu phàm một trưởng đánh ra, kinh phong gào thét, hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra, trùng điệp đụng vào chính diện trên vách núi đá, lại bỗng nhiên phản bắn trở về. Cơ khinh xa thấp giọng nói, ta nghĩ không ít biện pháp, thậm chí ngay cả hỏa công đều dùng tới, không có một chút hiệu quả có. Bất quá nơi này cấm chế cũng thật có ý tứ, chỉ phòng ngừa người khác nhìn trộm, cũng không phản kích đả thương người. Xem ra lúc trước thiết trí cấm chế này người, còn tính là trạch tâm nhân hậu. Tiêu phàm cười cười, nói cũng có thể là chúng ta công kích huy lực quá thấp, không có kích phát cấm chế phản chế thủ đoạn. Cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp, nói, vậy cũng đúng. Xa xa đứng tại sau hông đảo núi tuyết bỗng nhiên nói, tiêu tiên sinh, người xưa kể lại, nơi này là chúng ta trại bên trong trùng vương động, nhưng không dối gạt tiêu tiên sinh nói, cho tới bây giờ liền không ai đi vào qua. Cái này nhà ấm, cái này nhà ấm, thật không chỉ như vậy lớn a à. Trong lời nói, tràn đầy ý tò mò, xem ra, ngay cả vị này hoa đào trại thủ lĩnh, đều không tin tưởng lắm, cái này trùng vương động thật bên trong có cản khôn. Có lẽ chính là chỉ có như vậy một cái tin đồn mà thôi, chân chính trùng vương động đã sớm chôn vùi, nơi này chỉ còn lại có một cái phế tích hài cốt. Điểm này, từ cửa hang lưu lại tế bái vết tích liền có thể nhìn ra được. Cái này trùng vương động, trên thực tế đã trở thành hoa đào trại ngàn năm đồ đằng, cũng không ai dám tại nếm thử dùng man lực đi phá hư trong động hết thảy. Vô luận như thế nào, viễn cổ lưu truyền tới nay tiên tổ khuyên bảo, những ngày thuần phát sơn dân là không dám đi làm trái, nếu không, các tổ tiên liền sẽ hạ xuống tai họa. Thủ lĩnh, ta cũng không thể khẳng định, thử một chút lại nói. Tiêu phàm mỉm cười đáp, trong hai mắt, lục mang lấp lóe thiên nhãn thần thông vận chuyển lại. Bỗng nhiên, tiêu phàm một tiếng buồn bực hư, trong mắt lục mang lập tức biến mất không còn tâm tích, sắc mặt trở nên có mấy phân khó coi, tựa hồ ăn thiệt thòi nhỏ. Làm sao rồi, Cơ khinh xa bận biểu tức lo âu hỏi, tiêu phàm nhắm lại hai mắt, rồi mới lên tiếng, không có gì, giống như có đồ vật gì, không nguyện ý bị người ta nhòm ngó. Đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng loại cảm giác này nhưng lại rất thực tế, để tiêu phàm hai mắt đều một hồi lâu nhói nhói, nếu không phải hắn xem thời cơ phải nhanh, chỉ sợ còn không chỉ ăn như thế một chút thua thiệt nhỏ. Bất quá ngay sau đó, tiêu phàm lại trở nên có chút hưng phấn. Đây là giải thích, trùng vương trong động, thật cất giấu không biết đồ tốt. Tiêu phàm không nói hai lời, trừ màu đỏ càn khôn đỉnh bắn ra, tại trước ngực hắn chậm chậm xoay tròn lấy, thân đỉnh bên trên trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, chậm rãi lưu truyền. Tiêu phàm tay trái bấm quyết, tay phải năm ngón tay như vòng, từng đạo pháp quyết đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong, bảo đỉnh lập tức quang hoa đại phóng, thân đỉnh bên trên hỗn độn đồ án nhanh chóng lưu truyền, một cái đồng dạng trừ màu đỏ hỗn độn đồ, tại miệng đỉnh phía trên nổi lên, đường kính khoảng hai thước, hồng mang lóa mắt nguyên bản bình tĩnh sơn động, bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ, không khí bốn phía, bắt đầu xuất hiện gợn nước ba động, từng tầng từng tầng, có thể thấy rõ ràng. Không gian ba động, cơ khinh xa miệng nhỏ khẽ nhếch trên má thơm lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù đoán được cái này trùng vương động bố trí có không gian cấm chế, nhưng tận mắt nhìn đến không gian ba động, hay là làm nàng cảm thấy kinh ngạc, cũng rất là hiếu kỳ. Liên ở thời điểm này, một cái thủy điểm sáng màu xanh lục, tại sơn động chính diện trên vách đá ngưng tụ ra, lấy tốc độ cực nhanh trở nên 10 điểm lóa mắt lóa mắt, còn không có đợi mọi người phân biệt ra được đây là vật gì. Một đạo xanh biết quang mang, bắn ra, bỗng nhiên đánh vào càn khôn đỉnh miệng đỉnh trừ màu đỏ hỗn độn mưu toan bên trên. suy một tiếng vang nhỏ, hỗn độn đồ lập tức từ đó vỡ ra, hóa thành điểm điểm hồng quang, tiêu tán thành vô hình. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 47